Audio điện tử Võ Tấn Bền. Độc Cô Băng Lan không nói gì nữa, ánh mắt nhìn về phía trước khẽ thở dài. Nàng đương nhiên biết trong gia tộc đáng sợ biết bao nhiêu, đó là một cỗ thế lực mà ai cũng không thể lay động. Chờ thêm một hồi nữa chúng ta lập tức trở về, ta cũng không muốn ở lại Vân Dương Tông nữa. Thế nhưng chúng ta ở đây lâu như vậy rồi còn chưa lấy được thứ trong gia tộc muốn. Độc Cô Băng Lan nói. Chuyện Lục gia ta không muốn nhúng tay vào nữa, để những người khác trong tộc tới làm đi. Thúy Ngọc nói. Có thể Lục gia căn bản không có thứ đó. Bằng không tại sao Lục gia lại suy tàn tới tình trạng này. Độc Cô Băng Lan nói. Tin tức trong tộc hẳn là không sai đâu. Bảo vật kia hẳn là ở ngay trong Lục gia. Thúy Ngọc nói. Vô Song. Trên ngọn núi Lục Vô Song ở, Lục Lâm Thiên tìm kiếm bốn phía một lần thế nhưng vẫn không tìm thấy thân ảnh của Lục Vô Song. Xem ra quả thực là lật thuyền rồi. Lục Lâm Thiên cười khổ một tiếng rồi lập tức rời đi. Sau khi trở lại nơi ở của mình, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống đem chiếc ngọc giản chứa thuộc tính hỏa nắm trong tay rồi nhỏ một giọt máu lên trên đó. Tức thì ngọc giản bắn ra một cỗ quang mang chói mắt bắn vào mi tâm Lục Lâm Thiên, lập tức hóa thành cỗ tin tức khổng lồ trong đầu hắn. Một lát sau, quang mang trên ngọc giản lập tức mở đi. Tu luyện hỏa viêm bạo trước vậy. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên, ngọc giản vừa rồi chính là vũ khí hoàng cấp cao giai hỏa viêm bạo. Uy lực của hỏa viêm bạo này tuyệt không thấp, ít nhất cũng không dưới phong quyển tàn vân. Vào ban đêm, những vũ giả đều làm một chuyện giống nhau là khoanh chân tu luyện thì Lục Lâm Thiên lúc này cũng đang tu luyện hỏa viêm bạo trên núi. Thủ ấn trong tay hắn khẽ biến hóa, trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên ngưng tụ ra một hỏa cầu lớn bằng nắm tay trẻ con, khí tức hỏa cầu này vô cùng cuồng bạo cũng trong nháy mắt tiêu tán trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên. Ồ! Lục Lâm Thiên nhướng mày! Cũng không phải vì hắn tu luyện hỏa viêm bạo thất bại mà kinh ngạc, mà là bởi vì chân khí bên trong cơ thể lúc này mà kinh ngạc. Nhíu mày một lát rồi Lục Lâm Thiên lập tức lần thứ hai ngưng tụ ra một hỏa cầu trong lòng bàn tay, một lát sau hỏa cầu lại tiếp tục tiêu tán, lúc này hai hàng lông mày Lục Lâm Thiên nhíu lại. Lẽ nào? Vẻ mặt Lục Lâm Thiên biến đổi một chút, thủ ấn trong tay lại tiếp tục biến hóa. Tay phải hắn tràn ngập hỏa diễm còn tay trái thì lúc này có một mảnh sương mù đang ngưng tụ. Đồng thời thi triển ra hai loại vũ khí hỏa hệ, thủy hệ. Ta hiểu rồi, hóa ra là như vậy. Ha ha. Lục Lâm Thiên tức thì cười ha hả. Vừa rồi tu luyện hỏa viêm bạo khiến cho Lục Lâm Thiên phát hiện ra một chuyện, bản thân hắn không ngờ lại có thể đồng thời thi triển vũ khí các loại thuộc tính vốn không thể cùng thi triển một lúc. Coi như là lúc thi triển phong chi dực ở giữa không trung hắn cũng chỉ có thể thi triển vũ khí phong hệ mà không thể thi triển vũ khí hệ khác. Các loại thuộc tính đều có lực kháng cự nhất định, đồng thời thi triển nhiều vũ khí các loại thuộc tính khác nhau đây là điều tuyệt đối không thể, trước đây Lục Lâm Thiên từng thử qua căn bản là không thể làm được. Thế nhưng hiện tại hắn lại có thể làm được, 5 loại thuộc tính trong cơ thể hắn căn bản không cần phải chuyển hóa cũng có thể trực tiếp thi triển nhiều vũ khí các loại thuộc tính khác nhau. Bởi vì lúc này chân khí bên trong đan điền hắn đã ẩn chứa 5 loại thuộc tính đồng thời cũng không tương khắc với nhau. Loại biến hóa này đương nhiên là khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng kinh hỉ. Điều này đại biểu cho cái gì? Đó là đại biểu cho việc sau này trong khi giao chiến tốc độ của hắn sẽ nhanh hơn không ít, vũ khí các loại thuộc tính có thể phối hợp một cách hoàn mỹ. Hiện tại hắn thậm chí còn có thể đồng thời thi triển vũ khí hai loại thuộc tính công kích đối thủ. Đồng thời sự biến hóa của vũ khí hắn chỉ cần nắm chắc thời gian chuyển đổi thuộc tính là được. Trong chiến đấu thắng bại thường quyết định trong nháy mắt. Cho nên tốc độ là một thứ vô cùng quan trọng. Sau này gặp phải đối thủ hắn hoàn toàn có thể tay trái thi triển phong quyển tàn vân, tay phải thi triển thiên thủ liệt cương ấn. Bằng vào một kích liên thủ giữa hai loại vũ khí khác hệ, cộng thêm thực lực độc nhất vô nhị của hắn cũng có thể chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Có lẽ là tác dụng của vũ đan biến dị. Lục Lâm Thiên kích động lẩm bẩm nói, vốn ban đầu hắn muốn ngưng tụ 5 khỏa vũ đan thế nhưng cuối cùng bị dồn vào bước đường cùng lại để cho 5 loại năng lượng ngưng tụ thành một viên vũ đan, 5 loại thuộc tính ngưng tụ khiến cho hắn lâm vào cảnh cửu tử nhất sinh cũng khiến cho 5 loại thuộc tính này sống hòa bình với nhau, trên người hắn cũng không còn lực kháng cực ngưng tụ thành một viên vũ đan độc nhất vô nhị. Do đó mới có biến hóa như hiện tại. Không đột phá tới vũ phách có lẽ sẽ không có biến hóa như vậy nha. Lục Lâm Thiên thầm nói một câu. Khóe miệng mỉm cười. Để ta thử xem có thể đồng thời tu luyện hai loại vũ khí hay không. Lục Lâm Thiên cười nhẹ, trong tay lập tức xuất hiện một ngọc giản tràn ngập khí tức thổ hệ.
hắn nhỏ một giọt máu lên trên ngọc giản ngay lập tức lấy được phương pháp tu luyện bên trong. Vũ kỹ lục lâm thiên định đồng thời tu luyện chính là đại địa cương thuẫn, vũ kỹ thổ hệ hoàng cấp cao giai. Một lát sau quang mang trên ngọc giản tiêu tán, mà lúc này khóe miệng lục lâm thiên khẽ mỉm cười, thủ ấn trong tay biến hóa, trong lòng bàn tay phải xuất hiện một hỏa cầu, tay trái trong nháy mắt ngưng tụ ra một chiếc thuẫn bằng năng lượng thổ hệ. Hai cỗ năng lượng này đồng thời xuất hiện trên hai tay lục lâm thiên, nếu như lúc này có người nhìn thấy một màn này nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ. Quả thực có thể làm được, bắt đầu tu luyện. Bản thân lục lâm thiên cũng cực kỳ kích động. Phanh! Trên ngọn núi, lục lâm thiên bắt đầu nỗ lực tu luyện vũ kỹ, từng âm thanh vang lên trên ngọn núi vắng vẻ này. Hai bộ vũ kỹ trên ngọc giản này lục lâm thiên cũng vô cùng coi trọng. Hỏa viêm bạo. Nguyên lý của nó là ngưng tụ chân khí thuộc tính hỏa áp xúc vào một chỗ cuối cùng nổ tung giống như bom kiếp trước vậy. Nếu nó được thi triển trong tay cường giả thì tuyệt đối có uy lực khai sơn liệt địa. Mà đại địa cương thuẫn là vũ kỹ phòng ngự có thể đỡ được một kích toàn lực của đối thủ có cùng tu vi cũng không có vấn đề gì. Cho nên Lục Lâm Thiên nghĩ nếu như đại địa cương thuẫn này phối hợp với thanh linh khải giáp của hắn tuyệt đối tăng thêm một tầng phòng ngự cho thân thể. Lực phòng ngự được nâng cao một bước sau này cũng là một thủ đoạn bảo mệnh của hắn. Đêm khuya, lúc này những đệ tử khác đều đang tĩnh tâm tu luyện thì Lục Lâm Thiên vẫn đang tiếp tục tu luyện vũ kỹ trên đỉnh núi. Lại còn đồng thời tu luyện hai loại vũ kỹ hoàng cấp cao giai thuộc tính khác nhau. Sau khi đột phá tới vũ phách, Lục Lâm Thiên có cảm giác tu luyện vũ kỹ hoàng cấp cao giai dường như dễ đi không ít. Vũ kỹ cao cấp đối với tu luyện giả cấp thấp mà nói. Nguyên nhân gây ra sự khó khăn khi tu luyện đó là lượng chân khí dẫn động không đủ. Tu luyện giả có tu vi thấp chân khí sẽ thiếu hụt, kinh mạch cũng không thể chống đỡ một lượng lớn chân khí vận chuyển, vì vậy khi tu luyện vũ kỹ cao cấp cũng chỉ có thể tới mức miễn cưỡng thi triển ra mà thôi. Uy lực cũng không lớn. Đương nhiên, coi như là miễn cưỡng thi triển ra vũ kỹ cao cấp thì uy lực cũng lớn hơn vũ kỹ cấp thấp rất nhiều. Vũ kỹ cao cấp nếu muốn phát huy ra uy lực mạnh nhất của nó cần tiêu hao vô cùng lớn. Loại tiêu hao này người có tu vi thấp căn bản không thể chịu được. Đầu tiên là kinh mạch nhỏ bé không thể chịu được một lượng lớn chân khí đồng thời bạo phát. Mà Lục Lâm Thiên lúc này mới phát hiện ra sau khi hắn đột phá vũ phách, vô luận là thân thể hay kinh mạch đều được cường hóa không ít. Lục Lâm Thiên đương nhiên cũng không biết, trong lúc hắn ngất đi, lực lượng năm thuộc tính đã đem kinh mạch của hắn rèn rũa trên dưới 10 lần. Nếu nói khi trước kinh mạch Lục Lâm Thiên là một dòng suối nhỏ thì hiện tại là một con sông lớn. Vô luận là độ dày hay độ rộng đều mạnh hơn rất nhiều, chân khí có thể không chút kiêng nể gì mà di chuyển qua, uy lực khi thi triển vũ kỹ đương nhiên cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Coi như là hiện tại tùy tiện tìm một người có tu vi bằng với Lục Lâm Thiên cùng thi triển một loại vũ kỹ thì uy lực Lục Lâm Thiên tạo ra tuyệt đối cường hãn hơn đối phương rất nhiều. Trên phương diện thân thể Lục Lâm Thiên đã rèn luyện tới mức độ khiến người ta líu lưỡi. Mà trong đó cũng có công lao của âm dương linh vũ quyết, bình thường khi thôn phệ năng lượng chân khí cuồng bạo, dần dà kinh mạch và thân thể cũng bị rèn luyện qua, lại thêm nam thúc từng tiến hành cải tạo hắn một lần. Cho nên tất cả những thứ này mới tạo nên thân thể cường hãn đến mức đáng sợ của Lục Lâm Thiên hiện tại. Một đêm tu luyện không ngừng, Lục Lâm Thiên cũng vô cùng khắc khổ. Tuy rằng thực lực của hắn được đề thăng không ít thế nhưng tu luyện vũ kỹ hoàng cấp cao giai cũng không phải tùy tiện tu luyện là có thể thành công. Khi ngọn núi được chiếu sáng bởi những tia nắng đầu tiên, Lục Lâm Thiên dừng tu luyện, toàn thân mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt. Nhìn sắc trời, Lục Lâm Thiên đi về phòng mình, sau khi điều tức một phen rồi quyết định hôm nay hắn sẽ đi tới tìm hiểu vũ linh ảo cảnh một phen. Dù sao đi nữa dự định trước đó của hắn cũng là sau khi đột phá vũ phách đi vũ linh ảo cảnh nhìn một chút. Đêm hôm qua các người có nghe thấy tiếng gì không? Đêm qua có tiếng ầm ầm vang lên khiến cho ta cả đêm không cách nào tu luyện được. Không biết là tên điên nào, ta đang tu luyện cũng bị tiếng ồn đó đánh thức, sau đó ta làm cách nào cũng không thể tiến vào trạng thái tu luyện được nữa. Hẳn là có ai đó tu luyện vũ kỹ, ban ngày không đi tu luyện lại tu luyện ban đêm, ta thấy hắn ta ăn no rừng mỡ, hắn không biết buổi tối cũng là lúc tu luyện chân khí tốt nhất hay sao? Sáng sớm trên các ngọn núi của Vân Dương Tông có không ít đệ tử đang nghị luận. Không ít các đệ tử đều nói rằng âm thanh ầm ầm đêm hôm qua khiến cho bọn hắn không thể nào tĩnh tâm tu luyện được. Cả đám kêu khổ không ngớt. Thế nhưng lúc này người gây ra chuyện này là Lục Lâm Thiên đã tới một sơn cốc khổng lồ trên bầu trời. Đây là một sơn cốc vô cùng khổng lồ, diện tích lớn tới dọa người.
Trong sơn cốc này lại có thêm một ngọn núi duy nhất, ngọn núi này đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, bốn phía xanh biếc, diện tích cũng lớn tới mức dọa người. Núi này cao vạn thước, từ trên cao nhìn xuống mây mù lượn lờ vô cùng mờ ảo. Mà bốn phía sơn cốc thì bằng phẳng, giống như một chiếc sân do thiên nhiên tạo thành, trên khuông trung cũng có mây mù che phủ. Khi Lục Lâm Thiên đi tới trên ngọn núi này thì thấy cả ngọn núi như một toàn cự tháp, trên sân rộng thi thoảng có bóng người thưa thớt. Đám người trên mặt đất nhìn thấy Lục Lâm Thiên trên bầu trời đều ngẩng đầu lên, có mấy người cúi đầu thì thầm gì đó. Lúc Lục Lâm Thiên nhảy xuống sân để cho Thiên Sĩ Tuyết Sư ở phụ cận chờ, ánh mắt nhìn kỹ về phía ngọn núi cao vót này. Ngọn núi này có diện tích vô cùng lớn, thứ hắn đang nhìn thấy hiện tại cũng chỉ là một nửa của nó mà thôi, cho nên độ cao thực sự của nó có lẽ cũng phải tới 7-8.000 thước. Dưới ngọn núi có vài cánh cửa đá cao chừng 3 thước. Trên cửa đá có viết bốn chữ Vũ Linh Ảo Ảnh bằng khải tự. Từng chữ vô cùng to lớn khoáng đạt. Khi Lục Lâm Thiên liếc mắt nhìn vào bốn chữ này thì lập tức biến sắc, bốn chữ này không ngờ đều có một cỗ năng lượng thần bí khiến cho trước mặt hắn trong nháy mắt xuất hiện một mảnh xương trắng, may là hắn có đề phòng cho nên lúc này mới có phản ứng. Huyễn ý. Lục Lâm Thiên liếc mắt nhìn bốn chữ kia một lần nữa thế nhưng cũng không dám nhìn lâu. Trên bốn chữ này dường như được bố trí một loại thủ đoạn cao minh nào đó. Bốn chữ này ngươi không nên nhìn vào nó, cẩn thận nếm mùi đau khổ. Đây chính là thứ do cường giả trong tông bố trí. Lúc này có một thanh âm ồm ồm vang lên bên tai Lục Lâm Thiên. Hóa ra là Thiết trưởng Cuồng Ngưu sư huynh. Lục Lâm Thiên thi lễ, người đứng trước mặt hắn hiện tại dáng người tục tằn, cao lớn, toát ra lực lượng, chính là môn hạ của Tạ trưởng lão, sư huynh của Lục Vô Song, Thiết trưởng Cuồng Ngưu, khi trước ở Địa Long đỉnh hắn đã gặp qua một lần. Ha ha, ta họ Cuồng, thường gọi là Cuồng Ngưu. Bởi vì ta thấy tu luyện trưởng pháp cũng không tệ lắm cho nên chưa bao giờ đụng tới binh khí. Vì vậy mọi người trong tông đều gọi ta là Thiết trưởng Cuồng Ngưu. Sau này ngươi gọi ta là Cuồng Ngưu là được rồi. Cuồng Ngưu cười ha hả nói. Cuồng Ngưu sư huynh. Lục Lâm Thiên nói, tính cách của tên Cuồng Ngưu này quả thực vô cùng cởi mở nha. Lục Lâm Thiên, hôm nay ngươi tới Vũ Linh ảo cảnh tu luyện sao? Cuồng Ngưu hỏi Lục Lâm Thiên. Đúng vậy. Ta chưa từng tới đây lần nào, không biết Cuồng Ngưu sư huynh có thời gian giới thiệu cho ta một chút được không? Không thành vấn đề, ngươi là đệ đệ của Vô Song sư muội, đương nhiên cũng là người một nhà với ta. Cuồng Ngưu cười có vẻ vô cùng hào sảng nói. Vũ Linh ảo cảnh này chỉ có đệ tử thân truyền chúng ta mới có thể tiến vào tu luyện. Tu luyện ở trong đây có không ít chỗ tốt, vô luận là vũ giả hay linh giả ở đây đều có điều kiện tu luyện tốt nhất. Ở nơi này tu luyện ngươi có thể an tâm tu luyện, không có một chút uy hiếp nào tới sinh mệnh của ngươi. Có địa phương kỳ dị như vậy sao? Lục Lâm Thiên có chút nghi hoặc hỏi. Không sai, Vũ Linh ảo cảnh, trên thực tế chính là một ảo cảnh, những thứ ngươi nhìn thấy bên trong đều là ảo giác. Thế nhưng bản thân ngươi ở trong đó cũng là sự thật, chờ sau khi ngươi bị giết thì ngươi sẽ tự động tỉnh lại. Thiết trưởng Cuồng Ngưu nói. Hoàn toàn là ảo cảnh sao? Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là một huyễn trận sao? Tất cả mọi thứ chờ sau khi ngươi tiến vào tu luyện một lần là có thể biết được. Trong Vũ Linh ảo cảnh này linh giả trong tông môn cũng tới tu luyện. Trong ảo cảnh có thể tăng thêm linh hồn lực rất mạnh. Chỉ là chúng ta là vũ giả, đều lựa chọn tu luyện ở vũ cảnh. Đám linh giả kia thì tu luyện tại thiên cảnh. Đương nhiên, linh giả cũng có đôi lúc muốn rèn luyện bản thân mình mà tiến vào tu luyện bên trong vũ cảnh. Vũ giả muốn tu luyện linh hồn lực của mình thì cũng có thể tiến vào tiên cảnh. Thiết trưởng Cuồng Ngưu nói. Cuồng Ngưu sư huynh, trong vũ cảnh này có gì vậy? Lục Lâm Thiên hỏi. Cái này thì có rất nhiều, sau khi tiến vào vũ cảnh cái gì cũng có. Có yêu thú, có hung địa, có trận pháp công kích, có khôi lỗi đang chờ ngươi. Thế nhưng ngươi yên tâm đi, coi như là ngươi bất hạnh ngã xuống cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Thiết trưởng Cuồng Ngưu nói xong lập tức nói tiếp với hắn. Tính cả hôm nay là lần thứ hai ta tới Vũ Linh ảo cảnh tu luyện, chúng ta cùng nhau vào thôi. Được. Lục Lâm Thiên đáp, sau đó hắn đi theo Thiết trưởng Cuồng Ngưu tiến vào cánh cửa đá phía dưới chân núi. Đi vào trong lòng ngọn núi, lúc này ở bên trong lòng núi cũng có một đại điện. Trong đại điện lúc này có mấy đệ tử thân truyền đang xếp hàng đi vào một cánh cửa nhỏ. Nhị hộ pháp. Hôm nay ta lại tới tu luyện. Thiết trưởng Cuồng Ngưu mang theo Lục Lâm Thiên đi tới một cái bàn bằng đá gần đại điện,
sau khi hành lễ với lão giả chừng 50 tuổi phía trước rồi nói. Cuồng Ngưu, tháng trước ngươi dường như kiên trì ở trong tầng 4 lục trọng cảnh một ngày một đêm đúng không? Không tồi. Lão giả nhìn về phía Cuồng Ngưu rồi cười nói. Lâm Thiên Sư Đệ, đây là nhị hộ pháp của tông môn chúng ta, người phụ trách vũ linh ảo cảnh này. Cuồng Ngưu quay đầu lại nói với Lục Lâm Thiên một câu. Ra mắt nhị hộ pháp. Lục Lâm Thiên đã sớm đánh giá lão giả trước mắt, từ khí tức có thể đoán ra thực lực của lão giả này tuyệt đối đã đạt tới vũ xuất, so với Sử Vân Sinh kia còn mạnh hơn không ít. Để ta đoán xem, có thể đến vũ linh ảo cảnh đều là đệ tử thân truyền. Dường như đây là lần đầu tiên ngươi tới đây, chắc hẳn ngươi là Lục Lâm Thiên gây nên phong ba gần đây trong tông đúng không? Nhị hộ pháp này mỉm cười nói. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ cười mà không nói gì. Nhị hộ pháp, Lâm Thiên sư đệ lần đầu tới tu luyện, người an bài cho hắn một chút đi. Cuồng Ngưu nói với nhị hộ pháp. Lục Lâm Thiên, người có thể lựa chọn mức độ để tiến vào. Vũ linh ảo cảnh này tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng lại trọng, uy lực mỗi tầng không giống nhau. Ví dụ như vũ sư thường lựa chọn nhất trọng tầng 3, còn vũ phách nhất trọng thì sẽ chọn nhất trọng tầng 4, vũ phách nhị trọng thì lựa chọn tầng 4 nhị trọng. Nhị hộ pháp giảng giải cho Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên sư đệ, hiện tại ta có tu vi là vũ phách lục trọng vì vậy mới chọn lục trọng tầng 4 tu luyện. Thế nhưng thành tích tốt nhất lần trước cũng chỉ kiên trì được một ngày một đêm thì đã bị một đầu yêu thú tứ giai trung kỳ đánh chết. Hôm ta nghe nói ngươi vừa với một phá vũ phách vậy nên lựa chọn nhất trọng của tầng 4 đi. Vũ phách nhất trọng đều chọn nhất trọng tầng 4, nếu ngươi có thể xông qua nhất trọng thì vũ cảnh sẽ tự động cho ngươi tiến lên nhị trọng. Cuồng Ngưu nói. Ngươi trích một giọt máu vào trên ngọc giản, sau khi vào trong thạch thất nó sẽ dẫn ngươi muốn đến, nếu như ngươi không muốn tu luyện nữa chỉ cần nhắm mắt trong lòng nghĩ tới chuyện này thì tự nhiên sẽ rời khỏi đó. Nhị hộ pháp giao cho Lục Lâm Thiên một cái ngọc giản màu trắng rồi nói. Lục Lâm Thiên rốt cuộc hiểu hơn phân nửa, hắn dựa theo lời của nhị hộ pháp trích một giọt máu vào trên ngọc giản sau đó tức thì cảm giác giữa mình và ngọc giản này có một mối liên hệ kỳ diệu. Đi đi, cánh cửa thứ ba. Sau khi vào trong cánh cửa tự đóng, nhớ kỹ, kiên trì càng lâu đối với ngươi càng có lợi. Nhị hộ pháp nói với Lục Lâm Thiên. Đi thôi Lâm Thiên sư đệ, chúng ta nhìn xem ai kiên trì lâu hơn. Cuồng Ngưu nói. Dưới chỉ dẫn của nhị hộ pháp Lục Lâm Thiên đi tới cánh cửa đá thứ ba, mà Cuồng Ngưu cũng tiến vào cánh cửa thứ năm. Trong đại điện này cũng có không ít cánh cửa, liếc mắt nhìn qua cũng trên 100 cái. Trong cửa đá này có không gian chừng 2 thước. Bốn phía đều là tường đá, không còn vật gì khác. Ầm ầm, Lục Lâm Thiên đóng cánh cửa tức thì truyền đến tiếng vang vọng. Mà lúc này trên ngọc giản tràn ra một mảnh quang mang chói mắt, toàn bộ thạch thất trong nháy mắt được quang mang bao phủ bên trong. Oanh, cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là vài chung trà, có lẽ là hơn 10 tức, lúc Lục Lâm Thiên mở mắt cũng đã kinh ngạc phát hiện ra bản thân hắn đã sớm không còn ở trong thạch thất nữa. Hiện tại hắn đang đứng trong một sa mạc thật lớn. Khí tức nóng bỏng tràn ngập không gian. Trong bầu trời vầng thái dương treo trên cao chiếu xuống mặt đất, phía xa có những đám mây không ngừng di chuyển. Trong sa mạc, cát vàng liên miên không thấy điểm cuối, căn bản là không thể từ đây đi ra ngoài, bốn phía vắng vẻ, ngoại trừ cát vàng và cát vàng ra thì không còn thứ gì khác. Hắn thử đạp chân xuống phía dưới tức thì tạo ra dấu chân. Lẽ nào đây là vũ linh ảo cảnh, là ảo giác tạo thành sao? Lục Lâm Thiên nhìn về bốn phía rồi thử nhéo tay mình, tuyệt đối là chân thật, nhiệt độ cát vàng ở bốn phía này cũng là chân thật, không có khả năng là ảo cảnh. Siêu! Đúng lúc này, trong đám cát phía trước có một đạo lưu quang hoàng sắc nhanh như thiểm điện bắn tới, tốc độ nhanh chóng mang theo tiếng xé gió. Yêu thú! Thân ảnh Lục Lâm Thiên nhanh chóng thối lui, trong nháy mắt tránh được đạo lưu quang này. Ánh mắt hắn nhìn lại thì thấy đạo lưu quang này cao hơn 10 trượng. Chính là một con mãng xa toàn thân đầy lân phiến màu vàng. Phì phì. Đầu hoàng mãng này một kích không trúng trong nháy mắt rơi xuống mặt đất phát ra tiếng rít gào. Thân thể trong nháy mắt hóa thành khổng lồ, một cỗ khí thức mạnh mẽ áp chế xuống, lân phiến toàn thân dựng lên, ba cái đầu dựng lên, đôi mắt chính hung hăng nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Hoàng xa yêu mãng tứ giai sơ kỳ. Lục Lâm Thiên nhướng mày, đầu cự mãng này là một trong những yêu thú thổ hệ. Không nghĩ tới hắn vừa tới đây đã gặp phải một đầu yêu thú tứ giai sơ kỳ. Suy, lưỡi đầu hoàng xa yêu mãng này không ngừng phun ra nuốt vào,
thân thể to lớn lấy một tốc độ nhanh như thiểm điện bắn về phía Lục Lâm Thiên. Nộ diễm quyền. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, chân khẽ điểm một cái thân thể bằng vào tốc độ quỷ mị biến mất. Đến khi thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thì Lục Lâm Thiên đã ở dưới thân thể của Hoàng Sa Yêu Mãng, một đạo quyền ấn nóng bỏng trong nháy mắt được đánh ra. Trong đan điền, chân khí trong kinh mạch lúc này như một cơn đại hồng thủy không ngừng càn quét qua. Trong nháy mắt Lục Lâm Thiên ngưng tụ ra một đạo quyền ấn nóng bỏng chừng 10 thước, hỏa diễm cuốn quanh, lực lượng cường bạo tỏa ra chung quanh. Siêu! Trong nháy mắt này tốc độ của Hoàng Sa Yêu Mãng cũng khiến cho Lục Lâm Thiên thầm sơ hãi. Đầu Hoàng Sa Yêu Mãng này cũng cảm giác được Lục Lâm Thiên muốn công kích vào bụng nó, cho nên cái đuôi khổng lồ như cột trụ trời nhanh chóng đánh về phía Lục Lâm Thiên. Phanh! Một quyền của Lục Lâm Thiên trong nháy mắt oanh kích vào cái đuôi của Hoàng Sa Yêu Mãng, hai cỗ lực lượng khổng lồ va chạm vào nhau, trong nháy mắt tạo ra âm thanh ầm vang. Lục Lâm Thiên lúc này chỉ có tu vi vũ phách nhất trọng mà thôi, tuy rằng thi triển vũ kỹ tinh cấp nộ diễm quyền nhưng cũng có uy thế kinh người. Uy thế so với trước đây quả thực là một trời một vực. Phanh! Âm thanh bạo liệt vang lên, thân thể Hoàng Sa Yêu Mãng trực tiếp bị đánh bay. Quyền ấn của Lục Lâm Thiên hung hăng đánh vào trên cái đuôi của nó khiến cho vài cái lân phiến của nó trực tiếp bị rách. Lực phòng ngự thật mạnh. Mà lúc này Lục Lâm Thiên cũng không có khởi động thanh linh khải giáp, thân thể hắn cũng lui về phía sau hai bước, nắm tay có chút tê dại. Nhìn đầu Hoàng Sa Yêu Mãng trước mặt này, quả thực là yêu thú tứ giai, thế nhưng lực phòng ngự lại đáng sợ tới như vậy. Phì! Hoàng Sa Yêu Mãng dùng ánh mắt tức giận nhìn Lục Lâm Thiên, hai mắt lộ ra hung quang. Thân thể cao lớn trong nháy mắt xoay tròn, dùng một phương thức cực kỳ huyền ảo xoay tròn. Suy! Trong sát na, trước người đầu Hoàng Sa Yêu Mãng này có một đám cát vàng bốc lên, khắp bầu trời đều là cát vàng xoay tròn gào thét, mỗi một hạt cát đều mang theo lực lượng sắc bén hóa thành một người cát khổng lồ đánh về phía Lục Lâm Thiên. Dưới lực lượng cuồng bạo này cát bụi chung quanh, thậm chí ngay cả hư không cũng giống như bị gấp khúc, rung động truyền ra tiếng gió thổi đinh tai nhức óc. Nộ hải cuồng khiếu. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, một đạo thủ ấn được đánh ra, trước người hắn trong nháy mắt xuất hiện một vòng nước xoáy vô cùng khổng lồ, giống như là sóng lớn ở biển rộng không ngừng gào thét khiến cho không gian rung động, khí tức đáng sợ và sắc bén từ trong truyền ra ngoài, không gian chung quanh lúc này như gấp khúc lại. Vòng xoáy này giống như một cơn lốc quét ngang tất cả trên đường đi của nó. Cuối cùng dưới tiếng gió rít gào, hai đạo lực lượng trong nháy mắt va chạm vào nhau tạo ra tiếng nổ vang vọng trên không trung. Phanh! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, kinh khí kinh khủng nhất thời giống như một cơn bão càn quét qua sa mạc này. Mà lúc này một cỗ lực lượng cũng trút xuống thân thể cao lớn của Hoàng Sa Yêu Thú. Phanh! Thân thể Hoàng Sa Yêu Thú trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trăm thước, miệng phun ra một ngụm máu, thân thể sau khi ngã xuống mặt đất lập tức mất đi sinh cơ. Lục Lâm Thiên lắc lắc cánh tay tê dại của mình, không khởi động thanh linh khải giáp, bản thân hắn chống lại đầu Hoàng Sa Yêu Mãng tứ giai này khiến cho chân khí trong cơ thể chấn động, huyết khí cuồn cuộn một chút. Thực lực của đầu Hoàng Sa Yêu Mãng có thể so sánh với vũ phách nhị trọng. Chỉ là đối với thực lực của bản thân Lục Lâm Thiên cũng vô cùng thỏa mãn. Dưới tình huống không khởi động thanh linh khải giáp thi triển nộ hải cuồng khiếu, mà nó cũng chỉ là vũ khí hoàng cấp sơ giai mà thôi. Lại có thể trực tiếp đánh chết một đầu yêu thú tứ giai sơ kỳ. Thực lực tuyệt đối không thành vấn đề. Bằng vào thực lực của hắn hiện tại bình thường cũng có thể đánh chết được vũ phách nhị trọng, nếu như thi triển vũ kỹ hoàng cấp cao giai thì thực lực tự nhiên sẽ càng mạnh hơn, chỉ là không biết mạnh tới tình trạng nào mà thôi. Tại sao có thể như vậy? Ngay khi Lục Lâm Thiên đang đi thu yêu đan của đầu Hoàng Sa Yêu Mãng kia thì phát hiện ra đầu Hoàng Sa Yêu Mãng kia đã biến mất không thấy đâu, như hóa thành bụi vậy. Đây rốt cuộc là ảo cảnh hay hiện thực? Lục Lâm Thiên sửng sốt, thế nhưng hắn thực sự là tồn tại nha, còn đầu yêu thú Hoàng Sa Yêu Mãng kia lại tiêu tan thành mây khói. Ảo cảnh thật khủng khiếp, không ngờ lại cường đại tới mức này. Lục Lâm Thiên sợ hãi than, Lục Lâm Thiên đối với trận pháp ít nhiều cũng có chút lý giải, sau khi nghi hoặc một lát rốt cuộc hắn cũng tin tưởng hiện tại hắn đang ở trong ảo cảnh, chỉ là trình độ của ảo cảnh này quá mức chân thực. Vũ Linh ảo cảnh nhất định là đại trận. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, Vân Dương Tông này quả thực tài đại khí thô, loại đại trận này chỉ sợ là tuyệt đối hiếm thấy. Vân Dương Tuyên chuyên dùng đại trận này để rèn luyện đệ tử trong tông, như vậy cũng sẽ không khiến cho đệ tử chết đi khi lịch lãm bên ngoài. Không chỉ có thế mà còn chui rèn đệ tử,
thảo nào thực lực đệ tử thân truyền cả đám so với người có tu vi cùng cấm cường hãn không ít. Không biết lúc nào phi linh môn mới được như vậy. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, đại trận bực này đừng nói là hắn ngay cả quỷ tiên tử cũng không bố trí ra được. Trừ phi là vị sư phụ tiện nghi của hắn thánh thủ linh tôn, bằng không căn bản bằng vào hắn hiện tại không có khả năng. Một địa phương hay ho nha, có thể tôi luyện bản thân lại không phải lo lắng tới tính mạng của mình, tiếp tục tu luyện. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên, hiện tại hắn đang có ý tìm một chỗ để tôi luyện bản thân, trong vũ linh ảo cảnh này không thể nghi ngờ là địa phương tốt nhất. Một đường đi về phía trước, nhìn lên bầu trời chói chang trên đầu, Lục Lâm Thiên lại tiếp tục bước đi trên con đường tôi luyện bản thân mình. Lúc chạng vạng tối, trong đại điện trên vũ linh ảo cảnh, trên vách tường có vô số viên dạ minh châu lớn tỏa ra ánh sáng nhu hòa để cho trong đại điện tuy rằng hiện tại bên ngoài đã chạng vạng thế nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Suy! Trong đại điện, cánh cửa đá thứ 5 lúc này mở ra, có một thân ảnh có chút uể oải đi ra, chính là thiết trưởng Cuồng Ngưu. Cuồng Ngưu, so với tháng trước ngươi đã trụ lại hơn 2 canh giờ, đã có tiến bộ. Nhị hộ pháp kia nói. Đệ tử cho rằng đệ tử có thể quá quan, thế nhưng vẫn chậm một bước, thiếu một chút là quá quan được. Cuồng Ngưu phiền muộn nói. Ngươi vừa mới đột phá vũ phách lục trọng không lâu, có thực lực này đã là không tồi rồi. Trong đám người có tu vi đồng cấp đạt được thành tích như ngươi cũng không có mấy người. Nhị hộ pháp nói, Cuồng Ngưu xếp thứ 30 trên long bảng. Thực lực không phải là chuyện đùa. Đúng rồi, nhị hộ pháp, Lâm Thiên sư đệ đã đi ra chưa? Cuồng Ngưu sau khi quan sát một lượt trong đại điện thế nhưng không nhìn thấy Lục Lâm Thiên, hắn hỏi. Yêu nghiệt kia sao, dường như hắn còn đáng sợ hơn Hồng Lăng. Nhị hộ pháp cười khổ một tiếng rồi nói. Hắn đã làm gì vậy? Cuồng Ngưu trừng mắt hỏi. Hắn à, trong vòng 8 canh giờ vượt qua 4 trọng. Hiện tại đã ở tứ trọng tầng 4 được 3 canh giờ rồi. Liếc mắt nhìn Cuồng Ngưu, nhị hộ pháp nhàn nhạt nói. Cái gì? Cuồng Ngưu tức thì hít sâu một hơi, 8 canh giờ từ nhất trọng tới tứ trọng, mà trong khi đó Lục Lâm Thiên mới chỉ là vũ phách nhất trọng mà thôi. Khi trước Hồng Lăng sau khi đột phá vũ phách trong 10 canh giờ cũng chỉ có thể đi từ nhất trọng tới tam trọng cũng đã khiến cho toàn bộ Vân Dương Tông chấn kinh. Thời điểm hắn còn là vũ sư cửu trọng đã có thể một chiêu đánh bại hoàng hổ, có thể tứ trọng này cũng không vây khốn được hắn. Cuồng Ngưu bất đắc dĩ cười khổ nói. Lúc này, Lục Lâm Thiên đang nhìn chăm chú vào một khôi lỗi khổng lồ đang đứng trước mặt hắn. Cả thân khôi lỗi đỏ sậm giống hình người, có thêm 4 tay, mỗi một tay đều có lợi chảo sắc bén bắn ra hàn quang. Lục Lâm Thiên vượt mọi chông gai một đường vào tới tứ trọng của tầng 4, 3 trọng đầu chỉ có một ít yêu thú tứ giai sơ kỳ. Còn có khôi lỗi cấp 4 sơ giai, quả thực không thể ngăn cản bước tiến của hắn. Chỉ là khôi lỗi trước mặt hắn lúc này khiến cho hắn vô cùng hứng thú. Đầu khôi lỗi này có cấp bậc tứ giai trung kỳ, lực công kích tuyệt đối cường hãn, giống như gặp phải vũ phách ngũ trọng vậy. Cho dù là vũ phách ngũ trọng gặp nó cũng phải sứt đầu mẻ trán một phen. Siêu siêu. Trong sát na, thân ảnh đầu khôi lỗi này như thiểm điện đánh tới, 4 cánh tay phân thành 2 đạo trưởng ấn. Hai đạo chảo ấn trong nháy mắt đánh tới, không gian chung quanh như gấp khúc, tiếng xé gió vang lên. Hỏa viêm bạo. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười, một đường đi tới đây hắn đã tu luyện hỏa viêm bạo và phong quyển tàn vân không ít, cho nên hiện tại có chút thuận tay. Một đạo thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên biến hóa, trên tay phải lúc này có một hỏa cầu trong nháy mắt xuất hiện. Hỏa cầu này xuất hiện toàn bộ không gian chung quanh lúc này nóng lên, khí tức cường hãn tỏa ra. Trực tiếp bao phủ chu vi không gian chung quanh. Hỏa cầu xoay tròn, không ngừng bành trướng, không gian chung quanh hỏa cầu lúc này dường như cũng bị đốt cháy, một cỗ nhiệt độ kinh khủng tỏa ra chung quanh. Bạo! Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên biến đổi, tay hướng về phía trước nắm lại. Hỏa cầu đang bành trướng kia sau khi tới trước người khôi lỗi đã lớn hơn 10 thước rồi đột nhiên nổ tung. Hỏa diễm nóng bỏng bắn ra 4 phía, nhiệt độ vô cùng đáng sợ. Trong nháy mắt khiến hơi nước trong không gian này giống như là đun sôi lên vậy. Ngay cả không gian chung quanh cũng biến thành màu đỏ, một âm thanh bạo liệt vang vọng trên không trung. Phanh phanh, năng lượng khuếch tán, giữa không trung tiếng nổ ầm ầm vang lên, không gian kịch liệt rung động, một đám năng lượng màu đỏ trực tiếp bắn toán loạn lên trời giống như là pháo hoa vậy. Trong hỏa diễm lúc này bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Đầu khôi lỗi cấp 4 trung giai kia trong nháy mắt bị đánh bại rồi bị cỗ lực lượng này phá hủy hai tay của nó.
Sau khi tất cả năng lượng hóa thành hư vô trong không trung thì Lục Lâm Thiên nhướng mày, đầu khôi lỗi cấp 4 trung giai kia không ngờ vẫn còn đứng lên được. Bất quá là 4 cánh tay thì mất đi 2 cánh tay, da rẻ trên thân thể nứt nẻ mà thôi, cũng không đến tình trạng bị phá hủy hoàn toàn. Khôi lỗi cấp 4 trung giai quả thực vô cùng kinh khủng. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, hắn toàn lực thi triển vũ khí hỏa hệ hoàng cấp cao giai hỏa viêm bạo không ngờ lại không thể phá hủy triệt để khôi lỗi này. Siêu. Nhưng vào lúc này cảnh tượng trong mắt Lục Lâm Thiên đột nhiên thay đổi, trước người xuất hiện 2 cửa đá, một cánh trên mặt viết rời khỏi, một cánh khác thì ghi 4 chữ ngũ trọng chi cảnh. Đây là lần thứ 4 Lục Lâm Thiên nhìn thấy 2 cửa đá như thế này. Lại qua sao? Lục Lâm Thiên nói, tứ trọng vũ cảnh của tầng thứ 4 này dường như đột khó cũng không lớn lắm. Đã đủ rồi, hôm nay dừng lại ở đây, hôm khác trở lại. Lục Lâm Thiên sau khi do dự một chút rồi đi tới cửa đá có ghi 2 chữ rời khỏi kia. Vừa vào cửa đá trong nháy mắt trước mặt hắn xuất hiện một đám quang mang chói mắt khiến cho hắn không dám nhìn thẳng. Xông qua tứ trọng rồi sao? Trong đại điện, nhị hộ pháp nhìn vào viên ngọc thạch, lúc này quang mang trên viên ngọc thạch không ngừng lóe lên, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới hiểu được sự huyền ảo bên trong. Sau khi nhìn vào quang mang trên ngọc thạch, mắt mặt nhị hộ pháp đại biến. Một ngày một đêm xông qua 4 trọng mà chỉ có tu vi vũ phách nhất trọng, quá kinh khủng. Cuồng Ngưu há hốc mồm, hắn đương nhiên hiểu rõ, muốn xông qua tứ trọng ít nhất cũng phải có tu vi vũ phách ngũ trọng, thế nhưng vũ phách ngũ trọng cũng không nhất định có thể qua. Vì mỗi một trọng trong vũ linh ảo ảnh này độ khó cũng không nhỏ, cũng không phải địa phương an toàn. Gì, lẽ nào vừa rồi căn bản ta không hề di động? Trong thạch thất, lúc này quang mang đã tán đi. Lục Lâm Thiên mới phát hiện ra bản thân hắn vẫn ở trong thạch thất, căn bản là chưa từng di động một tí nào, tất cả giống như một giấc mộng, tất cả đều khắc vào trong đầu hắn vô cùng rõ ràng. Ảo cảnh thật mạnh mẽ. Lục Lâm Thiên không khỏi hít sâu một hơi, ảo cảnh này quá kinh khủng, bản thân hắn tới bây giờ vẫn còn nhớ như in. Trong ảo cảnh đã tu luyện phong quyền tàn vân và hỏa bạo viêm có chút thành thạo, khi thi triển vũ kỹ công kích tất cả đều vô cùng rõ ràng. Thế nhưng sau khi tỉnh lại mới biết được, những yêu thú bao vây hắn đều là giả, ngay cả thân thể hắn cũng lấy ý thức của hắn tụ. Vì vậy hắn mới có thể kiên quyết cho rằng bản thân mình là thật. Kỳ thực trong ảo cảnh ngay cả chính hắn cũng là hư ảo. Cuồng Ngưu từng nói qua, ở bên trong bị đánh chết cũng không có việc gì, đó là bởi vì chỉ có ý thức bị đánh chết mà thôi, cũng không phải là bản thể. Mở cửa đá ra, Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc đi ra ngoài. Vũ linh ảo cảnh này quả thực đúng là cường hãn. Lâm Thiên huynh đệ, người quá cường hãn nha. Một ngày một đêm xông qua 4 trọng ảo cảnh. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên đi ra, Cuồng Ngưu tiến lên nói. Cuồng Ngưu sư huynh, người sao lại ở đây? Lục Lâm Thiên nói với Cuồng Ngưu. Cuồng Ngưu sư huynh, lẽ nào ta ở trong ảo cảnh một ngày một đêm rồi? Lục Lâm Thiên rất nghi hoặc, trong đó hắn lại có cảm giác đã qua 4-5 ngày. Ở bên trong mỗi một ngày trôi qua đều có ban đêm mà. Trong vũ linh ảo cảnh đều như thế, lúc ta mới tiến vào cũng rất kinh ngạc. Thiết trưởng Cuồng Ngưu nói. Lục Lâm Thiên, người đột phá tứ trọng ảo cảnh, có thể tiến vào ngũ trọng ảo cảnh, thời gian càng dài chỗ tốt với người càng lớn, tốt nhất là nên bị đánh chết rồi mới ra. Thường thường trong lúc sinh tử con người ta sẽ lĩnh ngộ ra điều gì đó. Nhị hộ pháp nói với Lục Lâm Thiên. Lĩnh ngộ trong sinh tử sao? Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói, lời nhị hộ pháp nói hắn đương nhiên hiểu rõ, tôi luyện chân chính nên tôi luyện trong sinh tử mới là tốt nhất. Đa tạ nhị hộ pháp chỉ giáo, đệ tử ngày mai sẽ tiếp tục tới. Lục Lâm Thiên nói, nhị hộ pháp khẽ gật đầu, đối với Lục Lâm Thiên lễ phép với mình như vậy có chút hài lòng. Đi khỏi đại diện trong ngọn núi, Lục Lâm Thiên mới phát hiện ra đã tới hoàng hôn liền lập tức gọi Thiên Sĩ Tuyết Sư. Sau khi cáo biệt Cuồng Ngưu một tiếng rồi vội vã rời đi. Trở lại ngọn núi của bản thân trước sau đó Lục Lâm Thiên lại đi tới ngọn núi của Lục Vô Song thế nhưng vẫn không tìm được nàng. Điều này khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi nghi hoặc, lẽ nào nàng bế quan rồi. Lục Lâm Thiên, cuối cùng ngươi cũng trở về, mỗi lần tìm ngươi đều không dễ dàng nha. Sau khi Lục Lâm Thiên trở lại ngọn núi của mình thì có một hộ pháp đi tới trước mặt Lục Lâm Thiên nói. Đệ tử ban ngày đi vũ linh ảo cảnh, để hộ pháp phải đợi lâu rồi. Không biết hộ pháp đến đây là có chuyện gì? Lục Lâm Thiên thi lễ, hộ pháp này chính là một trong 3 hộ pháp phụ trách địa long đỉnh, thực lực cũng không cường hãn bằng vị hộ pháp phụ trách vũ linh ảo ảnh kia.
Lý Đạt Giang khiêu chiến ngươi đã qua 3 tháng, tháng thứ nhất ngươi bế quan, tháng thứ hai ngươi đột phá, còn 11 ngày nữa là tới đầu tháng, tháng này ngươi có thể ứng chiến hay không? Ta tới để xác định một chút. Vị hộ pháp này nói. Lý Đạt Giang khiêu chiến đã qua hơn 2 tháng. Hôm nay Lý Đạt Giang lại tới gặp hắn xin khiêu chiến, cho nên hắn mới tới xác định một phen. Bài danh thứ 20 trên long bảng, Vũ Phách thất trọng. Lục Lâm Thiên nhíu mày, hắn sờ sờ mũi mình rồi nói. Đầu tháng đệ tử sẽ ứng chiến, phiền hộ pháp an bài một chút. Ngươi muốn ứng chiến thật sao? Hiện tại ngươi hối hận còn kịp, nghe nói Lý Đạt Giang kia đã là Vũ Phách thất trọng đỉnh phong, cách độ phá bát trọng cũng không xa lắm. Sắc mặt vị hộ pháp này do dự một chút rồi nói với Lục Lâm Thiên. Ta đã quyết định rồi, đã tạ ý tốt của hộ pháp. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Được rồi. Vị hộ pháp này nói một câu rồi gọi ra yêu thú phi hành tam giai lập tức rời đi. Triệu Vô Cực, từ bây giờ ta sẽ cùng ngươi chơi đùa một chút. Nhìn về phía xa, trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra một đạo hàn mang, đầu tháng chiến đấu trong lòng hắn đã sớm nghĩ tới. Tiểu Long. Định tới phòng Lục Lâm Thiên mới phát hiện ra một việc, một ngày một đêm hôm qua dường như Tiểu Long chưa từng xuất hiện trước mặt hắn một lần nào. Tâm thần khẽ đảo quanh một lát, dựa theo chỉ dẫn vô hình của huyết khế Lục Lâm Thiên tìm thấy Tiểu Long ở trong một cái góc của đình viện. Sắp đột phá sao? Lục Lâm Thiên có chút vui vẻ, lúc này quanh thân thể của Tiểu Long có quang mang nhàn nhạt. Trước đó Tiểu Long từng nói nó sắp đột phá lần hai, xem ra hôm nay Tiểu Long chuẩn bị đột phá rồi. Sau khi phân phó huyết tích dịch hộ pháp cho Tiểu Long, Lục Lâm Thiên không trở về phòng tu luyện mà tiếp tục lên đỉnh núi, thủ ấn trong tay biến đổi, tiếp tục luyện tập Hỏa Viêm Bạo và Đại Địa Cương Thuẫn. Tu luyện trong Vũ Linh ảo cảnh, Lục Lâm Thiên vẫn luôn sử dụng Đại Địa Cương Thuẫn và Hỏa Bạo Viêm, tuy rằng chỉ có một ngày hôm đêm, thế nhưng trong ý thức là 5 ngày. Mà ở trong Vũ Linh ảo cảnh, Lục Lâm Thiên tu luyện hai loại vũ khí Đại Địa Cương Thuẫn, Hỏa Bạo Viêm này là tu luyện trong ý thức. Tuy rằng có chút khác biệt thế nhưng cũng không lớn. Hiện tại hắn chỉ cần luyện tập dung hợp giữa tu luyện trong ý thức và hiện tại một phen là có thể đạt được những tiến bộ trong ý thức. Tu luyện trong Vũ Linh ảo cảnh chỉ là trong ý thức của hắn mà thôi, cho nên hiện tại tu luyện Hỏa Viêm Bạo và Đại Địa Cương Thuẫn chính là làm ít ăn nhiều. Tu luyện trong Vũ Linh ảo cảnh khi ra bên ngoài còn phải tu luyện dung hợp những tiến bộ bên trong ảo cảnh, có thể nói đây cũng là chỗ thiếu hụt của Vũ Linh ảo cảnh. Thế nhưng chỗ thiếu hụt này quá nhỏ bé so với tác dụng của Vũ Linh ảo cảnh, tác dụng quá lớn. Tác dụng lớn nhất của Vũ Linh ảo cảnh chính là tôi luyện bản thân và lĩnh ngộ, tôi luyện trong sinh tử, quả lĩnh ngộ là điều chắc chắn. Thế nhưng trước mắt Lục Lâm Thiên phải nhanh chóng tu luyện vũ kỹ. Đêm khuya yên tĩnh, mọi âm thanh đều biến mất, trên ngọn núi của Lục Lâm Thiên vẫn truyền đến âm thanh ầm ầm trong trời đêm, âm thanh giống như là sét đánh truyền về phía xa. Một đêm này có không ít đệ tử ở ngọn núi khác nhau đang chửi ầm lên, thế nhưng tất cả những lời này Lục Lâm Thiên không thể nghe thấy được. Tông chủ, vừa mới nhận được tin tức Lục Lâm Thiên trong vòng một ngày xông qua 4 trọng tầng thứ 4 của Vũ Linh ảo cảnh. Dưới màn đêm, tại một chỗ yên tĩnh trong cung điện, Vân Khiếu Thiên đang ngồi tĩnh tọa thì bên ngoài có một lão giả mặc hắc bào bẩm báo. Thiên phú như vậy còn trên hồng lăng. Sắc mặt Vân Khiếu Thiên trầm xuống, cau. Không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Tông chủ còn chưa quyết định được sao? Lục Lâm Thiên đã thành công đột phá vũ phách cũng được coi là chuẩn cường giả rồi. Lão giả mặc hắc bào nói. Mãnh hổ, nghịch long, người nói ta nên chọn gì? Vân Khiếu Thiên nói. Tông chủ. Lão giả mặc hắc bào do dự một chút rồi nhìn thoáng qua sắc mặt của Vân Khiếu Thiên rồi nói. Ta nghe nói quan hệ giữa tiểu thư và Lục Lâm Thiên không tồi, lẽ nào? Ta sợ chính là điểm này. Sắc mặt Vân Khiếu Thiên tức thì ngưng trọng nói. Ý tứ tông chủ là. Lão giả mặc hắc bào nghi hoặc hỏi lại. Thiên phú của Lục Lâm Thiên, tâm trí, tính cách đều là trong vạn người khó gặp, khó trách hồng lăng lại để ý tới hắn. Ta vốn không có lý do nào để phản đối. Chỉ là nếu như Lục Lâm Thiên tiếp cận hồng lăng có mục đích, vậy thì hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Vân Khiếu Thiên nói. Lẽ nào tông chủ hoài nghi? Lục Lâm Thiên chính là người mà thế lực thần bí kia phái tới. Thế nhưng thân phận của hắn trong sạch, bằng vào quan hệ của chúng ta và Lục gia, hẳn là còn chưa tới mức tin tức sai lệch. Lão giả mặc hắc bào nói. Gần đây trong cổ vực, Thành Ma Vân đã xuất hiện một việc, không ít thế lực bản địa đầu nhập vào trong cỗ thế lực thần bí kia, khó
khó mà bảo đảm cánh cửa tam tông tứ môn chúng ta không có nội tuyến bị cài vào. Cỗ thế lực ẩn giấu kia so với trong tưởng tượng của chúng ta còn kinh khủng hơn nhiều. Vân Khiếu Thiên ngưng trọng nói. Thế nhưng Lục Lâm Thiên từ nhỏ lớn lên trong Lục gia, chỉ sợ không có khả năng này. Lão giả hắc bào suy nghĩ một lát rồi nói. Một vũ giả tam hệ, giấu giếm gia tộc 17 năm. Loại ẩn nhẫn này người bình thường có thể làm được sao? Là ai dạy hắn vũ kỹ? Ai dẫn dắt hắn tu luyện? Lẽ nào là thiên phú trời sinh? Ta sợ rằng sau lưng Lục Lâm Thiên cũng có cường giả. Vân Khiếu Thiên cười khổ nói. Tông chủ nói vậy là chúng ta sơ ý rồi. Lão giả kia nói. Điều khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là ngay cả một ít trưởng lão luôn ẩn giấu trong tông cũng chú ý tới Lục Lâm Thiên. Vân Khiếu Thiên cười khổ. Ngay cả những vị trưởng lão này cũng chú ý tới Lục Lâm Thiên sao? Chuyện này, lão giả mặc hắc bào có chút kinh ngạc. Những vị trưởng lão này không phải chỉ chú ý tới Lục Lâm Thiên mà là đầu yêu thú bên cạnh hắn. Trưởng lão trong tông phân phó, ngàn vạn lần không thể động tới đầu yêu thú kia, vạn nhất yêu thú kia gặp chuyện không may bị truyền ra bên ngoài, Vân Dương tông ta sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Im lặng một lát, Vân Khiếu Thiên nói. Cái gì, vậy tiểu yêu thú kia? Lão giả mặc hắc bào vô cùng khiếp sợ, khiến cho Vân Dương Tông gặp tai ương ngập đầu, toàn bộ đại lục linh vũ này có thế lực nào dám tự tin làm được. Tiểu yêu thú kia làm sao lại có năng lực lớn như vậy chứ? Tông chủ, yêu thú kia rốt cuộc có lai lịch gì? Kinh ngạc qua đi, lão giả tiếp tục hỏi. Ta cũng muốn biết thế nhưng trưởng lão ngay cả ta cũng không nói. Xem ra Lục Lâm Thiên này phía sau hắn tuyệt đối không đơn giản. Mãnh hổ, nghịch long. Ta khó có thể lựa chọn. Vân Khiếu Thiên cười khổ nói. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau Lục Lâm Thiên chỉnh đốn một chút y phục rồi tiếp tục đi tới Vũ Linh ảo cảnh. Lục Lâm Thiên, hôm nay ngươi tới thẳng ngũ trọng chứ? Vừa tới đại điện trong lòng núi, nhị trưởng lão đã mỉm cười hỏi Lục Lâm Thiên. Bẩm hộ pháp, đệ tử vẫn đi từ nhất trọng là được rồi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Cái gì? Ngày hôm qua ngươi không phải đã xông qua rồi sao? Nhị hộ pháp kinh ngạc nói. Bởi vì những đệ tử bình thường đều muốn lên trọng càng cao hơn để tu luyện, Lục Lâm Thiên này lại muốn đi lại từ đâu, có chút kỳ quái. Đi từ đầu cũng có chỗ tốt. Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng cười nói. Lúc này trong lòng Lục Lâm Thiên cũng có quyết định của mình. Vũ Linh ảo cảnh này độ khó thường tương ứng với các trọng, vũ phách nhất trọng có thể vượt qua được trọng đầu tiên của tầng thứ tư. Hôm qua hắn đã xông qua bốn trọng, thực lực hiện tại tuyệt đối có thể đánh chết vũ phách tứ trọng. Theo hắn đoán, hắn muốn xông qua trọng thứ sáu cũng không thành vấn đề. Chỉ là nếu làm như vậy thì sẽ bại lộ thực lực của bản thân, đối với hắn cũng là chuyện không tốt chút nào. Mà hạng mục hôm nay của Lục Lâm Thiên cũng chỉ là tiếp tục tu luyện hỏa viêm bạo và đại địa cương thuẫn mà thôi, đến tới tứ trọng là được rồi. Được rồi, đến trong thạch thất ngày hôm qua đi, ngươi cũng phải chú ý một chút. Mỗi một lần tiến vào ảo cảnh cũng sẽ không giống lần trước. Nhị hộ pháp nói xong lần thứ hai giao cho Lục Lâm Thiên một chiếc ngọc giản, để Lục Lâm Thiên trích một giọt máu lên trên. Đa tạ hộ pháp. Lục Lâm Thiên nói lời cảm ơn rồi đi vào bên trong thạch thất. Đóng cửa đá lại, giống như ngày hôm qua, trên ngọc giản bắn ra quang mang chói mắt, ngay lập tức đưa hắn tới một hạp gốc. Rát. Trên đỉnh đầu Lục Lâm Thiên lúc này có một đầu yêu thú phi hành tứ giai đang không ngừng gào thét. Mỏ nhọn như lợi chảo, khí tức quanh thân tỏa ra, hai cánh khẽ vẫy tạo ra từng luồng khí lưu trong không khí, giống như là muốn cắt đứt không gian vậy. Quả thực không giống với chỗ ngày hôm qua, tu luyện bắt đầu. Khóe miệng Lục Lâm Thiên mỉm cười, chiến ý gia tăng, thủ ấn trong tay bắt đầu biến hóa. Ngày hôm qua người nào đó lại tu luyện vũ kỹ cả đêm khiến ta không thể tĩnh tâm tu luyện. Ta cũng vậy, không biết là kẻ nào thiếu đạo đức như vậy. Trong Vân Dương Tông, sáng sớm có không ít đệ tử thân truyền đang oán hận mắt. Trên địa Long Đỉnh truyền đến tin tức, đầu tháng Lục Lâm Thiên ứng chiến Lý Đạt Giang. Long bảng thứ 36 ứng chiến với Long bảng thứ 20. Quả thực là náo nhiệt đó. Không biết lúc này Lục Lâm Thiên kia còn có thể kiêu ngạo được nữa hay không. Lý Đạt Giang là vũ phách thất trọng, gần đây tu vi tiến nhanh, có người nói hắn đã đạt tới thất trọng đỉnh phong, ta nghĩ Lục Lâm Thiên kia gần như không còn hy vọng gì rồi. Vậy cũng không nhất định, yêu nghiệt Lục Lâm Thiên kia chỉ có tu vi vũ sư cửu trọng cũng đã dùng một chiêu đánh bại hoàng hổ tu vi vũ phách tứ trọng.
mà hiện tại hắn đã đột phá vũ phách, thực lực hẳn tăng lên không ít, đấu với Lý Đạt Giang, ai thắng ai thua cũng không nhất định. Nói đến tiểu tử kia đột phá, ta từng nghe nói, tiểu tử này đột phá gây ra động tĩnh không nhỏ, kinh động tới tất cả trưởng lão, ngay cả tông chủ cũng tới xem. Dù sao đi nữa cũng còn có 10 ngày, tới lúc đó ai thắng ai thua chúng ta sẽ biết. Hắc hắc, các ngươi còn chưa nghe nói tiểu tử kia và Hồng Lăng sư muội có quan hệ không tồi. Lý Đạt Giang kia cũng đang truy cầu Hồng Lăng sư muội, thù cũ hận mới cùng đắp vào người hắn, nếu như thực lực Lục Lâm Thiên không đủ sẽ cực kỳ thảm thương nha. Được rồi, chúng ta cũng tu luyện đi. Đêm nay đám người các ngươi chú ý cho ta, rốt cuộc là tên hỗn đản nào nửa đêm không tu luyện chân khí lại chạy đi tu luyện vũ kỹ, tìm được hắn chúng ta phải cho hắn nếm mùi. Không sai, đêm nay nếu như hỗn đản kia tiếp tục tu luyện vũ kỹ chúng ta sẽ lập tức tìm được hắn. Tìm được rồi thì phải giáo huấn hắn một trầu mới dừng lại. Đám đệ tử thân truyền nói xong đều tán đi tự mình tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Lâm Thiên không biết bên ngoài đã trôi qua bao lâu. Hắn chỉ biết tốc độ quá quan hôm nay của mình đã nhanh hơn không ít. Hiện tại hắn đang ở tứ trọng ảo cảnh, gặp phải 8 đầu hỏa hệ yêu thú tứ giai sơ kỳ liệt diễm yêu xà. Mỗi một đầu đều có thân thể to lớn chừng 300 thước, lân phiến trên người dày đặc, 8 đầu liệt diễm yêu xà này đang vây chung quanh hắn, giống như là 8 ngọn núi lớn trước mặt vậy. Sắc mặt Lục Lâm Thiên co quắp lại, 8 đầu liệt diễm yêu xà này thực lực tuy rằng không cao bằng 4 đầu khôi lỗi tứ cấp trung giai, thế nhưng lại khó đối phó hơn nhiều. Đến đây đi. Lục Lâm Thiên nói một tiếng, chân khí trong cơ thể dâng trào, khí tức đột nhiên kéo lên. Siêu. Thân thể của một đầu liệt diễm yêu xà trước mặt trong nháy mắt bổ xuống. Miệng nó mở ra mang theo một đạo hỏa diễm nóng chảy phun ra, trong hỏa diễm tràn ngập mùi máu tươi. Tức thì trên bầu trời một đám hỏa diễm cuồng bạo bắn về phía Lục Lâm Thiên, tiếng xé gió sắc bén làm cho lỗ tai hắn mơ hồ có chút đau đớn. Khí tức nóng bóng khiến cho hắn có cảm giác như mình đang ở trong một cái lò vậy. Hừ, Lục Lâm Thiên không hề sợ hãi, miệng hắn mỉm cười hừ nhẹ một tiếng. Thủ ấn trong tay biến hóa, một chiếc thuẫn màu nâu trong nháy mắt ngưng tụ. Nhất thời cỗ quang mang này khuếch tán hóa thành một vòng xoáy thật lớn đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Dòng xoáy này nhanh chóng xoay tròn, đất đá, cát vàng trên mặt đất bị hút vào trong đó rồi đột nhiên hình thành một chiếc hộ thuẫn vô cùng lớn. Đại địa cương thuẫn. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, bàn tay hắn vung lên, hộ thuẫn màu nâu này bỗng nhiên tiến về phía trước. Mà hỏa diễm phô thiên cái địa kia trước mặt lực hút của hộ thuẫn này nhanh chóng toán loạn, hỏa diễm khuếch tán ra bốn phía trên bầu trời. Thi thoảng có hỏa diễm rơi vào trên hộ thuẫn thế nhưng lại không thể tạo thành thương tổn mang tính thực chất đối với hộ thuẫn. Hỏa viêm bạo. Lúc này, Lục Lâm Thiên lại quát lên, một đạo thủ ấn không ngừng biến hóa. Trên tay phải hắn trong nháy mắt ngưng tụ ra một hỏa cầu, toàn bộ không gian chung quanh đột nhiên nóng lên, khí tức cường hãn áp bách, trực tiếp bao phủ không gian. Tay hắn đẩy hỏa cầu đang vừa xoay tròn vừa lớn dần về phía trước. Không gian trước mặt trực tiếp tạo thành một vòng cung nóng bỏng, một cỗ khí tức nóng bỏng, bài sơn hải đảo khuếch tán ra chung quanh. Cảm nhận được sự đáng sợ của kình khí này, vài đầu liệt diễm yêu xà ở gần đó bắt đầu sợ hãi thối lui. Thế nhưng lúc này đã không kịp rồi, hỏa cầu này sau khi bay vào giữa ba đầu liệt diễm yêu xà thì lập tức nổ tung. Phanh! Năng lượng khuếch tán, hỏa cầu ở giữa không trung nổ tung, không gian tức thì rung động kịch liệt. Hỏa diễm nóng bỏng tràn ngập bầu trời, nhiệt độ đáng sợ, ngay cả khí lưu trong không gian cũng biến thành màu đỏ. Trong lúc đó bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được ba đầu liệt diễm yêu xà sau vụ nổ của hỏa cầu đã bị chấn thành những mảnh nhỏ rồi hóa thành năng lượng tiêu tan trong thiên địa. Phong quyển tàn vân. Hỏa viêm bạo vừa mới nổ tung thì Lục Lâm Thiên cũng đã đi tới trước mặt năm đầu liệt diễm yêu xà còn lại, tay đánh ra một đạo trưởng ấn, năng lượng phong thuộc tính tức thì hội tụ. Không khí trong không gian đột nhiên trở nên cuồng bạo, giống như là phong quyển tàn vân không ngừng rít gào, một cơn lốc xoáy mang theo đất đá phóng lên cao, mặt đất nứt nẻ, khí thế phô thiên cái địa xuất hiện. Dưới năng lượng kinh khủng mà cuồng bạo kia có một cơn cuồng phong ngưng tụ, cuồng phong rít gào. Trong nháy mắt cuốn cả năm đầu liệt diễm yêu xà còn lại vào trong cơn lốc. Cơn lốc cuồng bạo này đột nhiên khuếch tán, lực lượng cuồng bạo ở trên không nổ tung, dưới kình khí kinh khủng năm đầu liệt diễm yêu xà này bị xé thành những mảnh nhỏ, cuối cùng biến mất trong không gian. Siêu! Trong khoảnh khắc cảnh tượng trước mặt Lục Lâm Thiên lại biến đổi, hai cánh cửa đá quen thuộc xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên,
một cánh là rời khỏi, một cánh là vào ngũ trọng. Không khác so với dự tính lắm. Lục Lâm Thiên mỉm cười, ngũ trọng ảo cảnh hiện tại hắn còn chưa định đi, cho nên lập tức bước vào cánh cửa ra bên ngoài. 8 cánh giờ, nhanh hơn trước đó 4 canh giờ. Trong đại điện, nhị hộ pháp nhìn chằm chằm vào khối ngọc thạch đang tỏa ra quang mang, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Nhị hộ pháp, đệ tử xin cáo lui trước, ngày mai đệ tử lại tới. Lục Lâm Thiên chạy ra khỏi thạch thất, đi tới trước mặt nhị hộ pháp thi lễ rồi lập tức rời đi. Lúc này sắc trời vẫn còn sớm, trong vũ linh ảo cảnh tuy rằng có cảm giác đã trôi qua vài ngày thế nhưng trên thực tế cũng chỉ có mấy canh giờ mà thôi. Lục Lâm Thiên nhìn vào sắc trời rồi leo lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư đi tới ngọn núi Lục Vô Song ở, thế nhưng vẫn không nhìn thấy nàng. Sau khi trở lại đình viện của mình, sắc trời cũng không còn sớm nữa, đã gần tới hoàng hôn. Đối với sự tiến bộ này hôm nay của Hỏa Viêm Bạo, Đại Địa Cương Thuẫn, Lục Lâm Thiên vô cùng thỏa mãn. Lúc này hắn lại tiếp tục lên đỉnh núi dung hợp kinh nghiệm trong vũ linh ảo cảnh, từng đạo năng lượng hội tụ tạo ra tiếng vỗ vang truyền đi xa. Dưới bóng đêm bao phủ, lúc này tại hơn 10 ngọn núi tức thì truyền đến tiếng mắng chửi. Lập tức trên các ngọn núi truyền đến tiếng gầm của phi hành yêu thú, sau khi tìm kiếm phương hướng âm thanh truyền tới, cả đám người đi về phía ngọn núi Lục Lâm Thiên ở. Đây là chỗ ở của Lục Lâm Thiên. Hóa ra mấy ngày nay tiểu tử này đều ở đây làm ra động tĩnh lớn như vậy. Còn không để cho người khác tu luyện, chúng ta tới giáo huấn hắn. Giáo huấn, người ta xếp thứ 36 trên long bảng, ngay cả hoàng hổ trong một chiêu cũng bị đánh bại. Chúng ta không nên trêu vào hắn, trở về tìm sư phụ rồi nói tiếp. Một đám đệ tử vẻ mặt oán hận đứng một lúc lâu ở ngọn núi phía xa, bọn hắn cũng không dám tới gần, thủ đoạn độc ác của Lục Lâm Thiên bọn hắn đã từng chứng kiến tận mắt. Cho nên căn bản là không dám trêu vào hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể thầm mắng vài tiếng rồi rời đi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, nhìn về phía ngọn núi đằng xa. Hơn 10 đầu yêu thú phi hành đến đây Lục Lâm Thiên đương nhiên biết đến, thế nhưng hắn cũng không để ý đến mà tiếp tục tu luyện vũ kỹ. Sáng sớm hôm sau, sau khi thu thập một phen xong Lục Lâm Thiên tiếp tục đi tới vũ linh ảo cảnh, dưới ánh mắt ngạc nhiên của nhị hộ pháp mà tiến vào trong nhất trọng ảo cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, những ngày này trong Vân Dương Tông xảy ra một chuyện thú vị, mấy người trưởng lão tìm đến Vũ trưởng lão nói chuyện. Bọn họ muốn nhờ Vũ trưởng lão nói với Lục Lâm Thiên bảo hắn buổi tối đừng tu luyện vũ kỹ, tiếng ầm lớn như vậy khiến cho không ít đệ tử thân truyền không thể tu luyện chân khí. Thế nhưng không nghĩ tới Vũ trưởng lão lại nổi báo, đồ đệ bảo bối của ta chăm chỉ tu luyện thì có gì sai, muốn trách thì trách đám đệ tử của các ngươi vô dụng. Giỏi thì cho đám đệ tử của các ngươi tới Địa Long đỉnh khiêu chiến đồ đệ ta đi. Mấy vị trưởng lão bị Vũ trưởng lão chỉ vào mặt mắng to cũng không biết làm gì hơn. Thế nhưng ngẫm lại cũng đúng, đệ tử người khác nửa đêm vẫn còn nỗ lực tu luyện vũ kỹ còn đệ tử mình thì lại không biết cố gắng, còn chạy đến tố khổ với sư phụ. Mấy vị trưởng lão này tức thì cảm thấy khó chịu, đệ tử mình cũng không biết cố gắng, sau khi cười làm lành với Vũ trưởng lão cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi mà thôi. Dám đến đây ý kiến sao? Đồ đệ bảo bối của ta đang nỗ lực tu luyện các ngươi lại đố kỵ không cho nó tu luyện. Lần sau ta sẽ không để yên cho các ngươi. Nhìn thấy mấy vị trưởng lão rời đi Vũ trưởng lão còn chưa hết giận hướng về phía mấy vị trưởng lão kia quát lớn. Mấy vị trưởng lão vô duyên vô cớ bị Vũ trưởng lão quát một trận chỉ có thể nén bực tức về tới nơi ở lập tức nổi bão với đám đệ tử. Sau khi mắng to một trận liền phân phó đám đệ tử buổi tối phải tu luyện vũ kỹ. Ai dám lười biếng trực tiếp trục xuất sư môn. Đám đệ tử thân truyền này căn bản không biết chuyện gì xảy ra đã thấy sư phụ nổi bão đâu dám nhiều lời lập tức gật đầu rồi đi ra ngoài. Buổi chiều, cánh cửa đá trong đại điện vũ linh ảo cảnh mở ra, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện. Mà lúc này nhị hộ pháp lại tiếp tục há hốc mồm. Bởi vì lúc này Lục Lâm Thiên chỉ dùng 6 canh giờ từ trọng thứ nhất đi tới trọng thứ tư. So với 2 ngày trước nhanh hơn một nửa thời gian. Lục Lâm Thiên nhanh chóng rời khỏi vũ linh ảo cảnh rồi lập tức cưỡi lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư về đình viện của mình. Một cỗ khí tức mạnh mẽ bắt đầu xuất hiện trên núi. Theo sự xuất hiện của cỗ khí tức này một đạo hoàng quang từ trong đại viện bắn ra phía ngoài hóa thành một thân ảnh cao lớn, đó chính là Tiểu Long. Dưới sự bao bọc của quang mang thân thể Tiểu Long trong nháy mắt nhanh chóng to lên, một cỗ khí tức mạnh mẽ khuếch tán. Thân thể và khí tức của Tiểu Long nhanh chóng tăng vọt đồng thời còn không ngừng tăng lên. 260 thước, 270 thước.
thân thể Tiểu Long tăng vọt thì lân phiến trên người cũng ngày một rõ ràng hơn, lân phiến tràn ngập quang mang che trên người nó, trên lân phiến dường như còn có hỏa diễm màu vàng, tràn ngập khí tức nguy hiểm. Giống. Khí tức trên người Tiểu Long lúc này đã tới mức vô cùng cuồng bạo. Chu vi chung quanh ngọn núi không ít yêu thú tọa kỵ của đệ tử thân truyền trong nháy mắt bị áp chế, tiếng thú giống không ngừng truyền đến. Chuyện gì xảy ra vậy? Là yêu thú của ai đột phá? Không ít đệ tử tức thì chạy ra khỏi phòng của mình. Siêu! Lúc này khí tức của Tiểu Long vẫn còn đang tăng vọt. Thân thể cũng tăng vọt, mãi cho đến khi ước chừng 300 thước mới dừng lại. Ngao! Khí tức sau khi đạt tới ngưỡng không thể kéo lên được nữa thì trong miệng Tiểu Long phát ra một tiếng ngầm gừ như rồng ngâm quanh quẩn trong hư không. Khí tức cường hãn lúc này càng thêm bạo ngược khuếch tán về bốn phía. Giống. Dưới tiếng rít gào của nó, lúc này chu vi chung quanh ngọn núi không ít yêu thú tỏa kỵ cũng giống lên phụ họa. Trên ngọn núi Thiên Sĩ Tuyết Sư và Huyết Tích Dịch cũng bị áp chế mạnh mẽ. Lão đại, đệ đột phá rồi. Ngay khi Lục Lâm Thiên đang mỉm cười thì thanh âm của Tiểu Long đã vang lên trong đầu hắn, lập tức một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện bắn tới vai Lục Lâm Thiên. Hiện tại đã tới cấp bậc gì rồi? Lục Lâm Thiên có chút hứng thú hỏi. Tiểu Long mỗi lần đột phá thực lực sẽ tăng vọt. Tam giai trung kỳ, thế nhưng để cảm giác thực lực đã mạnh hơn trước rất nhiều. Cố gắng tu luyện nhé. Lục Lâm Thiên nói. Đệ chỉ cần tu luyện một chút là được rồi. Tin tức trong đầu đệ nói cho đệ biết, đệ chỉ cần tu luyện một chút là sẽ có thể đột phá. Tiểu Long nói. Cũng không cần liều mạng như lão đại. Vậy hiện tại ngươi có biết thân phận của ngươi hay không? Lục Lâm Thiên nhíu mày hỏi. Không biết, để có cảm giác chí ít để cũng phải đột phá tới lục giai mới có thể biết được. Tiểu Long phiền não nói. Tiểu Long sau khi đột phá xong cũng đã là hoàng hôn. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, tiếp tục dung hợp kinh nghiệm tu luyện vũ kỹ trong ảo cảnh, từng âm thanh ầm ầm lúc này bắt đầu vang lên. Chủ nhân tu luyện thật là chăm chỉ nha. Trên một tảng đá gần đó, Huyết Tích Dịch nói, Tiểu Long ngẩng đầu nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi nói. Đó là lão đại tu luyện khắc khổ cho nên mới có thực lực như hiện tại. Tiểu Long cốc đầu Huyết Tích Dịch. Phanh phanh. Ngay khi Lục Lâm Thiên bắt đầu tu luyện chỉ trong chốc lát trên những ngọn núi chung quanh tức thì vang lên tiếng ầm ầm, mãi cho đến khi bình minh mới dừng lại. Màn đêm bao phủ trời cao, những ngôi sao bắt đầu hiện ra. Tại một đình viện trên một ngọn núi nào đó lúc này có mấy thân ảnh đang đứng, trong đó có hai người Triệu Kình Thiên và Lục Thiếu Hổ. Lý Sư Đệ, người chuẩn bị tới đâu ôi? Trong đình viện, Triệu Kình Thiên nhìn vào một thanh niên có ánh mắt âm tàn, dáng người gầy gò hỏi. Triệu Sư Huynh, Huynh cứ yên tâm đi, tiểu tử kia coi như là đột phá vũ phách thì cũng chỉ là vũ phách nhất trọng. Dưới đoạt mệnh thương của ta hắn chỉ có nước chờ chết mà thôi. Thanh niên này lạnh nhạt nói. Người thanh niên này tuổi chừng 23-24, khí tức trong đám đệ tử cùng thế hệ tuyệt đối là cường hãn. Đó chính là Lý Đạt Giang bài danh thứ 20 trên Long Bảng. Trong thế hệ trẻ tuổi toàn bộ Vân Dương Tông này hắn cũng coi như là nhân vật phong vân. Có ngươi xuất thủ ta cũng yên tâm, ngươi là vũ giả song hệ, thế nhưng ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi, thù của Hoàng Hổ Sư Đệ, đệ nhất định phải báo giúp hắn. Đệ sẽ khiến cho tiểu tử kia trực tiếp biến thành phế vật. Lý Đạt Giang lạnh nhạt nói một tiếng. Nghe nói tiểu tử kia mấy ngày nay đều ở trong linh vũ ảo cảnh tu luyện, trong vòng một ngày không ngờ xông qua tứ trọng tầng 4. Lúc này có một thanh niên mặc áo xanh bên cạnh nói, người này cũng có tu vi vũ phách. Chỉ là tứ trọng mà thôi, xem ra tiểu tử kia cũng chỉ đến vậy. Lý Đạt Giang lạnh nhạt nói. Một đêm tu luyện. Sáng sớm hôm sau trong ánh mắt kinh ngạc của nhị hộ pháp Lục Lâm Thiên tiến vào nhất trọng tầng thứ tư của linh vũ ảo cảnh. Mà càng khiến cho nhị hộ pháp kinh ngạc chính là Lục Lâm Thiên chỉ mất có 4 canh giờ đã xông tới tứ trọng, mà tin tức này trong nháy mắt truyền đến tai tất cả những hộ pháp và trưởng lão, sau đó truyền tới tai Vân Khiếu Thiên. Có ý tứ, tiểu tử này càng lúc càng làm ta kinh ngạc. Trong đại điện, Vân Khiếu Thiên khẽ cười nói. Tông chủ! Lục Lâm Thiên này mỗi ngày đều từ nhất trọng xông một mạch tới tứ trọng. Thế nhưng hắn lại không vào ngũ trọng, điều này khiến ta cảm thấy có chút kỳ quái. Bên người Vân Khiếu Thiên lúc này có một lão giả mặc hắc bào nói. Tiểu tử này đang ẩn giấu thực lực đây, đồng thời cũng tôi luyện bản thân. Lẽ nào ngươi còn không nhìn ra, trong 4 canh giờ xông tới tứ trọng ảo cảnh,
cần bao nhiêu thực lực? Vân Khiếu Thiên nói, chỉ sợ ít nhất cũng phải là vũ phách lục trọng đỉnh phong mới miễn cưỡng có thể làm được như vậy. Sau khi suy nghĩ một lát, lão giả mặc hắc bào nói, ta nghe nói tiểu tử này đầu tháng tới có một trận đấu với Lý Đạt Giang xếp thứ 20 trên long bảng đúng không? Tới lúc đó ngươi tự mình đến coi một chút, xem thực lực tiểu tử này rốt cuộc đã tới tình trạng nào rồi. Vân Khiếu Thiên nói với lão giả mặc hắc bào. Được, ta cũng muốn xem một chút, thực lực của tiểu tử này rốt cuộc đã tới tình trạng nào rồi. Lão giả mặc hắc bào nói. Trong đình viện, Lục Lâm Thiên đang cầm một cái hộp gấm lên, bên trong hộp gấm lúc này có một cỗ năng lượng kinh khủng xuyên qua hộp gấm mà truyền ra bên ngoài. Có thể luyện hóa được rồi. Lục Lâm Thiên khẽ lẩm bẩm nói. Sau khi hắn mở hộp gấm ra thì có một cỗ năng lượng vô cùng lớn tràn ra mang theo phong thuộc tính, một viên yêu đan trong hộp gấm xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Chính là viên yêu đan khi trước trong sơn mạch vụ đô Lục Lâm Thiên chiếm được từ nữ nhân giả trang nam kia. Đột phá vũ phách cũng được vài ngày rồi, khí tức cũng đã ổn định, Lục Lâm Thiên cũng quyết định luyện hóa viên yên đan này cao. Không biết viên yêu đan này có thể khiến hắn tăng đến trình tự gì. Lục Lâm Thiên không có chút do dự há mồm đem viên yêu đan nuốt vào trong bụng. Yêu đan của U Linh Phi Thử bị Lục Lâm Thiên nuốt vào bụng lập tức hóa thành một cỗ năng lượng vô cùng cuồng bạo không gì sánh được khuếch tán ra chung quanh thân thể Lục Lâm Thiên. Cỗ năng lượng này giống như một cơn hồng thủy, lại giống như vạn mã đang phi nước đại, nhất thời trong cơ thể Lục Lâm Thiên khuếch tán ra, bằng vào một tốc độ nhanh như thiểm điện nhằm về phía kinh mạch của Lục Lâm Thiên mà tới. Dưới cỗ năng lượng dị thường hung mãnh này khuếch tán ra, lực lượng giống như một đầu mãnh thú không thể thuần hóa xông vào bên trong cơ thể, dưới lực lượng cuồng bạo kinh mạch không ngừng bành trướng. Năng lượng thật mạnh. Trên mặt Lục Lâm Thiên lúc này nhễ nhại mồ hôi, mặc dù hắn đã dự liệu trước năng lượng của yêu đan này vô cùng đáng sợ, thế nhưng không ngờ lại đáng sợ đến mức này. Lục Lâm Thiên đoán, yêu thú tứ giai sơ kỳ thực lực giống như vũ giả vũ phách nhị trọng, tam trọng mà thôi. Tuy rằng hắn chỉ là vũ phách nhất trọng thế nhưng bằng vào độ cường hãn của thân thể muốn thôn phệ luyện hóa viên yêu đan này hẳn không thành vấn đề. Thế nhưng hiện tại Lục Lâm Thiên mới biết được, yêu đan tứ giai sơ kỳ này năng lượng ẩn chứa bên trong vượt qua dự liệu của hắn. Đám năng lượng cuồng bạo này chỉ sợ so với chân khí trên người vũ phách tứ trọng cũng không kém là bao. Năng lượng bàng bạc do yêu đan biến thành không ngừng đấu đá lung tung trong cơ thể, sắc mặt Lục Lâm Thiên tức thì trắng bệch, hai mắt bắn ra ánh lửa. Năng lượng bàng bạc trong cơ thể lập tức tiền vào trong kinh mạch, ngay cả máu của hắn lúc này cũng sôi lên. Năng lượng quá mức cường đại. Lục Lâm Thiên toát mồ hôi lạnh, lúc này quanh thân hắn đang được một vòng quang mang bao phủ, năng lượng bàng bạc do yêu đan biến thành không ngừng chạy qua kinh mạch, cốt cách, thậm chí cả máu trong cơ thể Lục Lâm Thiên, từng cơn đau nhức truyền lên đại não của hắn. Thậm chí là năng lượng khổng lồ này và chân khí trên người Lục Lâm Thiên hai cỗ năng lượng này không ngừng xung đột. Khiến cho cả cơ thể hắn hiện tại nóng rực, lục phủ ngũ tạng đau nhức. Khiến cho Lục Lâm Thiên hận không thể hôn mê tại chỗ. Thế nhưng Lục Lâm Thiên biết hiện tại hắn không thể hôn mê, những năm nay không ngừng tu hành và tôi luyện khiến cho ý chí của Lục Lâm Thiên đã được rèn luyện tới mức cực cao, chỉ ít là trong những người cùng lứa, khó có ai có được ý chí kiên định như hắn. Loại đau nhức này người thường khó mà chịu được, thế nhưng lúc này Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Đương nhiên điều này cũng là bởi vì Lục Lâm Thiên có bản thân biến thái mới được. Hơn nữa, Lục Lâm Thiên bắt đầu vận chuyển âm dương linh vũ quyết bắt đầu thôn phệ năng lượng khổng lồ của yêu đan trong cơ thể. Cố gắng chịu đựng đau nhức, hắn cắn răng chịu đựng, hai tay Lục Lâm Thiên không ngừng biến hóa, từng bước luyện hóa cỗ năng lượng khổng lồ. Thời gian chậm rãi trôi qua, dưới cơn đau nhức kéo dài, Lục Lâm Thiên rốt cuộc cũng có thể bắt đầu luyện hóa năng lượng khổng lồ trong cơ thể. Năng lượng này quá mức báo đạo khiến cho Lục Lâm Thiên chịu nhiều đau khổ, chỉ mới luyện hóa được một tia năng lượng nhưng cũng có chỗ tốt vô cùng lớn. Năng lượng được luyện hóa bằng một tốc độ vô cùng khả quan biến thành chân khí chạy vào trong đan điền của hắn. Lúc này, trong đan điền, chân khí bên ngoài tiến vào lúc này đan điền cũng bắt đầu ba động, viên vũ đan ngũ sắc trong đan điền khí hải kia đang chậm rãi xoay tròn, giống như là một trái tim không ngừng nghỉ, ngũ sắc quang mang quanh viên vũ đan ngũ sắc không ngừng tỏa ra. Trong đan điền lúc này dưới sự tầm bổ của chân khí đang dùng một tốc độ bằng mắt thường không thể thấy được đang không ngừng tăng cường, từng tia chân khí tiến vào bên trong khiến cho bề mặt vũ đang càng ngày càng sáng bóng. Chậm rãi luyện hóa, năng lượng bàng bạc trùng kích trong cơ thể dường như bắt đầu bị áp chế, bắt đầu bị dẹp loạn,
mà lúc này Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được xương cốt, kinh mạch, thậm chí cả cơ thể, lục phủ ngũ tạng dưới sự tẩm bổ của cỗ năng lượng này lại được rèn rũa qua một lần. Vô hình chung, xương cốt, kinh mạch, cơ thể, lục phủ ngũ tạng đều hấp thu một ít năng lượng khiến cho thân thể lần thứ hai được rèn rũa. Loại rèn rũa này tuy rằng trong lúc nhất thời có thể không cảm thấy được nó có hiệu quả quá lớn, thế nhưng theo thời gian tuyệt đối không thể khinh thường. Ngay trong lúc luyện hóa, Lục Lâm Thiên cũng tiến vào một loại cảnh giới vong ngã, khống chế năng lượng luyện hóa trong cơ thể của mình, từng tia năng lượng sau khi được luyện hóa thành chân khí lập tức tiến vào trong đan điền. Năng lượng của yêu đan so với việc trực tiếp luyện hóa chân khí của vũ giả còn khó khăn hơn một chút. Dù sao đây cũng là hai loại năng lượng khác nhau, còn luyện hóa chân khí vũ giả thì chỉ cần luyện hóa một chút là có thể chuyển thành chân khí của bản thân mình. Luyện hóa yêu đan giống như là luyện hóa đan dược vậy, cần một quá trình luyện hóa phức tạp hơn một chút. Nói phức tạp nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi, bằng vào tốc độ luyện hóa năng lượng của Lục Lâm Thiên lúc này so với tốc độ tu luyện của vũ giả bình thường cũng là một kẻ trên trời một kẻ dưới đất. Trong đan điền, lúc này đan điền giống như một cái động không đáy, không ngừng hấp thu những chân khí vừa được luyện hóa xong. Sau khi đột phá tới vũ phách nhất trọng, năng lượng cần để đột phá cũng lớn tới mức dọa người. Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được đan điền của hắn so với vũ giả đồng cấp lớn hơn không ít, cho nên lượng chân khí cần để đột phá cũng lớn hơn rất nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong hàng đệ tử thân truyền của Vân Dương Tông đã xuất hiện một chuyện vô cùng kỳ quái. Những đệ tử này buổi tối đều tu luyện vũ khí, ban ngày tu luyện chân khí, từ đầu vốn chỉ có 2 đến 30 người, thế nhưng tới hiện tại đã có hơn 100 người, khi màn đêm vừa buông. Mọi âm thanh biến mất trong màn đêm thì cũng là lúc trong Vân Dương Tông vang lên những âm thanh ầm ầm. Việc này khiến cho ngay cả Vân Khiếu Thiên cũng kinh động, sau khi điều tra một phen hắn mới phát hiện ra người khởi xướng chuyện này là thầy trò Vũ Trưởng Lão. Lục Lâm Thiên bế quan luyện hóa yêu đan, huyết tích dịch và tiểu long, thiên sĩ tuyết sư hộ pháp ở bên ngoài, ngay cả Vũ Trưởng Lão tới vài lần cũng không cho vào. Vũ Ngọc Tiền mang theo vẻ mặt đầy thiếu ý rời đi. Trong lòng thầm nghĩ đệ tử bảo bối của hắn quả thực vô cùng chăm chỉ, so với 2 tên đồ đệ còn lại mạnh hơn nhiều. Thời gian càng lúc càng gần đầu tháng, trong lòng không ít đệ tử đều vô cùng chờ mong trận đấu giữa Lục Lâm Thiên và Lý Đạt Giang. Trong lòng âm thầm suy đoán xem trong 2 người ai sẽ đạt được thắng lợi. Trong lúc bất chi bất giác, Lục Lâm Thiên cũng có không ít người ủng hộ, ít nhất cũng có một nửa số đệ tử đều cho rằng hắn sẽ chiến thắng. Tại một đình viện trên một ngọn núi nào đó, lúc này Lục Vô Song đang dùng đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn về phương xa, toàn thân mặc cung trang màu đỏ, tóc đen mượt mà như thác nước được buộc lại phía sau, gió nhẹ nhàng thổi tới khiến cho vài lọn tóc bay bay khiến cho người nhìn vào có cảm giác vô cùng xuất trần, giống như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Nữ tử tuyệt sắc như vậy lại là cường giả trên Long Bảng, Lục Vô Song ở trong Vân Dương Tông cũng có không ít người truy cầu. Người theo đuổi nàng so với Vân Hồng Lăng còn nhiều hơn. Khí chất thanh nhã, dung nhan tuyệt mỹ, không có một nam nhân nào có thể chống cự được. Chỉ là không ít đệ tử Vân Dương Tông cũng biết, nữ tử tuyệt mỹ này cho tới bây giờ đã cự tuyệt không ít đệ tử trong Vân Dương Tông, cũng không cho bất kỳ một kẻ nào một cơ hội, khiến cho không ít nam đệ tử đau khổ trong lòng. Không ai biết, lúc này trong lòng nữ tử tuyệt mỹ này đã có một thân ảnh chiếm giữ trái tim nàng, một khuôn mặt kiên nghị, cả ngày khóe môi luôn nhếch lên nở nụ cười xấu xa. Trên đỉnh núi gió nhẹ nhẹ thổi tới khiến cho quần áo của nàng khẽ tung bay, lộ ra đường cong hoàn mỹ, vài lọn tóc bay phất phơ, vô cùng khuyến rũ. Lúc này hai mắt của Lục Vô Song nhìn lên bầu trời lẩm bẩm nói. 10 ngày, ta sẽ cố gắng không gặp đệ, quên đệ, Hồng Lăng là nữ hài tốt, nàng so với ta càng thêm thích hợp với đệ. Vô Song tỷ, mấy ngày nay tỷ làm sao vậy? Có 2 thân ảnh xinh đẹp đi tới, chính là Độc Cô Băng Lan và Thúy Ngọc. Ta không sao. Lục Vô Song ngoái đầu lại cười nói với Độc Cô Băng Lan. Chẳng lẽ muội muốn đuổi ta đi sao? Ta còn muốn ở lại đây chơi vài ngày đó. Vô Song tỷ, tỷ ở chỗ muội cũng được, muội chỉ có chút lo lắng cho tỷ mà thôi, muội thấy gần đây tỷ dường như có tâm sự. Độc Cô Băng Lan cười nói. Được rồi, Vô Song tỷ, đầu tháng Lâm Thiên ứng chiến Lý Đạt Giang tỷ có đi xem hay không? Đến lúc đó lại nói tiếp a. Lục Vô Song mỉm cười nói. Ngày thứ 5 tính từ khi Lục Lâm Thiên bế quan thôn phệ yêu đan, lúc này có một cỗ khí thế bắt đầu kéo lên, Lục Lâm Thiên đang khoanh chân ngồi trong phòng, quang mang quanh thân thể lúc này cũng bắt đầu trở nên chói mắt,
một cỗ hấp lực từ trong cơ thể Lục Lâm Thiên tuôn ra đem năng lượng vô hình trong thiên địa hút vào trong cơ thể. Cứ duy trì như vậy một lúc lâu, lúc này đan điền trong cơ thể Lục Lâm Thiên đã đạt tới tình trạng no đủ, vũ đan ngũ sắc trong đan điền đang nhanh chóng xoay tròn liên tục hấp thu chân khí đi vào trong vũ đan. Loại trạng thái này duy trì một ngày một đêm, một cỗ chân khí không ngừng từ bên trong cơ thể Lục Lâm Thiên tràn ra rồi lập tức lui về, giống như là một vòng tuần hoàn vậy. Vừa tràn ra rồi lập tức thu lại, trong quá trình này khí tức trên người Lục Lâm Thiên lại bắt đầu được nâng lên tầm cao mới. Khí tức tràn ngập trong căn phòng khuếch tán lên bầu trời khiến cho không trung ba động. Chủ nhân lại sắp đột phá. Trên tảng đá huyết tích dịch ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi nói. Phi. Tiểu Long ngẩng đầu lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào, đôi mắt nhỏ không ngừng chuyển động. Năng lượng bên trên bầu trời càng ngày càng đậm là lúc này bên trong phòng, từng đạo khí lưu trong không khí hóa thành một dòng xoáy. Dòng xoáy này xoay chung quanh cơ thể Lục Lâm Thiên đem từng đạo năng lượng xuyên qua quang mang bao quanh thân thể Lục Lâm Thiên tiến vào bên trong đan điền. Loại hiện tượng huyền ảo này diễn ra một canh giờ mới từ từ tan rã, cuối cùng khi một tia năng lượng cuối cùng tiến vào cơ thể Lục Lâm Thiên dòng xoáy bắt đầu tan rã. Lúc này trên đỉnh núi, cỗ năng lượng ba động trong thiên địa cũng biến mất. Phù! Thở ra một ngụm chọc khí, Lục Lâm Thiên mở hai mắt hắn hiện tại bắn ra quang mang thâm thúy, đồng thời một cỗ khí tức cường hãn cũng từ từ xuất hiện, khí tức này không ngờ đã tới vũ phách nhị trọng. Không ngờ chỉ đột phá một trọng. Khí tức này chỉ xuất hiện trong chốt lát rồi được Lục Lâm Thiên nhanh chóng thu vào trong cơ thể. Mà lúc này Lục Lâm Thiên nhếch miệng khẽ cười, hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Một viên yêu đan tương đương với năng lượng chân khí của vũ phách tam trọng, thế nhưng hắn hấp thu thôn vệ cũng chỉ có tăng lên một trọng mà thôi. Số năng lượng cần để hắn đột phá hiện tại quá mức kinh khủng rồi. Cảm giác được chân khí trong cơ thể của mình lúc này vô cùng sung mãn, Lục Lâm Thiên ước chừng nếu hắn muốn từ vũ phách nhị trọng tiến lên tam trọng chí ít cũng cần ba khỏa yêu đan. Vẫn còn rất yếu, nhất định phải nhanh chóng tăng cường thực lực. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm. Thực lực của hắn tuy rằng trong đám người trẻ tuổi cũng miễn cưỡng coi là cường giả, thế nhưng so với cường giả chân chính còn kém rất nhiều. Có thể trong Vân Dương Tông này, 10 vị trí đầu trên long bảng thực lực sẽ không kém hắn là bao, cứ như vậy mà tính, thực lực của hắn trong đám người trẻ tuổi vẫn có chút không đủ. Dù sao hắn khởi đầu quá muộn không thể so với đệ tử trong những đại phái này. Con đường của cường giả. Lục Lâm Thiên nắm chặt tay rồi thì thào một tiếng. Ánh mắt nhìn qua cửa sổ về phía xa xa. Còn có 4 ngày nữa. Lục Lâm Thiên nở nụ cười nhàn nhạt. 4 ngày sau là tới đầu tháng, trên địa Long Đỉnh còn có một trận chiến đang chờ hắn. Lý Đạt Giang, bản công tử phải mượn ngươi lót đường bước vào top 20 Long Bảng. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên một đạo hàn ý. Trên ngọn núi, một thân ảnh màu xanh đi ra khỏi đình viện, trên tay có một ngọc giản có quang mang nhàn nhạt. Lục Lâm Thiên trích một giọt máu nhỏ vào ngọc giản, trên ngọc giản lập tức xuất hiện một đoàn quang mang bắn vào trong mi tâm Lục Lâm Thiên. Đoàn quang mang cuồng bạo này khiến cho đầu Lục Lâm Thiên không khỏi có chút đau đớn. Một lát sau, quang mang trên ngọc giản biến mất mà trong đầu Lục Lâm Thiên đã có thêm một đống tin tức mức. Đôi mắt Lục Lâm Thiên hơi nhắm lại, tâm thần khẽ chuyển động, một cỗ tin tức hiện lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Một lát sau hắn mở hai mắt ra, khóe miệng hiện lên nụ cười khổ. Hai hàng lông mày nhíu lại. Phù quang lược ảnh, vũ kỹ huyền cấp sơ giai quả thực vô cùng khó tu luyện. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, ngọc giản vừa rồi chính là vũ kỹ phù quang lược ảnh mà Nam Thúc từng nói qua với hắn khi trước. Vũ kỹ thân pháp trên toàn bộ đại lục này đều là thứ vô cùng khó có được. Bởi vì vũ kỹ này vũ giả thuộc tính nào cũng có thể tu luyện được. Đương nhiên nếu nó rơi vào trong tay vũ giả thuộc tính phong hệ thì tốc độ khi thi triển sẽ càng nhanh hơn. Mà vũ kỹ thân pháp đạt tới cấp bậc huyền cấp sơ giai tuyệt đối là chí bảo. Bất luận là vũ kỹ huyền cấp gì trong đại môn pháp đều là bí mật bất truyền. Thời gian cho tới ngày ứng chiến đầu tháng chỉ còn mấy ngày, Lục Lâm Thiên dự định tu luyện phù quang lược ảnh một chút. Vũ kỹ huyền cấp này chỉ là sơ giai thế nhưng độ khó khi tu luyện nó so với vũ kỹ hoàng cấp quả thực chính là một thứ trên trời một thứ dưới đất. Không ngờ lại có phương pháp tu luyện như thế này. Lục Lâm Thiên sợ hãi than, từ trong cỗ tin tức kia Lục Lâm Thiên biết được phương pháp tu luyện của phù quang lược ảnh, trong đó có nói muốn tu luyện được phù quang lược ảnh thì trước tiên phải đả thông kinh mạch dưới hai chân. Trên hai chân theo Lục Lâm Thiên biết có 6 đại kinh mạch còn có hơn 60 tiểu mạch.
Những kinh mạch này nối với gan, lá lách, dạ dày, thận, lục phủ ngũ tạng, đồng thời kết nối với huyết mạch và kinh mạch toàn thân. Muốn đả thông được tất cả là một chuyện không hề dễ dàng. Mà điều quan trọng chính là muốn học được thì phải đả thông huyệt dũng tuyển dưới lòng bàn chân. Sau đó đem những kinh mạch chung quanh đả thông. Sau khi đả thông những kinh mạch này, chân khí di chuyển qua huyệt dũng tuyển ở dưới bàn chân hình thành một vòng xoáy, đây mới là căn bản của phù quang lược ảnh. Sau khi đả thông kinh mạch, chân khí từ dưới chân thoát ra, dòng xoáy thôi động thân thể, tới lúc đó tốc độ của hắn không thể nghi ngờ sẽ bước lên một tầm cao mới. Dựa vào tin tức trong ngọc giản, tốc độ của phù quang lược ảnh, khi thi triển nhanh nhất tốc độ có thể bằng tốc độ ánh sáng, vô cùng kinh khủng đấy. Tu luyện. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên sự kiên nghị, tuy rằng thân pháp phù quang lược ảnh khó tu luyện, thế nhưng ngay cả linh kỹ huyền cấp sơ giai hắn cũng có thể tu luyện thành công, lẽ nào phù quang lược ảnh lẽ nào bản thân hắn lại không thể tu luyện được. Hắn không tin mình không thể tu luyện thành công. Lúc này hắn đã là vũ phách nhị trọng, Lục Lâm Thiên lại không khỏi nghĩ tới đao hồn kỹ trên người mình. Cho tới hiện tại hắn chỉ có thể thi triển nhất trọng đao hồn trảm trong đao hồn kỹ mà thôi. Hiện tại không biết hắn có thể thi triển ra nhị trọng đao hồn quang nhận hay không. Nếu như có thể thi triển ra đệ nhị trọng vậy thì thực lực của hắn sẽ tăng lên một mảng lớn. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Lâm Thiên bắt đầu thử đả thông kinh mạch trên chân mình. Trước tiên phải đả thông huyệt dũng tuyền, ngưng thần tĩnh khí, thu hồi tạp niệm. Tâm thần Lục Lâm Thiên từ từ chìm vào trạng thái tu luyện. Khống chế chân khí từ trong đan điền chạy tới kinh mạch dưới chân, không ngừng ôn nhuận kinh mạch dưới chân. Đây là một quá trình cần nhẫn nại, cũng may Lục Lâm Thiên không phải là người không có tính kiên trì. Mà kinh mạch trong thân thể của Lục Lâm Thiên hiện tại đã sớm được rèn luyện tới mức độ vô cùng chắn chắn. Lúc này muốn đả thông kinh mạch dưới chân cũng giảm bớt cho Lục Lâm Thiên không ít phiền toái. Đối với một tu luyện giả bình thường, muốn đả thông kinh mạch chính là một cửa ải vô cùng khó khăn, không ít người tại thời điểm này phải mất 3 đến 5 năm cũng là chuyện bình thường. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Huyết Tích Dịch đều ở chung quanh hộ pháp cho hắn. 3 ngày sau, Lục Lâm Thiên mới mở mắt ra, tinh quang trong mắt chợt lóe. Dường như so với trong tưởng tượng của mình dễ hơn không ít. Khóe miệng hắn khẽ nở nụ cười, Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói. Trong 3 ngày vừa qua hắn đã đả thông kinh mạch trên chân, tốc độ cực kỳ nhanh, Lục Lâm Thiên đối với độ dẻo dai của kinh mạch trong cơ thể hắn cũng vô cùng bất ngờ. Bởi vì quá trình đả thông kinh mạch dưới chân đều vô cùng thuận lớn. Bắt đầu tu luyện. Lục Lâm Thiên bình tĩnh nói một câu. Hiện tại hắn phải thử tu luyện một chút xem rốt cuộc vũ kỹ mà ngay cả Nam Thúc cũng phải coi trọng rốt cuộc có gì bất phàm. Thủ ấn trong tay biến hóa, chân khí trong cơ thể vận chuyển xuống kinh mạch dưới chân. Lục Lâm Thiên còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy dưới chân hình thành 2 dòng xoáy nho nhỏ. Trong nháy mắt hắn đã bị ném lên khỏi mặt đất rồi đặt mông trên đá vụn. May thay đống đá vụn này không phải là lưỡi đao hay gì đó bằng không thiếu chút nữa bạo khúc nha. Thế nhưng cho dù thế mông hắn cũng đau nhức. Quả thực có chỗ bất phàm. Lục Lâm Thiên nhíu mày, khẽ vuốt cái mông đang đau nhức của mình nói. Tiếp tục, ta không tin không khuất phục được ngươi. Tiếp tục ngã xuống, tiếp tục luyện tập, trên ngọn núi kia, thân ảnh màu xanh đang chìm đắm trong tu luyện. Dưới sự mong chờ của không ít đệ tử, ngày đầu tháng rốt cuộc cũng đã tới. Bình thường quyết chiến trên địa Long Đỉnh nhiều nhất cũng chỉ có trên dưới 200 đệ tử thân truyền có mặt mà thôi. Thế nhưng sáng sớm ngày hôm nay lại có tới gần 400-500 đệ tử thân truyền tới địa Long Đỉnh. Trong Vân Dương Tông, đệ tử thân truyền trẻ tuổi cũng chỉ có 400-500 người mà thôi. Chỉ có một số ít đệ tử thân truyền còn chưa tới, những đệ tử thân truyền còn lại lúc này đều tới địa Long Đỉnh rồi. Không hề nghi ngờ. Phần nửa mọi người tới đây đều vì hai người Lục Lâm Thiên và Lý Đạt Giang mà tới. Hai người này đánh một trận khiến cho mọi người mong đợi mấy tháng, mà hiện tại rốt cuộc đã tới ngày lên đài. Ngoại trừ thân truyền đệ tử ra, ngày hôm nay trên địa Long Đỉnh còn có không ít đệ tử lâu năm của Vân Dương Tông cũng tới. Đệ tử lâu năm tuy rằng địa vị không bằng đệ tử thân truyền, thế nhưng tốt xấu gì cũng là nửa lão nhân của Vân Dương Tông, địa vị trong tông môn so với tân đệ tử cao hơn không ít. Nếu như hộ pháp đồng ý, bọn họ cũng có thể lên địa Long Đỉnh. Mà sáng sớm ngày hôm nay, trên địa Long Đỉnh đã có hơn 2.000 đệ tử lâu năm tiến tới địa Long Đỉnh. Diện tích của địa Long Đỉnh vô cùng lớn, cho dù có 2 vạn người tụ tập cũng vẫn đủ. Vì vậy lúc này tuy rằng có thêm 2.000 người thế nhưng vẫn không cảm thấy chật chội. Mau nhìn,
đó là Phách Đao Long Tam, Phách Đao Long Tam cũng tới. Không ngờ tên này cũng tới. Hắn bài danh thứ 6 trên Long Bảng, xem ra trận đấu của Lục Lâm Thiên và Lý Đạt Giang cũng làm hắn hiếu kỳ. Các ngươi mau nhìn kìa, đâu chỉ là Phách Đao Long Tam, bên người hắn còn có một người nữa, chính nữ nhân bài danh thứ 7 trên Long Bảng, quá kinh khủng nha. Trời ạ, quỷ thủ Đỗ Tử Thuần cũng tới, thứ 9 Long Bảng nha. Ngươi xem đằng góc kia là ai, chiến tướng Khuất Đao Tuyệt thứ 3 Long Bảng. Ta nghe nói trong Vạn Vũ Lâu Khuất Đao Tuyệt này từng có ý khiêu chiến Lục Lâm Thiên, hẳn là hôm nay hắn đến đây vì Lục Lâm Thiên. Không nghĩ tới những quái vật này cũng tới, thật là đáng sợ. Đoán chừng hôm nay sẽ rất náo nhiệt, mỗi lần những quái vật này đến đây đều khiêu chiến những kẻ không thuận mắt. Từng đạo thân ảnh xuất hiện tại Địa Long Đỉnh bị người ta nhìn thấy, không ít đệ tử đều lập tức bàn tán. Những cường giả trên Long Bảng này xuất hiện khiến cho mọi người cảm thấy hưng phấn, không nghĩ tới hôm nay những quái vật tu luyện này đều tới. Mau nhìn, Đoạt Mệnh Thương Lý Giang Đạt đã tới. Còn có Tuyệt Kiếm Triệu Kình Thiên, số 5 Long Bảng, không nghĩ tới hắn cũng tới nha. Trong bầu trời, trên lưng một đầu yêu thú phi hành khổng lồ có mấy đạo thân ảnh nhảy xuống Địa Long Đỉnh. Hai đạo thân ảnh xuất hiện, một người mặc hoàng bào, khí tức toàn thân bất phàm. Đó chính là Đoạt Mệnh Thương Lý Giang Đạt bài danh thứ 20 trên Long Bảng, chính là một nhân vật phong vân trong đám đệ tử trẻ tuổi của Vân Dương Tông. Bên người Lý Đạt Giang lúc này còn có một thân ảnh mặc hoa phục, người này ánh mắt nghiêm nghị, khí tức cực kỳ sắc bén khiến cho người khác không dám tới gần. Chính là Tuyệt Kiếm Triệu Kình Thiên, một cường giả bài danh thứ 5 trên Long Bảng, tôn tử của Triệu Trưởng Lão, trong Vân Dương Tông có địa vị cực cao. Các ngươi mau nhìn xem. Bên cạnh Triệu Kình Thiên kia còn có Lục Thiếu Hổ, hắn cũng là người trên Long Bảng A. Có người nói hắn là đệ đệ của Lục Lâm Thiên. Cũng không phải là cùng một mẹ sinh ra, nghe nói quan hệ giữa hai bọn họ từ nhỏ cũng không tốt. Trong tiếng nghị luận của mọi người, mấy người đi tới một vị trí rồi nhắm mắt lại cũng không để ý đến những người khác đang nghị luận. Trên Địa Long Đỉnh cũng có không ít thiếu nữ lúc này đang hưng phấn nghị luận, cường giả trong Long Bảng tới không ít. Cả đám đều dùng ánh mắt mang theo lửa nóng đánh giá. Chỉ là dường như không có mấy cường giả trên Long Bảng vì nữ nhân mà tới. Hơn nữa cường giả trên Long Bảng cũng không phải nữ nhân nào cũng để ý. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc này số lượng người trên Địa Long Đỉnh không ngừng tăng thêm, còn có không ít đệ tử lâu năm đang lục tục tới. Mấy vị hộ pháp phụ trách Địa Long Đỉnh còn chưa tới cho nên lúc này mọi người chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Cũng không có bất kỳ kẻ nào dám náo động. Dù sao ở đây cũng có không ít cường giả top 10 trên Long Bảng, nếu như bị bọn họ không vừa mắt, tới lúc đó bị giáo huấn một trận thì thảm rồi. Thế nhưng lúc này cũng có không ít người khẽ đàm luận, nếu như để đám cường giả top 10 Long Bảng đấu một phen, phỏng chừng sẽ vô cùng đặc sắc. Trong đoàn người lúc này có một thân ảnh xinh đẹp đang nhíu mày. Nàng nhìn về bốn phía dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thân ảnh xinh đẹp, dung nhan tuyệt mỹ. Khí chất thanh nhã hấp dẫn không ít ánh mắt của nam đệ tử chung quanh, đương nhiên, người này chính là Lục Vô Song. Vô Song tỷ, tỷ đang tìm Lâm Thiên sao? Độc Cô Băng Lan hỏi, lúc này bên người Độc Cô Băng Lan còn có hai người Thúy Ngọc, Dương Diệu. Ngoài dự đoán của mọi người chính là bên người Dương Diệu lúc này cũng có hai người. Nếu như Lục Lâm Thiên ở đây tuyệt đối có thể nhận ra một người chính là Vương Quang Vương gia ở Trấn Thanh Vân, một người chính là tỷ tỷ của Dương Diệu Dương Mạn. Hai người này hiện tại cũng chính là đệ tử lâu năm của Vân Dương Tông. Hai người này vốn vẫn chèn ép Lục Vô Song, thế nhưng sau khi Lục Vô Song trở thành đệ tử thân truyền bọn họ cũng chỉ có thể vuốt mông ngựa mà thôi, mà Lục Vô Song cũng không thèm tính toán với bọn họ. Ta, không phải, ta tùy tiện nhìn một chút mà thôi. Lục Vô Song nói, ánh mắt có chút thất thần, trong lòng thầm nghĩ. Không phải ta đến xem đệ, chỉ đến xem thi đấu đầu tháng mà thôi. Ta trốn trong đám người, ta không nhìn thấy đệ. Vô Song tỷ. Trong đám người lúc này có mấy đạo thân ảnh đi tới trước mặt đám người Lục Vô Song. Chính là Lục Thiếu Hổ và Triệu Kình Thiên. Thiếu Hổ. Lục Vô Song nói, Lục Thiếu Hổ cũng là đường đệ của nàng. Tuy rằng nàng biết tất cả mọi chuyện trong Lục gia, thế nhưng có một số việc nàng cũng không thể nhúng tay vào, mà khi thấy Triệu Kình Thiên bên cạnh Lục Thiếu Hổ hai hàng lông mày của nàng không khỏi nhíu lại. Vô Song sư muội. Muội càng lúc càng đẹp. Triệu Kình Thiên nói, lúc này không ít đệ tử chung quanh đều tránh ra tạo một khoảng trống lớn. Ai cũng biết Tuyệt Kiếm Triệu Kình Thiên là người truy cầu Lục Vô Song điên cuồng nhất,
bọn họ cũng không dám trêu chọc tới Triệu Kình Thiên. Đa tạ đã khen. Lục Vô Song nể mặt Lục Thiếu Hổ cho nên mới nói một câu, sau đó nàng lập tức xoay người lại, căn bản không thèm để ý tới Triệu Kình Thiên. Triệu sư huynh. Mà sau khi nhìn thấy Triệu Kình Thiên, Dương Mạn tức thì đứng lên phía trước. Dương Mạn dưới bộ cẩm bào này những đường cong trên cơ thể của nàng được bộc lộ vô cùng rõ ràng. Làm toát lên vẻ kiều diễm, phong vận thành thục, vô cùng gợi cảm, bờ môi mềm mại mang theo hương thơm tỏa ra chung quanh. Quả thực đúng là đang khiêu khích Triệu Kình Thiên mà. Chỉ là Dương Mạn lúc này cũng không phải đang khiêu khích Triệu Kình Thiên, nhìn khuôn mặt như trăng tròn của Dương Mạn, đôi gò bồng đảo đầy đặn khiến cho những đệ tử chung quanh không ngừng chảy máu mũi. Mà Vương Lương bên người Dương Mạn lúc này nhìn thấy Dương Mạn trực tiếp vịn vào người Triệu Kình Thiên không khỏi thầm oán hận không ngớt. Hắn không dám làm gì với Dương Mạn, càng không dám làm gì với Triệu Kình Thiên. Vô Song sư muội, đã lâu không gặp, muội vẫn khỏe chứ? Triệu Kình Thiên trực tiếp không để ý tới Dương Mạn, mặt dày đi tới bên người Lục Vô Song rồi hỏi. Triệu Kình Thiên, Vô Song sư muội là của ta, ngươi cút ra cho ta. Nhưng vào lúc này, trong bầu trời có một đạo thân ảnh trong nháy mắt chạy xuống mang theo một cỗ kình phong sắc bén. Hai chân đáp xuống mặt đất khiến cho mặt đất xuất hiện vài vết nứt nhỏ. Mặt đất chung quanh khẽ run rẩy một chút, không ít đệ tử chung quanh khi nhìn thấy người này đều không khỏi kinh ngạc đồng thời cũng lập tức trở nên thoải mái. Người này có khí thế như vậy cũng không cảm thấy kỳ quái bởi vì hắn chính là Phách Đao Long Tam, là một trong những người theo đuổi Lục Vô Song. Phách Đao Long Tam, thân cao 1 thước 9. Thân thể cứng rắn như sắt thép tỏa ra khí phách tuyệt đối. Lúc này hắn đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Triệu Kình Thiên, khí thế như vậy cũng không thẹn danh xưng Phách Đao. Hừ, Long Tam ngươi nói sai rồi. Vô Song sư muội không phải là của Triệu Kình Thiên, cũng không phải là của ngươi. Ngay khi Phách Đao Long Tam vừa đáp xuống mặt đất thì một thanh âm lập tức truyền tới. Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, lúc này có một thân ảnh toàn thân trắng như tuyết đang đáp xuống mặt đất. Thân thể nhẹ như chiếc lá. Nhìn kỹ thì không khó phát hiện ra dưới chân hắn có một dòng xoáy vô hình đang nhanh chóng thành hình, trong nháy mắt xẹt qua khoảng cách chừng 100 mét, không ngưng tụ đôi cánh bằng chân khí mà lại giống như đang lăng không mà đến. Một màn này khiến cho toàn trường kinh hô, bởi vì đây là hiệu quả của thân pháp phù quang lược ảnh của Vân Dương Tông, vô cùng giống lăng không phi hành. Lăng Phong sư huynh! Lăng Phong sư huynh, ta yêu ngươi! Thấy một màn này có không ít nữ đệ tử điên cuồng la hét. Bởi vì người này không phải là ai khác mà là Phi Ưng Lăng Phong, là tình nhân trong mộng của hầu hết những đệ tử trong Vân Dương Tông. Cường giả thứ 7 trong Long Bảng, phong độ có, lại thêm anh tuấn bất phàm, thực lực cường hãn. Nam tử như vậy đủ để khiến cho nữ nhân điên cuồng. Dưới tiếng thét chói tai của nữ đệ tử và ánh mắt kinh dị của mọi người, Phi Ưng Lăng Phong chậm rãi rơi xuống đất, chân khí dưới chân được thu lại. Dòng xoáy lập tức biến mất. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, khí tức ba động ngay cả một hải bụi cũng không bị thổi lên, phiêu giật, tiêu sái khiến cho những nữ đệ tử ở đây càng thêm điên cuồng hét lên. Phi Ưng Lăng Phong này rơi xuống mặt đất, vẻ lạnh nhạt, anh tuấn này chỉ sợ là khiến cho những nam nhân khác ao ước đố kỵ. Khuôn mặt trơn nhẵn trắng bóng, tuấn mỹ tuyệt luân, ngũ quan như điêu khắc, tuấn mỹ dị thường. Đôi mắt đen láy thâm thúy, lông mi dày đặc, sống mũi cao, thân hình cân đối toát lên vẻ đường hoàng và yêu nhã, loại nam nhân này so với nữ nhân còn dễ nhìn hơn. Long Tam, Lăng Phong, các ngươi tránh ngay ra cho ta. Bằng không đừng trách ta không khách khí với các ngươi. Lúc này nhìn thấy hai đạo thân ảnh này, sắc mặt Triệu Kình Thiên trầm xuống rồi nói. Ha ha, không khách khí sao, Triệu Kình Thiên, ngươi muốn gây khó dễ cho ta sao? Người khác sợ ngươi còn ta thì không, hừ. Phi Ưng Lăng Phong lạnh nhạt hừ một tiếng, không để Triệu Kình Thiên vào trong mắt. Thứ 5 Long Bảng, thứ 7 Long Bảng cũng không kém nhau là bao. Triệu Kình Thiên, nếu như ngươi không phục vậy thì ta chơi đùa với ngươi một chút. Phách Đao Long Tam tràn ngập chiến ý nói. Ba cường giả trên Long Bảng lúc này đứng chung quanh Lục Vô Song, có thể nói ba người bọn họ chính là nhân vật tuyệt đối là Phong Vân trong Vân Dương Tông này, huống chi còn có Phi Ưng Lăng Phong. Là tình nhân trong mộng của đông đảo nữ đệ tử trong Vân Dương Tông, nhất thời trên người Lục Vô Song lúc này hấp dẫn vô số ánh mắt ước ao, đố kỵ. Ba cường giả Long Bảng không ngừng ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, chiến ý trong mắt bắn ra. Thế nhưng trước mặt nữ tử kia, ba người bọn họ cũng chỉ có thể nhìn xuống mà thôi. Trong góc xa xa,
thân ảnh tục tằn tràn đầy lực lượng của Khuất Đao Tuyệt đứng đó, còn có quỷ thủ Đỗ Tử Thuần khí tức âm trầm đang dùng ánh mắt nhìn về phía ba người bọn họ. Những đệ tử chung quanh này đều tự động thối lui, khí tức của ba người dường như sắp có một hồi đại chiến. Ba người này đều là người theo đuổi Lục Vô Song, lúc này ai cũng không chịu thua. Cảm nhận được khí tức trên người ba bọn họ, không ít đệ tử trong lòng mong chờ, nếu như ba cường giả trên long bảng này động thủ, cuối cùng ai sẽ là người thắng cuộc. Ngay khi ba người này đối chọi gay gắt thì có một khí tức xuất hiện, trong bầu trời lúc này có một đầu phi hành yêu thú khổng lồ nhanh chóng bay tới, trong nháy mắt có bốn đạo thân ảnh rơi vào giữa sân. Siêu! Bốn người hạ xuống, ánh mắt mọi người lúc này nhìn lại thì thấy trong bốn người tới thì có ba người chính là ba vị hộ pháp phụ trách địa long đỉnh. Lúc này trước người ba người bọn họ có một người mặc hắc bào khí tức cường hãn, quanh thân có một cỗ khí tức vô hình đang ba động. Sắc mặt chúng đệ tử lập tức kinh ngạc, người này chính là đại hộ pháp, trong tông từng có người suy đoán thực lực của vị đại hộ pháp này so với một ít trưởng lão còn mạnh hơn. Tham kiến đại hộ pháp, chư vị hộ pháp. Chúng đệ tử nhất thời cung kính hành lễ, mà lúc này ba người Tuyệt Kiếm Triệu Kình Thiên, Phách Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong cũng thu hồi khí thế của mình. Ở phía sau bọn họ, lúc này Lục Vô Song mới thở ra một hơi. Không nghĩ tới ngay cả đại hộ pháp cũng tới. Xem ra hôm nay địa long đỉnh này sẽ cực kỳ náo nhiệt nha. Không ít đệ tử nhỏ giọng nói. Lúc này bốn vị hộ pháp đang chậm rãi đi về phía giữa đài, ánh mắt bốn người quét qua chúng đệ tử chung quanh một lần. Mấy người sau khi lên trên thạch thai, bốn vị hộ pháp đứng thẳng, đại hộ pháp nói nhỏ một tiếng. Thanh âm cũng đủ để cho gần 3.000 đệ tử hiện tại nghe thấy. Hôm nay tổng cộng có 3 trận đấu. Những đệ tử nào có trận đấu thì nên chuẩn bị một chút. Trận đấu đầu tiên là La Chí, Trương Giai. Âm thanh của đại hộ pháp vừa dứt thì trong đám đông có một bóng người nhanh như thiểm điện, thân ảnh tạo thành một đường vòng cung trong không trung rồi rơi vào bên trong sân rộng. Đây là một nữ đệ tử, tuổi chừng 21, ngũ quan thanh tú, trên mặt có không ít mụn, mặc trang phục màu trắng. Vóc người đầy đặn, đặc biệt hai khối ngọc thỏ trước ngực khiến cho người ta cảm giác vô cùng sinh động. Siêu. Tiếp theo đó cũng có một thân ảnh trong nháy mắt bắn tới, một thanh niên mặc trường bào màu xanh, khí tức cường hãn, chân khí không ngừng tỏa ra chung quanh. Hai người đều đã lên đài, sau khi móc ra binh khí của mình đều nhìn chăm chú về phía đối thủ. Mọi ánh mắt của chúng đệ tử lúc này bắt đầu đổ dồn về phía hai người bọn họ. Hai người này một người bài danh thứ 39. Một người bành danh thứ 40 trên long bảng, không biết ai thắng ai thua đây. Hẳn là Trương Giai, có người nói gần đây nàng luôn tu luyện trong vũ linh ảo cảnh, tiến bộ không ít. Ngay khi chúng đệ tử còn đang bàn tán thì hai người trên đài đã bắt đầu di động, chân khí dưới chân chợt lóe lập tức bắn về phía đối phương. Trên đài nhất thời vang lên tiếng ầm ầm, kinh khí khuếch tán, hai người đều có thực lực vũ phách tứ trọng, cũng coi như là không kém. Hai người bắt đầu chiến đấu kịch liệt cũng khiến cho không ít đệ tử phía dưới trợn mắt, hai người đang kịch chiến này cũng là người nổi bật trên địa long đỉnh, những người ở đây có thể không đặt bọn họ vào trong mắt chỉ sợ không vượt quá 15 người. Đương nhiên, lúc này Triệu Kình Thiên, Phách Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong, ba người này cũng không đặt hai người bọn họ vào mắt. Trong mắt ba người hiện tại chỉ có Lục Vô Song bên người mà thôi. Cả ba người đều nhìn chăm chú vào nàng. Mà ở chung quanh lúc này có không ít nữ đệ tử vây chung quanh người Lăng Phong. Nhất thời, chung quanh Lục Vô Song lúc này tụ tập không ít đệ tử. Nhìn thấy một màn này Lục Vô Song cũng vô cùng bất đắc dĩ, mà đám người Thúy Ngọc, Độc Cô Băng Lan, Dương Diệu cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Lúc này ba đại cường giả Long Bảng đều truy cầu Lục Vô Song, các nàng chỉ có thể đứng xem náo nhiệt mà thôi. Chiến đấu kịch liệt trên đài không ngừng diễn ra. Phía xa, Khuất Đao Tuyệt và quỷ thủ Đỗ Tử Thuần lúc này đang nhắm mắt lại dưỡng thần, không nhìn về phía trên đài một chút nào. Đương nhiên, trận đấu này cũng khiến không ít đệ tử khác hưng phấn. Dù sao Trương Giai và La Chí này đều là những cường giả trẻ tuổi trong tông môn. Hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt cũng khiến cho không ít đệ tử học được chút gì đó. Sau khi giao thủ được hơn 20 phút, sau mấy trăm chiêu, Trương Giai thừa cơ La Chí sơ ý thi triển tuyệt chiêu đánh bại La Chí. Trương Giai thắng, tiếp tục bảo trì vị trí thứ 39 trên long bảng. Lúc này có một hộ pháp đứng lên tuyên bố. Trận thứ hai, Kim Đào đấu với Thượng Văn Kiệt. Âm thanh của vị hộ pháp này vừa dứt thì lập tức có hai đạo thân ảnh nhảy vào giữa đài. Hai thân ảnh này là hai người thanh niên tuổi chừng 24, khí tức cường hãn,
quanh thân có một cỗ khí thế vô hình. Kim Đào, bài danh thứ 34 Long Bảng và Thượng Văn Kiệt bài danh thứ 32. Trận này đoán chừng so với trận trước còn náo nhiệt hơn nha. Hai người này đều là vũ phách ngũ trọng, không biết ai thắng ai thua. Dưới tiếng nghị luận của không ít đệ tử, hai thanh niên trên đài đã bắt đầu giao chiến, tiếng ầm vang không ngừng truyền ra. Hai người đều bài danh trên Long Bảng so với Trương Giai và La Chí kia còn cao hơn một chút, giao thủ cũng kịch liệt hơn. Trong nháy mắt điên cuồng chiến đấu, thực lực của hai người này cũng khiến cho ngay cả đại hộ pháp cũng phải gật đầu. Trẻ tuổi mà đã có thực lực như vậy cũng coi như không kém. Gì, các ngươi có chú ý không? Hôm nay dường như không thấy Lục Lâm Thiên xuất hiện. Hình như vậy, vẫn chưa nhìn thấy hắn. Không phải hắn đã đồng ý ứng chiến rồi sao, chẳng lẽ là hắn sợ? Chẳng lẽ hắn không dám tới thật? Trận đấu thứ hai này bắt đầu được một lúc thì bắt đầu có người phát hiện ra nhân vật trọng yếu nhất ngày hôm nay không ngờ còn chưa lộ diện. Lúc này, trên một ngọn núi, có một thân ảnh màu xanh nhanh chóng di động, dưới lớp đá vụn trên đỉnh núi không ngờ cước bộ của hắn lại vô cùng nhẹ nhãn, chân khí cường hãn như thủy triều tuôn ra từ lòng bàn chân hắn, lập tức một đạo vòng xoáy từ dưới chân hắn được hình thành, gió khẽ thổi một cái khiến cho đất đá trên bề mặt ngọn núi dưới chân hắn bị thổi đi tứ tung. Giống như là vừa bị một cơn cuồng phong thổi qua vậy. Lục Lâm Thiên tu luyện quên hết thời gian, thân thể không ngừng di chuyển trên núi, quần áo quanh người phất phới trong những cơn gió. Có chút không thích hợp, vẫn còn kém một chút. Lục Lâm Thiên nhướng mày, thân thể nhanh chóng thay đổi phương hướng. Chân khí dưới thân chợt lóe, tức thì một đạo toàn phong tuôn ra. Siêu! Toàn phong xuất hiện, Lục Lâm Thiên trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lúc thân ảnh xuất hiện đã tới vị trí cách đó 5 thước, tốc độ như vậy giống như là thuấn di vậy. Chỉ là nhìn vẻ mặt của Lục Lâm Thiên dường như cũng chưa hài lòng cho lắm. Hai hàng lông mày nhíu lại, Lục Lâm Thiên lại tiếp tục ngưng tụ đám vòng xoáy dưới chân. Toàn thân trong nháy mắt không ngừng di chuyển dọc theo đỉnh núi, tốc độ càng lúc càng nhanh, tạo ra một chuỗi tàn ảnh ở phía sau lưng hắn. Vẫn còn kém một chút. Tốc độ như vậy cũng không khiến cho Lục Lâm Thiên thỏa mãn. Hắn lại tiếp tục luyện tập điên cuồng như vậy từ ngày hôm qua cho tới buổi sáng hôm nay đã liên tục 20 mấy canh giờ, Lục Lâm Thiên không ăn không uống tập luyện không ngừng nghỉ. Thực lực chủ nhân đều từ tu luyện liều mạng mà ra, thảo nào thực lực so với vũ giả đồng cấp mạnh hơn nhiều. Huyết Tích Dịch ngồi trên một tảng đá cao chót vót phe phẩy cái đuôi đỏ chót nói. Đúng vậy, trước đây lão đại tu luyện ngươi còn chưa được nhìn qua, đó mới gọi là khắc khổ. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Huyết Tích Dịch. Theo sự tu luyện không ngừng của Lục Lâm Thiên, vòng xoáy quanh thân thể càng lúc càng lớn, tốc độ càng ngày càng nhanh chóng, lúc này cước bộ đã tới tình trạng khiến người xem hoa cả mắt. Chân khí không ngừng di chuyển quanh thân thể, một cỗ lực lượng từ đó tràn ra, không khí chung quanh vang lên những tiếng nổ nho nhỏ. Thân thể Lục Lâm Thiên lúc này dưới một tốc độ quỷ dị liên tục tạo ra những tàn ảnh. Khi tốc độ Lục Lâm Thiên đạt tới cực hạn, quanh thân hắn, kể cả dưới chân hình thành một vòng xoáy màu vàng cuồng bạo, vòng xoáy cấp tốc xoay tròn khiến cho đất đá phía trên đỉnh núi lúc này khi bị vòng xoáy đảo qua trong nháy mắt bị văng lên không trung để lại từng khe nứt trên mặt đất. Phù! Khi vòng xoáy biến mất, thân thể Lục Lâm Thiên đột nhiên dừng lại, một cỗ kình phong bắn ra xa. Lông mày Lục Lâm Thiên nhíu lại, đối với tốc độ tu luyện của chính mình, hắn chưa được hài lòng cho lắm. Quả thực là khó tu luyện nha! Lục Lâm Thiên nói nhỏ, vũ khí huyền cấp sơ giai, độ khó so với hoàng cấp cao giai lớn hơn rất nhiều. Tuy rằng vừa mới tu luyện phù quang lược ảnh thế nhưng tốc độ lại nhanh hơn không ít. Nếu như tu luyện có chút thành tựu thì lúc thi triển phù quang lược ảnh sẽ không có chân khí ba động, cũng không tạo thành ồn ào lớn như vừa rồi. Vì vậy, bây giờ còn xa mới được tính là tu luyện phù quang lược ảnh có chút thành tựu. Sau khi nhướng mày, Lục Lâm Thiên cũng cười khổ một tiếng. Bản thân hắn mới tu luyện một ngày một đêm đã đạt được hiệu quả như vậy đã là không tồi rồi. Lão đại, lẽ nào ngươi quên này hôm nay còn có một trận chiến ở Địa Long đỉnh sao? Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Không xong, ta quên mất. Ngẩng đầu nhìn sắc trời sắc mặt Lục Lâm Thiên lập tức biến đổi, không nghĩ tới hắn đã tu luyện một ngày một đêm rồi. Tuyết sư, chúng ta nhanh tới Địa Long đỉnh. Lục Lâm Thiên lập tức nói. Giống. Thiên sĩ Tuyết sư gầm lên một tiếng, hai cánh dang rộng ra lập tức nhảy lên bầu trời. Siêu! Tiểu Long ngay lập tức đã đáp xuống vai Lục Lâm Thiên.
Lão đại đi ngược đãi người khác, nó tất nhiên muốn đi theo xem náo nhiệt. Chủ nhân, ta có thể đi cùng không? Huyết tích dịch nói, có người khiêu chiến chủ nhân, loại náo nhiệt bực này đương nhiên nó cũng muốn có mặt. Được rồi, cùng đi. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Đa tạ chủ nhân. Huyết tích dịch nhất thời vui vẻ nói, nó cũng lập tức nhảy lên vai Lục Lâm Thiên. Tuyết sư, chúng ta đi. Lục Lâm Thiên nhanh chóng nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết sư, hai cánh Thiên Sĩ Tuyết sư rung động, còn Lục Lâm Thiên lúc này đang tranh thủ ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết sư điều tức một chút, hy vọng là không chậm. Phanh! Trên địa long đỉnh, từng tiếng ầm vang không ngừng vang vọng. Phía dưới hai người trên đài lúc này bỗng nhiên va chạm với nhau, chân khí mạnh mẽ va chạm, bộc phá ra từng tiếng nổ vang trầm thấp. Bóng người phân ra, binh khí chạm vào nhau, thanh âm kim loại va chạm mang theo tia lửa không ngừng xuất hiện. Hai người trong sân lúc này cũng đã giao thủ được một lúc, một người là Kim Đào bài danh thứ 34 trên long bảng, một người là Thượng Văn Kiệt bài danh thứ 32, hai người này một người là vũ giả thổ hệ, một người là vũ giả thủy hệ, sau khi giao thủ được mấy chục phút đồng hồ thì thấy, trên cơ bản lực lượng hai người này cũng sàn sàn với nhau mà thôi. Chúng đệ tử chung quanh lúc này cũng thầm hô đã nghiền, loại chiến đấu này bình thường rất khó có thể chứng kiến. Cường giả bài danh top trên long bảng, cũng không phải là tháng nào cũng đấu. Nhưng mà loại giao chiến này đối với Phách Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong, Tuyệt Kiếm Triệu Kình Thiên mà nói cũng không đáng nhắc tới. Không có thực lực top 20 trên long bảng bọn họ trên cơ bản lười xem. Lúc này ánh mắt ba người bọn họ đều nhìn chăm chú vào thân ảnh của Lục Vô Song khiến nàng vô cùng bất đắc dĩ. Ngay cả đám người Độc Cô Băng Lan, Thúy Ngọc, Dương Diệu lúc này vô hình chung cũng bị ba người này vây quanh, ba cỗ khí tức không ngừng tỏa ra. Ba người này trong Vân Dương Tông cũng nổi danh là tình địch của nhau. Trên đài, lúc này ánh mắt vị đại hộ pháp kia không ngừng đảo qua đám đệ tử phía dưới, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Phanh phanh! Đại chiến trong sân càng lúc càng kịch liệt, lúc này đột nhiên xuất hiện biến cố. Ngay khi Thượng Văn Kiệt sơ ý một chút, thủ ấn trong tay Kim Đào lập tức biến hóa, chân khí đột nhiên bạo phát, trong giây lát phát ra công kích cực kỳ sắc bén, chân khí thổ hệ trong tay hắn bạo phát ra mang theo tiếng ầm vang như tiếng sấm. Trời ạ, Kim Đào ẩn tàng thực lực, hắn đã là vũ phách lục trọng rồi. Không nghĩ tới Kim Đào lại đột phá vũ phách lục trọng, thảo nào hắn lại khiêu chiến Thượng Văn Kiệt bài danh thứ 32. Lúc này, từ khí tức quanh thân của Kim Đào, đám đệ tử phía dưới kinh ngạc không ngớt, không ngờ Kim Đào này đã đột phá tới vũ phách lục trọng. Không ngờ lại tu luyện bí pháp có thể tăng thực lực trong một thời gian ngắn. Ngay khi chúng đệ tử đều tưởng Kim Đào đột phá lục trọng thì đại hộ pháp nhàn nhạt nói. Đương nhiên là hắn nhìn ra được, Kim Đào kia chỉ tu luyện một loại bí pháp trong Vân Dương Tông mà thôi, có thể đề cao thực lực trong thời gian ngắn, thế nhưng nó cũng có không ít tác dụng phụ. Vì vậy số lượng người tu luyện bí pháp trong Vân Dương Tông cũng không nhiều. Cường giả trong tông đều biết tác dụng phụ của nó, nếu như thi triển nhiều lần có thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới căn cơ. Vì vậy cho nên cũng không cổ vũ đệ tử tu luyện bí pháp. Biến cố trong sân cũng chỉ khiến cho ba người Phách Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong, Tuyệt Kiếm Triệu Kình Thiên nhìn qua một chút rồi lập tức quay đầu lại. Mà lúc này giữa sân dưới công kích liên miên trong nháy mắt của Kim Đào, cuối cùng có một đạo trưởng ấn bất ngờ đánh vào trên vai của Thượng Văn Kiệt. Phanh! Lực lượng cuồng bạo nhanh chóng đánh tới, lúc này sắc mặt Thượng Văn Kiệt tái nhợt, miệng phun ra một ngụm máu, thân thể nhanh chóng rút lui ra khỏi phạm vi của sợi chỉ màu đỏ. Hay! Không ít đệ tử đứng xem đều lớn tiếng trầm trồ khen ngợi Kim Đào. Thành công tấn cấp lên vị trí 32, đây là điều không hề dễ dàng gì. Mà lúc này ở ngoài sợi chỉ đỏ, khóe miệng Thượng Văn Kiệt không ngừng chảy máu, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ mà thôi. Kim Đào thắng, tấn cấp lên vị trí thứ 32. Thượng Văn Kiệt thất bại, bài danh thứ 34. Một hộ pháp lập tức tuyên bố. Trận thứ 3, đoạt mệnh thương Lý Đạt Giang đấu với Lục Lâm Thiên. Nhưng còn chưa thấy Lục Lâm Thiên, lẽ nào Lục Lâm Thiên sợ nên không tới. Trong tiếng nghị luận của mọi người lần thứ 2 truyền đến thanh âm của một vị hộ pháp. Trận đấu cuối cùng ngày hôm nay, Lý Đạt Giang bài danh 20 trên long bảng khiêu chiến Lục Lâm Thiên bài danh thứ 36. Lúc này cả địa long đỉnh lập tức yên lặng, đại bộ phận người hôm nay tới đây là vì trận đấu của hai người này mà tới. Lúc này rốt cuộc dưới sự mong chờ đã tới ngày đấu của hai người, không ít người có chút khẩn trương,
mặc dù là người đấu cũng không phải là bọn họ. Siêu! Ngay khi hộ pháp vừa nói xong, trong đám đệ tử vây chung quanh, chân khí dưới chân Lý Đạt Giang chợt lóe rồi hắn lập tức nhảy lên giữa không trung, đem một đạo trưởng ấn đánh về phía mặt đất, sau đó thân thể dựa theo lực lượng bắn về nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Động tác đẹp như vậy nhất thời khiến cho không ít đệ tử thầm hô một tiếng tốt. Người của top 20 trên Long Bảng trong Vân Dương Tông đều là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Nếu như nói người trên Long Bảng là những đệ tử thân truyền mạnh nhất trong Vân Dương Tông thì top 20 đệ tử trên Long Bảng này chính là cường giả trong cường giả, mỗi người đều có thực lực phi phàm, cũng có chỗ hơn người của riêng mình. Bằng không, top 20 Long Bảng này không có thực lực, không có bản lĩnh, thiên phú thì tuyệt đối không thể chen chân vào được. Lục Lâm Thiên đâu? Lý Đạt Giang lên sân khiến cho mọi người mới phát hiện ra diễn viên chính là Lục Lâm Thiên còn chưa thấy đâu. Nhất thời không ít người đều tìm kiếm thân ảnh của hắn ở bốn phía xung quanh. Lục Lâm Thiên chưa tới. Ngày hôm nay ta còn chưa nhìn thấy hắn nha. Mọi người sau khi tìm kiếm chung quanh không thấy thân ảnh của hắn đều bắt đầu nghị luận. Vô Song tỷ, sao Lâm Thiên còn chưa tới? Thúy Ngọc ghé vào tai Lục Vô Song nói nhỏ. Ta không biết. Mấy ngày rồi ta chưa gặp hắn. Lục Vô Song nói, hai hàng lông mi nhíu lại, nàng cũng không biết chuyện gì đã xảy ra cho nên trong lòng không khỏi lo lắng. Hừ, tên nhát gan này có lẽ đã sợ rồi, căn bản không dám tới đây. Lục Thiếu Hổ hừ lạnh một tiếng, đối với vị ca ca cùng cha khác mẹ này, quan hệ giữa bọn họ còn kịch liệt hơn so với cửu nhân với nhau. Cũng không ai biết được trong lòng Lục Thiếu Hổ ngay từ đầu đã khinh thường tên phế vật kia. Cái tên do một nha hoàn sinh ra kia làm sao có thể so sánh được với hắn. Ngày trước hắn luôn coi thường phế vật này, thế nhưng lúc kiểm tra thiên phú, danh tiếng của phế vật kia lại vượt qua hắn, toàn bộ mọi ánh mắt trong Lục gia đều nhìn về phế vật kia, ngay cả Độc Cô Băng Lan cũng có hảo cảm với phế vật này khiến cho hắn đố kỵ, hắn căm hận. Lúc phế vật kia rơi xuống vực sâu vạn trượng hắn cảm thấy hả giận, thế nhưng không nghĩ tới phế vật này lại không chết mà còn đi tới Vân Dương Tông. Tất cả danh tiếng lần thứ hai lại quy tụ vào người phế vật này càng khiến hắn ghen ghét. Lúc này hắn hận không thể nhìn thấy tận mắt tên phế vật kia chết trước mặt hắn. Lục Lâm Thiên có ở đây hay không? Nếu có thì mau lên đài. Trên đài, đại hộ pháp khẽ nói một tiếng, thanh âm dưới sự trợ giúp của chân khí truyền đến rõ ràng trong tai mỗi người ở đây. Thanh âm vừa chấm dứt, lúc này giữa sân yên tĩnh không có lấy một tiếng động, vẫn không có ai lên đài. Bốn vị hộ pháp nhướng mày, không ngờ người còn chưa tới. Mà khiến cho bốn vị hộ pháp có chút bực tức chính là nếu như đã đáp ứng nghênh chiến thì đương nhiên phải tới. Nếu không tới tự nhiên sẽ được coi là chịu thua, đến lúc đó bài danh trên Long Bảng sẽ tự động chuyển giao cho người thắng. Thế nhưng trận chiến này lại không đơn giản như vậy, bởi vì người khiêu chiến bài danh cao hơn nhiều so với người bị khiêu chiến, căn bản không có cách nào bỏ đi vị trí xếp hạng của người bị khiêu chiến. Hừ. Trên đài Lý Đạt Giang lạnh lùng hừ một tiếng, hắn thực không ngờ bản thân mình lại bị tiểu tử kia đùa giỡn. Đối phương căn bản không có ý tứ ứng chiến. Vốn hắn định hôm nay giáo huấn tên tiểu tử kia một chút, thế nhưng không ngờ đối phương lại không tới, kế hoạch của hắn cũng thất bại. Ai, xem ra hôm nay cũng không có kịch hay để xem rồi. Lục Lâm Thiên hẳn là sợ Lý Đạt Giang trả thù cho nên không dám tới. Đổi lại là ta cũng không đến nha. Vũ phách nhất trọng lại bị vũ phách thất trọng khiêu chiến đây thuần túy là tìm chết, biết chắc sẽ thua tại sao phải tới. Giống. Ngay khi mọi người đang thở dài thì từ phía xa truyền đến một tiếng thú giống, tức thì, mấy nghìn ánh mắt lập tức nhìn lên trên không trung. Lúc này, ánh mắt của bốn vị hộ pháp cũng hướng về phía tiếng thú giống truyền ra. Trên không trung lúc này có một đầu yêu thú màu trắng thân thể khổng lồ đang nhanh chóng bay tới. Là Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên đến. Là hắn, không nghĩ tới hắn lại dám đến. Trong lúc mọi người đang nghị luận thì thân ảnh trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư đã xuất hiện trước mặt mọi người, trên khuôn mặt kiên nghị mang theo chút tiêu ý. Bù! Hai cánh Thiên Sĩ Tuyết Sư rung lên tạo ra một cơn gió lớn trên bầu trời. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư lúc này có một người thanh niên áo xanh đột nhiên nhảy xuống, thân thể từ từ hạ xuống, quanh thân vô hình chung có một cỗ khí lưu, sau khi hạ xuống mặt đất cũng không khiến cho bụi mù bay lên. Phì. Trên vai người thanh niên này, hai bên trái phải có hai con rắn nhỏ, một con màu vàng, một con thân thể đỏ như máu, đang không ngừng thè lưỡi phun ra nuốt vào. Nghe nói hai đầu yêu thú kia đều rất mạnh, huyết tích dịch kia còn là yêu thú tứ giai.
Nhìn thấy thân ảnh màu xanh này, trong chúng đệ tử lập tức có vài người hiểu biết thầm nói chuyện. Lúc này, hai người chiến đao khuất đao tuyệt, quỷ thủ Đỗ Tử Thuần vốn vẫn nhắm mắt dưỡng thần lúc này đột nhiên mở mắt, bốn con mắt không hẹn mà gặp cùng đảo qua người Lục Lâm Thiên. Vô song! Lúc này Lục Lâm Thiên cũng đã nhìn thấy một nữ tử tuyệt mỹ trang nhã trong đám người. Lục Lâm Thiên, ngươi lên đài đi. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên, vị hộ pháp từng đi tìm hắn mấy lần lúc này mới mở miệng nói. Bốn vị hộ pháp nhìn thấy Lục Lâm Thiên đến cũng thở dài một hơi, thế nhưng lại lập tức nhíu mày. Kết quả của trận chiến này bọn họ cũng đã đoán ra được. Chỉ là bốn người bọn họ cũng ngửi ra âm mưu trong trận chiến này. Đoạt mệnh thương Lý Giang Đạt khiêu chiến Lục Lâm Thiên, bất kỳ ai cũng có thể biết được dụng tâm của hắn. Hôm nay trên địa Long Đỉnh này không thể nghi ngờ sẽ có một trận chiến kịch liệt xảy ra. Thậm chí là chết người cũng không có gì là kỳ quái. Nếu như xảy ra chuyện này, mấy người bọn họ thân là hộ pháp cũng gặp một chút phiền phức. Lục Lâm Thiên vốn muốn đi tới nói với Lục Vô Song mấy câu, thế nhưng nghe thấy hộ pháp thúc giục cho nên cũng chỉ có thể dừng bước ở phía xa. Tiểu Long, huyết tích dịch tự động nhảy lên bầu trời, rơi vào lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư. Siêu! Chân khí dưới chân chợt lóe, một đoàn hoàng quang xuất hiện, Lục Lâm Thiên dựa thế nhảy dựng lên, thân thể xẹt qua không trung giống như một cây lục bình trôi nổi. Sau khi rơi xuống đài, khí tức ổn định, khoan thai bình tĩnh khiến cho ngay cả bốn vị hộ pháp cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Ngay khi Lục Lâm Thiên đáp xuống đài, hầu như trong nháy mắt mọi ánh mắt đều nhìn lên đài. Bao gồm cả Tuyệt Kiếm Triệu Kình Thiên, Phách Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong, còn có Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Quỷ Thủ Đỗ Tử Thuần. Đám người Lục Vô Song, Độc Cô Băng Lan, Thúy Ngọc, Dương Diệu, Dương Mạn, Vương Lương cũng không ngoại lệ. Trong mắt Lục Thiếu Hổ xuất hiện sát ý, ánh mắt nhìn kỹ người thanh niên áo xanh kia toát ra sự ghen ghét. Ngươi chính là Lục Lâm Thiên sao? Tiểu tử, ta còn nghĩ ngươi không dám tới đây. Nhìn vào Lục Lâm Thiên trước mặt, ánh mắt Lý Đạt Giang bắn ra hàn ý không thèm che giấu. Lục Lâm Thiên đánh giá thân ảnh trước mặt, vóc dáng không cao, thân thể gầy gò, thế nhưng khí tức của hắn lại khiến cho người khác không dám khinh thường. Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng cười nói. Tại sao lại không đến chứ? Thứ bản công tử thích nhất chính là đánh chó. Ngươi nói cái gì? Lý Đạt Giang nhất thời tức giận rồi hừ lạnh một tiếng. Chân khí quanh thân tràn ra, lấy hắn làm trung tâm, không khí chung quanh tức thì ba động. Không hiểu sao, thứ bản công tử thích nhất chính là đánh chó. Chó được đưa tới trước mặt, bản công tử sao có thể bỏ qua được? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Khặc khặc. Lý Đạt Giang thu hồi sự tức giận của mình, nở nụ cười âm tàn. Khí tức quanh thân thể nhanh chóng tăng lên, một cỗ khí tức vô hình xuất hiện. Vũ phách thất trọng, vũ giả song hệ, không biết mình phải xuất ra mấy thành thực lực. Lục Lâm Thiên thầm nói một câu, khí tức quanh người cũng nhanh chóng được tăng lên, trong khoảnh khắc, trên đài lúc này là cuộc thi về khí tức giữa hai người. Cẩn thận, tự cao tự đại như vậy, để cứ như thế sớm muộn gì cũng chịu thiệt. Trong lòng Lục Vô Song cũng lo lắng không ngớt, đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn về phía trước, nửa khắc cũng không rời đi. Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, mục đích hôm nay của ta chính là phế ngươi. Ngươi cũng đừng hỏng ảo tưởng đối với Hồng Lăng sư muội. Lý Đạt Giang lạnh nhạt nói một tiếng. Hồng Lăng sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày, không nghĩ tới nhà đầu Hồng Lăng kia lại cấp cho hắn phiền phức như vậy. Lý Đạt Giang trước mắt này nhất định cũng là một trong những người truy cầu Hồng Lăng. Đợi xem, ta cũng phế ngươi. Lục Lâm Thiên nhàn nhạt nói. Để cho ta xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thực lực mà dám kiêu ngạo như vậy. Hai người cũng không nói lời dư thừa nữa. Ngay sau đó Lý Đạt Giang đã động, chân khí dưới chân chấp động, không ngừng vận chuyển trong cơ thể, thủ ấn trong tay biến đổi. Đồng thời một đạo trưởng ấn nóng rực ầm ầm đánh về phía trước. Đạo trưởng ấn nóng rực này, dường như là kêu gọi lực lượng trong thiên địa. Thân ảnh Lý Đạt Giang nhanh chóng đánh về phía Lục Lâm Thiên. Trưởng ấn mang theo hỏa diễm nhanh chóng bành trước, hỏa diễm chồng vào cùng một chỗ tạo nên khí thế cuồng bạo, ầm ầm đánh tới. Hai hàng lông mày Lục Lâm Thiên nhíu lại, một kích của vũ phách thất trọng hắn cũng không dám sơ ý. Hơn nữa đây lại là một kích của vũ giả song hệ có tu vi vũ phách thất trọng lại càng kinh khủng. Trưởng ấn kinh khủng như vậy trong nháy mắt đánh về phía trước mặt Lục Lâm Thiên tạo ra một mảnh hỏa diễm cuồng bạo. Trực tiếp bao phủ Lục Lâm Thiên ở bên trong. Tiếng gió thổi như rít gào, kinh khí cuồng bạo quét ngang bốn phía. Cẩn thận! Một kích này,
Lục Vô Song trong đám người không khỏi hét lên một tiếng. Tốc độ không tồi. Nhưng vào lúc này Phi Ưng Lăng Phong trong đám người nhíu mày, lạnh nhạt nói. Bất quá chỉ như vậy mà thôi. Mắt thấy một đạo trưởng ấn của mình bao phủ đối phương, Lý Đạt Giang cường lạnh một tiếng nói. Thật không, tốc độ của ngươi dường như hơi chậm một chút. Lục Lâm Thiên nhàn nhạt nói một câu, thanh âm vừa dứt thì thân ảnh đã tới phía sau Lý Đạt Giang, đồng thời còn có năm đạo hỏa diễm chỉ ấn đánh về phía lưng Lý Đạt Giang. Siêu siêu siêu, năm đạo chỉ ấn mang theo lực lượng bạo ngược, tiếng gió rít gào khiến cho màng nhĩ người nghe đau đớn được đánh tới. Phá! Sắc mặt Lý Đạt Giang tức thì trầm xuống, thân thể nhanh chóng thối lui. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương màu vàng, quanh thân trường thương có đồ án hoa văn vô cùng phức tạp, mũi thương bén nhọn toát ra từng đợt hàn mang. Năm đạo chỉ ấn phá không mà tới, Lý Đạt Giang đâm trường thương trong tay về phía trước. Một cỗ chân khí cường hãn bạo phát, trên mũi thương xuất hiện mấy đạo quang điểm hình vòng cung không ngừng chồng vào cùng một chỗ, trong chớp mắt bắn về phía năm đạo chỉ ấn của Lục Lâm Thiên. Phanh! Mũi thương và chỉ ấn trong nháy mắt va chạm với nhau. Trong khoảnh khắc lực lượng va chạm, từng tiếng bạo liệt vang lên. Siêu! Không dừng lại ở đó, khi kình khí còn chưa tan hết, thân ảnh của Lý Đạt Giang như quỷ mị đột nhiên tạo thành một chuỗi tàn ảnh, trường thương trong tay mang theo lực lượng cường hãn bắn ra một cỗ quang mang như hóa thành thực chất, khí tức đột nhiên bành trướng, đồng thời một loại kình khí vô hình trực tiếp bao phủ mỗi một tấc trong không gian. Trong không gian, không khí bắt đầu rung động. Thân ảnh còn chưa tới, kình khí đã dẫn đầu đã đến. Mũi thương giống như lưu quang phá không mà đánh tới tạo ra âm thanh rít gào, tiếng gió thổi sắc bén. Phá sơn thương. Lý Đạt Giang quát lên một tiếng, quang mang trên mũi thương trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo thương mang xé rách không gian hung hăng bắn về phía trước, khí tức cuồng bạo làm chấn động không gian chung quanh. Lục Lâm Thiên nhanh chóng thối lui, sắc mặt hiện lên một tia lành lạnh. Thủ ấn trong tay biến hóa, một cỗ năng lượng thổ hệ trong nháy mắt ngưng tụ. Đại địa cương thuẫn. Lục Lâm Thiên quát lên một tiếng, tay hắn vung lên trước người lập tức xuất hiện một chiếc hộ thuẫn màu nâu. Siêu! Thương mang sắc bén trong chớp mắt đánh xuống va chạm với đại địa cương thuẫn. Thế nhưng đạo thương mang này sau khi đánh vào bề mặt đại địa cương thuẫn thì không thể tiến vào thêm nửa tấc. Phá! Lý Giang Đạt quát lên một tiếng, thủ ấn biến đổi. Đồng thời đạo thương mang kia hung hăng đánh tới. Chân khí quanh thương mang lúc này bạo phát mang theo khí thế phô thiên cái địa, lực lượng cuồng bạo hung hăng đánh về phía đại địa cương thuẫn do Lục Lâm Thiên ngưng tụ ra. Phanh! Trong năng lượng cuồng bạo, bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được, mũi thương của Lý Đạt Giang nhanh chóng vỡ tan ra, cuối cùng chỉ còn thân thương hung hăng cắm vào trên bề mặt đại cương thuẫn. Chân khí cuồng bạo đột nhiên chút xuống, trong mắt Lý Đạt Giang xuất hiện một đạo hàn ý, cánh tay run lên, lực lượng cuồng bạo tiến vào trong thân thương. Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, một cỗ lực chút xuống khiến cho khí huyết trong cơ thể hắn tức thì sôi trào. Đại địa cương thuẫn to lớn lập tức bị nghiền nát, vỡ tan trước thân thương của Lý Đạt Giang rồi hóa thành một cỗ năng lượng thổ hệ cuồng bạo tán loạn trong hư không. Lúc kình khí cuồng bạo khuếch tán cũng là lúc giữa không trung vang lên âm thanh nổ vang. Thân ảnh hai người lúc này đều đứng ở giữa sân, quanh thân Lục Lâm Thiên lúc này được bao bọc bởi hộ thân cương khí màu vàng. Trước người Lý Đạt Giang cũng có một vòng hộ thân cương khí, khí tức vô cùng sắc bén. Thực lực Lý Đạt Giang quá mạnh, không hổ là cường giả bài danh thứ 20 trên Long Bảng. Lục Lâm Thiên kia cũng có chút bản lĩnh, không ngờ có thể chống lại Lý Đạt Giang. Mọi người không ngừng nghị luận khiến cho Lục Vô Song lúc này đứng trong đám người không khỏi thở ra một hơi, thế nhưng trên khuôn mặt của nàng vẫn còn có chút lo lắng. Vẻ mặt hai người Triệu Kình Thiên, Lục Thiếu Hổ bắn ra hàn ý. Vũ phách nhị trọng, lúc này mới trôi qua vài ngày tiểu tử này đã là vũ phách nhị trọng rồi. Trên cao, sắc mặt Bạch Mi hơi đổi. Vũ giả song hệ quả nhiên so với vũ giả đơn hệ mạnh hơn rất nhiều, rất khó đối phó. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, thực lực của Lý Đạt Giang này trong tưởng tượng của hắn còn lớn hơn một chút, vô cùng khó đối phó. Vũ giả song hệ hỏa thổ so với vũ giả đơn hệ thì thực lực mạnh hơn phân nửa. Mà vũ giả song hệ có hai khỏa vũ đan. Chỉ tính riêng trên phương diện chân khí cũng mạnh hơn vũ giả đơn hệ phân nửa. Vũ giả song hệ vũ phách thất trọng, cần phải tăng thêm chút lực. Trong mắt Lục Lâm Thiên lúc này đột nhiên xuất hiện hàn ý. Có chút bản lĩnh, chỉ tiếc còn chưa đủ. Hiện tại ta sẽ cho ngươi biết thực lực của top 20 Long Bảng.
Sắc mặt Lý Đạt Giang trầm xuống, trường thương rung lên, mặt đất chung quanh mũi thương lúc này bắt đầu xuất hiện từng cái khe. Trường thương khẽ động, một cỗ khí tức nóng bỏng kinh người bắn ra. Trên trường thương màu vàng kia, trong nháy mắt xuất hiện quang mang màu đỏ, từng đạo thương mang bộc phát ra năng lượng nóng bỏng vô cùng kinh khủng. Hỏa vân thương, Lý Đạt Giang này không ngờ lại thi triển hỏa vân thương. Hỏa vân thương chính là vũ khí hoàng cấp cao giai, không ngờ Lý Đạt Giang đã tu luyện được tới tình trạng như thế này rồi. Siêu! Trong đoàn người, chiến đao khuất đao tuyệt, quỷ thủ Đỗ Tử Thuần, lúc này ánh mắt khẽ đổi. Muốn xuất toàn lực sao? Lục Lâm Thiên nhướng mày, vô hình trung sát khí trên người hắn bắt đầu tràn ra, vậy thì nên kết thúc sớm chuyện này thôi. Ngay trong chớp mắt này, trường thương trong tay Lý Đạt Giang từ chậm rãi tới nhanh chóng, từng đạo thương mang xuất hiện lưu lại một đạo tàn ảnh nóng bỏng trên không trung. Đại hộ pháp, Lý Đạt Giang thi triển hỏa vân thương tới mức này ngay cả vũ phách bát trọng cũng khó có thể chống lại, chúng ta có. Trên cao, một hộ pháp nhướng mày nói với lão giả mặc hắc bào. Không biết tại sao ta lại có chút lo lắng cho Lý Đạt Giang, các ngươi cảm giác khí tức trên người tiểu tử Lục Lâm Thiên mà xem. Đại hộ pháp nói. Ba vị hộ pháp ngưng thần nhìn kỹ về phía thân ảnh của Lục Lâm Thiên ở giữa sân, trong nháy mắt cả ba vị hộ pháp đều biến sắc nói. Sát khí thật đáng sợ. Thảo nào tông chủ từng nói khí thế của hắn bức người, nếu như người này có thể để cho Vân Lăng tông ta sử dụng, 20 năm sau Vân Dương tông ta sẽ xuất hiện một cường giả. Đại hộ pháp nói, không phải Lục Lâm Thiên hiện tại là đệ tử của Vân Dương Tông chúng ta hay sao? Ba vị hộ pháp đều vô cùng nghi hoặc hỏi. Đại hộ pháp mỉm cười không nói gì, mà dùng toàn bộ tinh thần của hắn nhìn về phía giữa sân. Lạnh nhạt nhìn chăm chú vào Lý Đạt Giang thi triển vũ kỹ, Lục Lâm Thiên không cần dùng tâm thần cảm thì cũng có thể biết được lực lượng kinh khủng trong từng đạo thương mang kia. Lúc này, chân khí trong cơ thể Lục Lâm Thiên đã sớm được vận chuyển. Vị trí 20 trên long bảng, ta đến thử xem thực lực tới đâu. Lục Lâm Thiên vừa nói xong, chân khí dưới chân chợt lóe, thân ảnh lao thẳng về phía trước, tạo thành một chuỗi âm thanh bạo liệt. Lục Lâm Thiên sao có thể để cho đối phương có thời gian ngưng tụ vũ kỹ cơ chứ? Thân ảnh hắn nhanh như thiểm điện bắn về phía Lý Đại Giang. Quang mang trên thanh linh khải giáp sáng rực, trong tay hắn lúc này có thể mơ hồ thấy một đám phong nhận, thế nhưng lúc này căn bản không có ai có thể nhìn thấy được. Nhìn vào Lục Lâm Thiên đang phóng tới, Lý Đạt Giang nhíu mày, trường thương trong tay không ngừng di động, chân khí dưới chân chợt lóe, chân khẽ dậm một cái thân thể nhảy về phía sau. Phong quyển tàn vân. Cũng vào lúc này, trên người Lục Lâm Thiên có một cỗ chân khí phô thiên cái địa bộc phát ra. Năng lượng phong hệ chung quanh không gian lập tức hội tụ đến, trong không gian có một vòng xoáy cuồng bạo không ngừng xoay tròn. Vòng xoáy này giống như một cơn lốc. Cơn lốc xuất hiện làm cho mặt đất xuất hiện những vết nứt kéo dài. Cơn cuồng phong được ngưng tụ tới cực hạn, cuồng phong gào thét trong nháy mắt bắn về phía Lý Đạt Giang. Không nghĩ tới Lục Lâm Thiên lại tu luyện phong quyển tàn vân nhanh như vậy, lại còn tạo thành uy lực kinh khủng nha. Ta tu luyện 3 năm rồi cũng chưa đạt phân nửa uy lực của hắn. Uy lực không kém, thế nhưng chỉ sợ khó có thể chống lại hỏa vân thương của Lý Đạt Giang. Nhưng vào lúc này, trên không trung truyền đến một tiếng quát sắc lạnh. Hỏa vân thương. Âm thanh vừa dứt, lúc này Lý Đạt Giang cũng đã ngưng tụ thành công hỏa vân thương, tay đẩy ra. Trong khoảnh khắc, một cỗ lực lượng khổng lồ bắn về phía trước, mà lúc này trường thương trong tay Lý Đạt Giang xuất ra vô số thương mang, lúc này đã ngưng tụ ra một đám thương mang cực lớn chừng hơn 1.000 thước. Kinh khí nóng bỏng không ngừng tỏa ra chung quanh, giống như một đám mây lửa vô cùng kinh khủng. Chân khí dưới chân chớp động. Hàn ý trong mắt Lý Đạt Giang bắn ra, thân thể tiến lên một chút, tay khẽ đẩy về phía trước đem thương mang chằng chịt trên bầu trời trong nháy mắt đánh về phía Lục Lâm Thiên. Đám thương mang khổng lồ như đám mây này cắt qua không gian, khí tức cuồng bạo tỏa ra chung quanh khiến cho không gian dường như bị gấp khúc. Trong đám mây lúc này có vô số đạo thương mang không ngừng lóe lên, xé tan không gian chung quanh, nhiệt độ trong quảng trường lúc này không ngừng tăng cao. Thực lực thật mạnh mẽ. Lúc này trong lòng mọi người đều không khỏi lo lắng cho Lục Lâm Thiên, ai cũng có thể nhìn ra được, phong quyển tàn vân và hỏa vân thương tuy rằng đều là vũ khí hoàng cấp cao giai thế nhưng uy lực hỏa vân thương của Lý Đạt Giang so với phong quyển tàn vân của Lục Lâm Thiên mạnh hơn không phải là ít. Đây là sự khác biệt giữa trình tự tu vi, thực lực, tu vi cao hơn khi thi triển cùng một loại vũ khí, uy lực đương nhiên cũng mạnh hơn nhiều. Cẩn thận!
Lục Vô Song lúc này không khỏi lo lắng, trong lòng không khỏi thầm nhắc Lục Lâm Thiên một tiếng. Chỉ có hai người Lục Thiếu Hổ, Triệu Kình Thiên lúc này khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Trong những ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai đạo lực lượng khổng lồ va chạm với nhau. Lực lượng cuồng bạo va chạm tạo ra âm thanh bạo liệt, dưới kình khí kinh khủng, giữa sân lúc này vang lên tiếng nổ kinh thiên. Đùng, đùng, tiếng nổ kinh thiên vang lên, kình khí tăng vọt, cỗ năng lượng khổng lồ đột nhiên bạo phát khiến cho gần 3.000 đệ tử ở chung quanh lúc này ngạc nhiên không ngớt. Tiếng nổ vang lên tức thì tạo ra quang mang chói mắt khiến cho mọi người không dám nhìn thẳng. Coi như là một ít đệ chút thực lực vào lúc cuối cùng cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy dưới đám hỏa vân khổng lồ kia phong quyển tàn vân của Lục Lâm Thiên chỉ chống lại trong chốc lát rồi lập tức tan rã. Trong nháy mắt này, dưới kình khí cuồng bạo, sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, thủ ấn nhanh chóng đánh ra, đại địa cương thuẫn nhanh chóng được bố trí trước người. Trong quảng trường, dưới sự bao phủ của kình khí cuồng bạo, mặt đất bắt đầu nứt nẻ, vô số khe nứt trong kình khí cuồng bạo bắt đầu kéo dài ra. Đá vụn bị cuốn lên cao. Trong không gian lúc này đầy dẫy kình khí cuồng bạo mà nóng bỏng. Uy lực khủng bố như vậy khiến cho chúng đệ tử dưới đài không khỏi hít sâu một hơi. Trong kình khí kinh khủng như vậy, thân ảnh Lý Đạt Giang lúc này xuất hiện trước mặt mọi người, sắc mặt hắn tái nhợt, dường như sau khi ngưng tụ ra một kích này khiến cho hắn tiêu hao gần hết. Để phế bỏ Lục Lâm Thiên hắn đã thi triển ra toàn lực, tuyệt đối không cho đối phương cơ hội. Lục Lâm Thiên thảm rồi. Lý Đạt Giang chính là cường giả bài danh thứ 20 trên Long Bảng A. Lục Lâm Thiên trung quy vẫn kém hắn không ít, làm sao có thể chống lại được Lý Đạt Giang, đây chính là sự khác biệt của thực lực. Thực lực của Lục Lâm Thiên quả thực không tồi, thế nhưng lại quá kiêu ngạo, ứng chiến Lý Đạt Giang, đây chính là giáo huấn cho sự càn rỡ của hắn. Giờ phút này, mọi người đều khẽ thở dài, trong kình khí cuồng bạo mà nóng bỏng kia, hậu quả của Lục Lâm Thiên không cần đoán cũng biết. Chỉ sợ không chết cũng bị thương nặng. Trên cao, vẻ mặt của bốn vị hộ pháp cũng trầm xuống, ánh mắt khẩn trương nhìn vào phía bên trong đám kình khí cuồng bạo, nóng bỏng kia. Dường như lúc này đang có một đạo thân ảnh đang di động. Kình khí cuồng bạo bắt đầu chậm rãi tán đi, lúc này hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Lục Lâm Thiên đã thất bại, bại rất triệt để, hầu như không có khả năng chống lại một kích toàn lực của Lý Đạt Giang. Một kích này, có lẽ ngay cả Vũ Phách Bát Trọng cũng không tiếp được. Sắc mặt của Lục Vô Song cũng tái nhợt, đôi mắt chăm chú nhìn vào phía trong kình khí cuồng bạo, thân thể run rẩy lảo đảo lui về phía sau. Chỉ là, ngay khi kình khí cuồng bạo tán đi, một đạo quang mang màu vàng hiện ra, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, trên khuôn mặt kiên nghị kia xuất hiện nụ cười. Trời ạ, hắn không có việc gì, Lục Lâm Thiên không ngờ lại không có việc gì. Trên người hắn chính là vũ khí phòng ngự. Vũ khí phòng ngự này không ngờ lại kinh khủng như vậy. Chẳng lẽ là vũ khí phòng ngự huyền cấp? Nhìn thấy thân ảnh này xuất hiện mọi người không khỏi hít sâu một hơi, dưới kình khí cuồng bạo cuốn đi tất cả kia, Lục Lâm Thiên không ngờ lại không bị làm sao, nếu như đổi lại là bọn họ ở bên trong, hậu quả không cần nói cũng biết. Lục Lâm Thiên xuất hiện, quanh thân dưới sự bao phủ của lân phiến, chân khí run lên, những kình khí còn sót lại trên lân phiến tức thì bị đánh cho biến mất. Tuy rằng hiện tại khí huyết trong cơ thể Lục Lâm Thiên đang nhộn nhạo, thế nhưng kình khí vừa rồi cũng không tạo thành thương tổn thực chất cho hắn. Sau khi đột phá tới vũ phách nhị trọng, lực phòng ngự của thanh linh khải giáp càng kinh khủng hơn. Hơn nữa sau khi thôi động đại địa cương thuẫn, còn có thân thể cường hãn, ba tầng phòng ngự cường hãn, đúng như trong dự đoán của Lục Lâm Thiên, hắn chỉ có tu vi vũ phách nhị trọng, ba tầng phòng ngự hợp nhất cũng đủ chống lại vũ phách thất trọng, coi như là vũ phách bát trọng cũng không cần quá để ý. Hắn không bị làm sao. Giờ phút này, nhìn thấy thân ảnh của Lục Lâm Thiên, Lý Đạt Giang, Triệu Kình Thiên, Lục Thiếu Hổ tức thì kinh ngạc. Trong đám người, ánh mắt chiến đao khuất đao tuyệt tràn ngập chiến ý. Vị trí 20 trên Long Bảng, vũ phách thất trọng, hóa ra cũng chỉ có thế mà thôi. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn về phía Lý Đạt Giang trước mặt, hai vòng xoáy dưới chân hiện ra, âm thanh vừa chấm dứt. Thân ảnh của hắn đã biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh tới mức vô cùng kinh khủng. Phù quang lược ảnh. Phi ưng lăng phong biến sắc nói. Tiểu tử này không ngờ lại tu luyện phù quang lược ảnh. Trên cao, sắc mặt đại hộ pháp tức thì kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết sự khó khăn khi tu luyện phù quang lược ảnh, ngay cả trưởng lão trong tông cũng không phải mỗi người đều có thể tu luyện thành công vũ kỹ này. Tuy rằng phù quang lược ảnh chỉ có cấp bậc huyền cấp sơ giai mà thôi,
thế nhưng nó lại cực kỳ đặc biệt, cho nên rất khó tu luyện. Đây hình như là vũ kỹ thân pháp phù quang lược ảnh, không ngờ Lục Lâm Thiên lại tu luyện thành phù quang lược ảnh. Trời, không ngờ hắn lại giống như Phi Ưng Lăng Phong, tu luyện thành công phù quang lược ảnh. Trong lúc mọi người còn đang kinh hãi, thân ảnh của Lục Lâm Thiên như thuấn di xuất hiện trước mặt Lý Đạt Giang, tốc độ nhanh tới mức Lý Đạt Giang còn chưa kịp phản ứng. Bây giờ tới phiên ta, vị trí 20 trên long bảng cũng chỉ có vậy mà thôi. Thanh âm vừa dứt, sát khí bạo phát khiến cho nhiệt độ chung quanh đột nhiên giảm xuống, khiến cho đám đệ tử chung quanh lúc này không nhịn được mà dùng mình. Là phù quang lược ảnh. Trên mặt Lý Đạt Giang xuất hiện vẻ ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía thân ảnh màu xanh đột nhiên xuất hiện trước mặt mà thấy lạnh cả người. Nhìn vào khuôn mặt tràn ngập sát khí của Lục Lâm Thiên, lúc này Lý Đạt Giang không có một chút do dự nào, thân thể nhanh chóng thối lui, đồng thời chuẩn bị ngưng tụ công kích, thế nhưng tất cả đã muộn rồi. Thiên cương liệt thủ ấn. Một âm thanh trầm thấp vang lên, nhất thời có một cỗ lực lượng thổ hệ phô thiên cái địa xuất hiện khiến cho chu vi không trung lúc này tràn ngập lực lượng cuồng bạo, trong không gian lúc này nhanh chóng xuất hiện một đạo trưởng ấn màu nâu. Tay phải Lục Lâm Thiên đánh ra, lúc này trưởng ấn trên không trung trong nháy mắt hóa thành mấy đạo trưởng ấn mờ ảo, từng đạo tàn ảnh hiện lên. Mà trong tay trái hắn, lúc này trong lòng bàn tay có một hỏa cầu trong nháy mắt ngưng tụ, đồng thời được đánh ra, một tiếng quát vang vọng. Hỏa viêm bạo. Tay hắn đẩy ra, hỏa cầu xoay tròn không ngừng bành trướng, nhiệt độ chung quanh lúc này không ngừng tăng lên, một uy áp nóng bỏng, kinh khủng, bài sơn hải đảo nhanh chóng khuếch tán. Nhiệt độ không gian không ngừng tăng lên, khí tức cường hãn xuất hiện, trực tiếp bao phủ không gian chung quanh. Vũ khí hoàng cấp cao giai hỏa viêm bạo, còn có vũ khí hoàng cấp cao giai thổ hệ. Trời, không ngờ hắn lại có thể đồng thời thi triển hai loại vũ khí công kích thuộc tính khác nhau, điều này sao có thế? Chúng đệ tử phía dưới hoảng hốt, lúc này trên địa long đỉnh cũng có vài vũ giả song hệ, bọn họ đương nhiên biết vũ khí hai hệ căn bản không thể đồng thời thi triển ra. Mà trước mặt bọn họ lúc này Lục Lâm Thiên không ngờ lại làm được điều này vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Cũng trong nháy mắt này, không gian dưới hai loại lực lượng cuồng bạo bao phủ không thể nghi ngờ giống như hai người liên thủ tạo ra một kích hoàn mỹ, lực lượng cường hãn, vô cùng kinh khủng. Cuối cùng dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả đệ tử Vân Dương Tông có mặt, hai cỗ kình khí này bắn về phía Lý Đạt Giang. Một tiếng nổ vang lên trên địa long đỉnh, giống như sấm sét đánh xuống. Phanh! Năng lượng khuếch tán, hỏa viêm bạo nổ tung giữa không trung, không gian tức thì rung động kịch liệt, hỏa diễm vô cùng nóng bỏng tràn ngập bầu trời, nhiệt độ tăng vọt, ngay cả không gian chung quanh cũng biến thành màu đỏ. Dưới không gian màu đỏ này, một đạo năng lượng thổ hệ ầm ầm ba động. Từng tiếng nổ kinh thiên vang lên trong không gian không dứt, một cỗ kình khí cuồng bạo khuếch tán trong không trung. Kình khí cuồng bạo chỉ một lát sau bắt đầu tiêu tán hóa thành năng lượng trong thiên địa. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được, vào lúc kình khí tiêu tán, dưới cỗ kình phong kinh khủng này trực tiếp khiến cho thân thể Lý Đạt Giang như diều đứt dây bay lên không trung. Trường thương trong tay lúc này không biết đã bị văng đi tới nơi nào, thân thể bay lên không trung, trong nháy mắt rơi xuống mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu. Phụt! Sắc mặt Lý Đạt Giang trong nháy mắt trắng bệch, không ngừng vùng vẫy cố gắng đứng lên. Bây giờ hẳn ngươi đã biết, là ai phế ai rồi đúng không? Một âm thanh lạnh lùng vang lên bên tai Lý Đạt Giang, âm thanh vừa dứt thì lập tức có cỗ lợi chảo sắc bén mà nóng bỏng trực tiếp đánh về phía bả vai Lý Đạt Giang. Sắc mặt Lý Đạt Giang trắng bệch, một cỗ hàn ý tràn ngập linh hồn hắn, trong nháy mắt rút lui. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó. Một chảo ấn nóng bỏng bằng một phương thức quỷ dị trực tiếp đâm vào trong bả vai hắn, xuyên qua da thịt. Dừng tay. Lúc này, sắc mặt đại hộ pháp đại biến tức thì quát một tiếng, thân thể nhanh chóng biến mất tại chỗ. Chỉ là lúc này đã chậm, chảo ấn trực tiếp rơi vào trên cánh tay phải của Lý Đạt Giang. Cạch. Tiếng xương cốt bị gãy vang lên, tia máu bắn lên không trung, cánh tay của Lý Đạt Giang mạnh mẽ bị tước khỏi cơ thể hắn, máu tươi bắn tứ tung. Giáo huấn, muốn phế ta sao? Lục Lâm Thiên lại quát lên một tiếng, trong tay xuất hiện quang mang màu nâu không ngừng phun ra nuốt vào, trong nháy mắt đánh vào bụng Lý Đạt Giang. Phụt! Lý Đạt Giang lại phun ra một ngụm máu, trong máu có không ít nội tạng bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. Thân thể giống như lá rụng bị đánh về phía sau. Siêu! Một thân ảnh màu đen nhanh chóng xuất hiện trong không trung, sau đó đánh ra một đoàn quang mang đỡ lấy thân thể Lý Đạt Giang.
tay hắn khẽ điểm vài cái, cầm máu trên cánh tay Lý Đạt Giang. Trên sân lúc này vô cùng yên tĩnh tới mức đáng sợ. Nhìn một màn trước mắt này mọi người đều không khỏi rùng mình, Lý Đạt Giang không ngờ lại có kết cục này. Giữa sân, lúc này có vô số ánh mắt nhìn vào thân ảnh Lục Lâm Thiên, trong lòng mọi người lúc này không khỏi có đánh giá mới về hắn. Kiêu ngạo, ngông cuồng, thủ đoạn tàn nhẫn, thế nhưng lại có thực lực để cuồng vọng. Đoạt mệnh thương Lý Đạt Giang bài danh 20 trên long bảng cũng bị hắn đánh bại, sinh tử không rõ. Sát khí tràn ngập không trung khiến cho mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Trong đám người quỷ thủ Đỗ Tử Thuần, Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Phách Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong, ánh mắt đều chăm chú nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Thật mạnh mẽ, dường như vẫn còn ẩn giấu. Đôi môi mềm mại của Thúy Ngọc khẽ mở, lẩm bẩm nói. Đại hộ pháp lúc này cũng đáp xuống giữa sân, sau khi kiểm tra thương thế trên thân thể của Lý Đạt Giang một chút rồi dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, tại sao ngươi lại hạ thủ nặng như vậy? Đại hộ pháp nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói, sau khi kiểm tra hắn mới biết được, đan điền trong cơ thể Lý Đạt Giang bị một chưởng cuối cùng của Lục Lâm Thiên đánh vỡ, phụ đan bị phá, kinh mạch đứt thành từng khúc. Tuy rằng giữ lại được một cái mạng, thế nhưng cả đời sau cũng chỉ có thể làm một người tàn phế, ngay cả thực lực vũ phách thất trọng cũng không còn nữa. Sau này cũng không được gọi là vũ giả, hoàn toàn trở thành một người tàn phế bình thường. Đối với một vũ giả mà nói, việc này so với giết hắn còn tàn nhẫn hơn. Đại hộ pháp, lẽ nào hắn sẽ nương tay với đệ tử sao? Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, có chỗ dựa lớn là sư phụ Vũ Ngọc Tiền, hắn hà tất phải sợ một đại hộ pháp nho nhỏ này. Nếu không nể tình đồng môn, hiện tại hắn đã là một xác chết rồi. Đại hộ pháp bất đắc dĩ thở dài, nể tình đồng môn sao? Đây so với giết hắn còn tàn nhẫn hơn. Thế nhưng lúc này đại hộ pháp cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài mà thôi. Hắn cũng biết lúc trước Lý Đạt Giang cũng không lưu tình với Lục Lâm Thiên. Thế nhưng hiện tại hắn đang lo lắng không biết ăn nói sao với Triệu trưởng lão, chỉ sợ chuyện này không dễ bỏ qua như vậy. Đại hộ pháp, tuyên bố kết quả đi. Lục Lâm Thiên nhàn nhạt nói. Trận này Lục Lâm Thiên thắng, tấn cấp lên 20 trên long bảng. Nhìn Lý Đạt Giang đang hấp hối trên mặt đất. Đại hộ pháp thở dài rồi tuyên bố. Lý Đạt Giang, trực tiếp xóa tên trên long bảng. Đối với kết quả này mọi người đã sớm đoán ra, mà lúc này hơn phân nửa đệ tử Vân Dương Tông còn chưa phục hồi tinh thần lại. Lục Lâm Thiên, quá hay. Không ít người ủng hộ Lục Lâm Thiên nhất thời hét to lên, ngay cả không ít nữ đệ tử bên cạnh Phi Ưng Lăng Phong lúc này cũng quay đầu nhìn về phía thân ảnh màu xanh kia. Lục Lâm Thiên. Tuyệt kiếm Triệu Kình Thiên ta hiện tại chính thức khiêu chiến ngươi. Một thanh âm giận dữ vang lên trong đám người. Cơ mặt Triệu Kình Thiên giật vài cái, hàn ý khuếch tán ra ngoài. Kết quả này đã vượt qua khỏi dự đoán của hắn, không nghĩ tới ngay cả đoạt mệnh thương Lý Giang Đạt cũng thất bại triệt để. Siêu! Lục Lâm Thiên nhảy xuống phía dưới, sát khí khuếch tán ra chung quanh. Hàn ý trong mắt bắn ra nhìn về phía Triệu Kình Thiên. Lần trước đám người vây giết hắn chính là do Triệu Kình Thiên an bài, người này hắn tuyệt đối không thể buông tha. Lúc này Triệu Kình Thiên cũng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lục Lâm Thiên, khí thế hai người đối chọi gay gắt khiến cho đám đệ tử chung quanh không nhịn được mà dùng mình. Lục Lâm Thiên chậm rãi đi về phía Triệu Kình Thiên, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. Nơi hắn đi qua ngay cả nhiệt độ cũng bắt đầu giảm xuống, sát khí ngập trời quanh thân thể hắn khiến cho một ít đệ tử có tu vi thấp cũng lạnh người. Lục Lâm Thiên đi tới vị trí cách Triệu Kình Thiên 5 thước rồi dừng lại. Toàn bộ không khí chung quanh như quay quanh thân thể hai người, lúc này chung quanh hai người chỉ có Phách Đao Long Tam và Phi Ưng Lăng Phong đứng đó. Tiểu tử, không dám ứng chiến sao? Nhìn Lục Lâm Thiên đi tới phía trước rồi dừng lại, tuyệt kiếm Triệu Kình Thiên lạnh nhạt nói. Mọi người đều có thể cảm giác được hàn ý trên người Lục Lâm Thiên và Triệu Kình Thiên, trong lòng không khỏi âm thầm suy đoán, hai người này liệu có đấu tiếp một trận không? Ngay cả Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, quỷ thủ Đỗ Tử Thuần lông mày nhíu lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào hai người. Một lát sau, Lục Lâm Thiên trong nháy mắt thu sát khí lại, căn bản không thèm để ý tới Triệu Kình Thiên mà trực tiếp đi về phía Lục Vô Song cách đó không xa. Nhìn nữ tử tuyệt mỹ mà trang nhã này, Lục Lâm Thiên nói. Vô Song, ta còn tưởng rằng hôm nay tỷ vẫn sẽ lẩn trốn đệ. Ta không trốn đệ, chỉ là... Lục Vô Song kinh hoàng. Dường như là bởi vì Lục Lâm Thiên nói toạc ra suy nghĩ của nàng.
Lúc này nàng giống như một đứa trẻ làm sai gì đó, vẻ mặt ửng đỏ, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Có phải tỷ đang ghen, cho rằng giữa đệ và Hồng Lăng có gì đó có phải không? Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào nữ tử trước mặt, nhàn nhạt nói. Không có, ta không có. Lục Vô Song ngẩng đầu vội vã giải thích, trong lòng hiện tại giống như con nai nhỏ đang chạy loạn, người này vì sao lại như vậy chứ? Trong lòng hắn tự biết là được rồi, tại sao lại còn nói ra, làm trò trước mặt nhiều người như vậy, hắn muốn nàng sau này phải làm sao đây? Ta yêu nàng. Lục Lâm Thiên nói, lúc này Lục Lâm Thiên biết nữ tử trước mắt này tại sao lại lẩn trốn hắn, vì vậy hắn mới trước mặt mọi người biểu hiện tâm ý của mình. Lâm Thiên, đây là... Lục Vô Song còn chưa nói xong, thân ảnh trước mặt đã chợt lóe, nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị Lục Lâm Thiên ôm vào lòng, đôi môi hắn đã dán vào môi nàng. Lục Vô Song sửng sốt, toàn thân mềm nhũn. Đây là Địa Long Đỉnh nha, có gần 3.000 người đang nhìn vào, hắn sao có thể lỗ mãng như vậy được chứ? Không dãy giụa, dường như trong đáy lòng nàng lúc này còn có chút ngọt ngào, thế nhưng thân thể lúc này đã bắt đầu cứng ngắc, trong lòng bắt đầu rối loạn. Nàng hoàn toàn không biết mình phải làm thế nào, thế nhưng lúc này xúc cảm từ trên môi truyền tới, lúc này nàng đã bị hắn nhẹ nhàng hôn, mở đôi môi của nàng. Toàn bộ Địa Long Đỉnh lập tức yên tĩnh, những đệ tử Vân Dương Tông có mặt ở đây đều há hốc mồm, một nữ tử là nữ thần trong lòng bọn họ lúc này lại bị Lục Lâm Thiên ôm vào trong lòng, lại còn đang hôn môi nàng. Không ít người còn tưởng rằng mình hoa mắt, sau khi dụi mắt nhìn lại thì thấy không sai, nữ thần của bọn họ đang bị tên Lục Lâm Thiên kia ôm vào lòng rồi hôn nàng. Sắc mặt mấy người Phi Ưng Lăng Phong, Phách Đao Long Tam, Tuyệt Kiếm Triệu Kình Thiên tức thì đại biến. Bọn họ không ngờ nữ tử bọn họ luôn truy cầu nhưng không tới tay lúc này lại nằm trong lòng thân ảnh màu xanh kia. Giờ phút này trong lòng vô số đệ tử thầm mến Lục Vô Song đang tan nát cõi lòng, đánh nát mơ mộng trong đầu bọn họ. Hóa ra, Thúy Ngọc nhìn thấy một màn này tức thì sửng sốt, rồi sững sờ đứng tại chỗ. Độc Cô Băng Lan, Dương Diệu, Lục Thiếu Hổ, Dương Mạn, cả đám người này trong nháy mắt hóa đá. Hai người bọn họ hôn nhau thật lâu mới dừng lại. Lúc này có mấy nghìn ánh mắt đang chăm chú nhìn vào. Tiểu bại hoại nhà đệ, đệ làm vậy sau này ta làm sao có thể gặp người khác đây? Cảm giác ánh mắt chung quanh đang nhìn vào mình, Lục Vô Song nhất thời e thẹn, hận không thể tìm một cái lỗ nào để trốn vào. Đôi tay trắng bóc không ngừng đánh vào người Lục Lâm Thiên. Giống. Trên bầu trời, Thiên Sĩ Tuyết Sư lúc này giống lên một tiếng. Chúng ta đi thôi, tỷ không được trốn ta nữa. Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng cười kéo lấy tay Lục Vô Song, chân khí dưới chân chợt lóe, lập tức nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư trên trời. Giống. Thiên Sĩ Tuyết Sư gầm lên một tiếng, âm thanh vang vọng không gian rồi lập tức biến mất giữa không trung. Lục Lâm Thiên, Lăng Phong ta khiêu chiến với ngươi. Lục Lâm Thiên, Phách Đao Long Tam ta khiêu chiến với ngươi. Hai đạo thân ảnh lúc này đột nhiên nhảy ra, chỉ là lúc này thân ảnh trên bầu trời đã biến mất không thấy. Trên Địa Long Đỉnh, mãi cho tới lúc này mọi người mới phục hồi tinh thần lại, nhìn vào thân ảnh biến mất trên bầu trời, trong lòng những nam đệ tử ở đây đều ước ao đấu kỵ. Hảo tiểu tử, đại hộ pháp nhẹ nhàng thở dài, lại nhìn về phía Lý Đạt Giang đang hấp hối, hai hàng lông mày nhíu lại. Mọi người chậm rãi rời khỏi Địa Long Đỉnh, trong đình viện, đôi tay trắng như tuyết của Lục Vô Song lúc này không ngừng rơi vào trong ngực Lục Lâm Thiên. Hận đệ chết đi được. Đệ bảo ta sau này mặt mũi đâu gặp người khác đây? Sao lại không dám gặp người khác? Tỷ có xấu đâu? Nhẹ nhàng kéo đôi tay vào trước ngực mình, Lục Lâm Thiên cười nói. Đệ còn ngọt ngào như vậy, trước đây vì sao ta lại không nhận ra nhỉ? Lục Vô Song trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, thế nhưng cũng không có bao nhiêu tức giận, ngược lại trên mặt toát lên vẻ hạnh phúc. Sau này không trốn đệ nữa chứ? Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng hỏi. Ta trốn lúc nào? Lục Vô Song lại trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, dẫy khỏi lòng hắn rồi nói. Sau này đừng lúc nào cũng đáp ứng lời khiêu chiến của người khác. Đệ phải biết rằng thực lực của Triệu gia trong Vân Dương Tông không nhỏ. Sợ rằng lần này đệ gặp phải phiền phức lớn rồi. Đệ biết, đệ tự có chừng mực. Lục Lâm Thiên nghiêm túc nói, trong mắt bắn ra một đạo hàn ý. Triệu gia ở Vân Dương Tông thế lực lớn, thế nhưng cũng không phải là hắn không có hậu trường. Ta có chút lo lắng, Triệu gia nhất định sẽ không bỏ qua cho đệ, đệ lại còn đi trêu chọc bọn chúng.
Lục Vô Song có chút bất đắc dĩ nhìn Lục Lâm Thiên. Yên tâm đi, đệ cam đoan với tỷ, đệ sẽ không có việc gì. Lục Lâm Thiên nói. Chạng vạng tối Lục Lâm Thiên mới đi ra khỏi phòng, hẳn là bị Lục Vô Song trực tiếp đuổi ra. Nguyên nhân rất đơn giản, Lục Lâm Thiên rất muốn thời gian thích hợp kia đến sớm một chút, thế nhưng lại bị Lục Vô Song bác bỏ yêu cầu, cho nên mới bị đuổi ra khỏi phòng. Sau khi trở lại phòng mình đã là chập tối, ban ngày tiêu hao cũng không ít thế nhưng đêm nay Lục Lâm Thiên vẫn quyết định tu luyện vũ kỹ. Đêm khuya, trong trời đêm yên tĩnh không ngừng truyền ra tiếng ầm vang. Tại một căn phòng nào đó, trong gian phòng lúc này Vân Khiếu Thiên đang chắp tay đứng đó, khí tức không ngừng tiết ra ngoài, quần áo không gió mà tự động bay phất phới. Đại hộ pháp, người xác định thực lực của tiểu tử Lục Lâm Thiên đó hiện tại đã là vũ phách nhị trọng. Một lát sau, Vân Khiếu Thiên nhướng mày nói. Hẳn là không sai, là vũ phách nhị trọng, hơn nữa ta còn có cảm giác, Lục Lâm Thiên dùng một kích đánh bại Lý Đạt Giang thực lực cũng vẫn còn bảo lưu, dường như cũng chưa dùng toàn lực. Đại hộ pháp kia nói. Vậy Lý Đạt Giang thế nào rồi? Vân Khiếu Thiên nói. Hai khỏa vũ đan toàn bộ bị hủy, cánh tay phải bị vặn gãy, đã thành phế nhân. Đại hộ pháp trả lời. Tiểu tử này, hai đệ tử trên long bảng đều bị hắn hủy. Vân Khiếu Thiên nhướng mày rồi khẽ thở dài một tiếng. Vân Dương Tông đối với đệ tử trẻ tuổi có thực lực đều vô cùng coi trọng. Tới hiện tại đã có hai đệ tử trên long bảng bị hủy. Nội tâm Vân Khiếu Thiên không khỏi có chút đau xót. Tông chủ, còn có một việc. Đại hộ pháp nói, dường như không biết có nên nói chuyện này hay không. Chuyện gì? Vân Khiếu Thiên nói. Quan hệ giữa Lục Lâm Thiên và Lục Vô Song dường như không tồi. Đã tới tình trạng công khai. Hôm nay đập tan hy vọng của đám tiểu tử Lăng Phong, Long Tam kia. Đại hộ pháp nói. Lục Vô Song và Lục Lâm Thiên, lẽ nào Hồng Lăng? Sắc mặt Vân Khiếu Thiên tức thì trầm xuống. Tông chủ, đối với Lục Lâm Thiên này có quyết định gì không? Đại hộ pháp hỏi. Vân Khiếu Thiên khẽ lắc đầu, sau khi do dự một chút rồi nói. Đại hộ pháp, còn có một năm nữa là đại hộ của Tam Tông Tứ Môn đúng không? Một năm lẻ hai tháng. Đại hộ pháp nói. Ngươi nói trong khoảng thời gian này thực lực của tiểu tử kia có thể tăng đến trình tự nào, hiện tại đã tới vị trí 20 long bảng rồi. Vân Khiếu Thiên nói, lẽ nào ý tứ của tông chủ nào? Thần sắc đại hộ pháp hơi đổi. Tiểu tử này hủy hai đệ tử long bảng của ta, cho nên phải giúp Vân Dương Tông ta làm chút chuyện. Hy vọng tới lúc đó hắn có thể cho ta một ít kinh hỉ. Có người nói trong sơn môn bọn chúng có không ít đệ tử phi phàm. Vân Khiếu Thiên cười nói. Sáng sớm, ánh sao đếm biến mất nắng mai chậm rãi chiếu xuống mặt đất đánh thức vạn vật. Mặt trời nóng bỏng xuất hiện trên không trung tỏa ra ánh nắng nhàn nhạt bao phủ khắp dãy núi liên miên của Vân Dương Tông. Ngọn núi lúc này được bao phủ trong mây mù, dưới ánh nắng chiếu xuống giống như là nhuộm vàng đám mây mù này tạo ra một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Phù! Một đêm tu luyện, Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm trọc khí, tinh quang trong mắt chợt lóe rồi lập tức được thu liễm. Tiếp tục đi vũ linh ảo cảnh. Lục Lâm Thiên thầm nói rồi ra khỏi phòng của mình. Sau khi gọi Thiên Sĩ Tuyết Sư thức dậy tiếp tục đi tới vũ linh ảo cảnh. Lục Lâm Thiên, không phải ngươi lại muốn khởi đầu tứ nhất trọng đấy chứ? Nhị hộ pháp phụ trách vũ linh ảo cảnh hỏi Lục Lâm Thiên. Đệ tử định đến ngũ trọng tôi luyện bản thân một chút. Lục Lâm Thiên nói, lúc này bốn trọng đầu cũng không có thứ gì có thể làm khó được hắn nữa rồi. Vào đi, cánh cửa thứ năm. Nhị hộ pháp mỉm cười. Ban nãy hắn còn tưởng rằng Lục Lâm Thiên lại khởi đầu từ nhất trọng rồi dừng lại ở tứ trọng. Sau khi nhận ngọc giản, trích một giọt máu nhỏ vào bề mặt ngọc giản, Lục Lâm Thiên lập tức tiến vào bên trong cửa đá. Sau khi cánh cửa đá đóng lại, một mảnh quang mang chói mắt bắn ra, mà một lát sau Lục Lâm Thiên đã xuất hiện tại một nơi khác. Bốn phía một mảnh trắng xóa, dường như là đang ở trong một sơn cốc nào đó. Siêu! Ngay lúc này trong sương trắng có vô số đạo hỏa tiễn phá không bắn tới. Tiếng gió thổi rít gào, sắc bén từ trong sương trắng trong nháy mắt bắn ra. Pháp trận. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, trong vũ linh ảo cảnh này không ngờ lại có trận pháp. Chân khí dưới chân hắn chợt lóe, Lục Lâm Thiên nhanh chóng lùi lại. Xu. Hỏa tiễn nóng bỏng từ bốn phương tám hướng được bắn tới. Đại địa cương thuẫn. Tránh cũng không tránh hết được.
Lục Lâm Thiên không thể làm gì khác hơn là bố trí đại địa cương thuẫn. Bàn tay hắn vung lên, một chiếc hộ thuẫn màu nâu, đám hỏa tiễn phát ra khí thế phô thiên cái địa kia sau khi đụng vào hộ thuẫn lập tức bị bắn lại, tạo thành những vết lờ mờ trên hộ thuẫn. Kinh khí biến mất, lúc này Lục Lâm Thiên mới thở dài một hơi. Trong giây lát sắc mặt lần thứ hai biến đổi, trong sương mù dày đặc lúc này lại có vô số hỏa tiễn bắn tới. Hỏa tiễn chi chít phá không bắn tới, bao phủ trong không gian. Lúc này hai hàng lông mày Lục Lâm Thiên nhíu lại, sau đó mỉm cười thầm nói. Ở đây luyện tập phù quang lược ảnh cũng là chủ ý không tồi. Chân khí dưới chân tỏa ra, hai vòng xoáy xuất hiện, thân ảnh của Lục Lâm Thiên trong nháy mắt trôi nổi trong không gian, một đạo hỏa tiễn nóng bỏng xé rách không gian bắt về phía hắn. Siêu! Vòng xoáy chân khí dưới chân chợt lóe, trong nháy mắt Lục Lâm Thiên tránh được một đạo hỏa tiễn này, trên hỏa tiễn kia kình khí nóng bỏng khiến cho da thịt Lục Lâm Thiên có cảm giác đau đớn. Siêu! Hai tiếng phá không truyền tới. Hai hỏa tiễn nhanh như thiểm điện bắn tới. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, thân thể nhanh chóng xoay tròn, chân khí dưới chân chớp động, lần thứ hai tránh khỏi công kích của hai đạo hỏa tiễn này. Lục Lâm Thiên cũng lười đi phá trận, cũng mặc kệ đây là trận pháp gì, lợi dụng trận pháp này để luyện tập thân pháp phù quang lược ảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Lâm Thiên quên hết tất cả mọi thứ tu luyện phù quang lược ảnh. Thân ảnh không ngừng xuyên qua hỏa tiễn. Thi thoảng không thể tránh được hắn mới đưa tay ra ngăn lại. Lúc chạng vạng, nhị hộ pháp phụ trách Vũ Linh ảo cảnh khẽ cau mày, cánh cửa đá mở ra, thân ảnh của Lục Lâm Thiên xuất hiện, nhị hộ pháp biết, Lục Lâm Thiên không thể nào ra nhanh như vậy, hẳn là hắn dừng tu luyện cho nên mới đi ra. Sao không tiếp tục tu luyện? Nhị hộ pháp hỏi, bằng vào cảm giác của hắn, Lục Lâm Thiên không có khả năng ngay cả ngũ trọng cũng không vượt qua được. Ngày hôm qua Lục Lâm Thiên đã đánh bại Lý Đạt Giang tấn cấp lên vị trí 20 trên Long Bảng, chuyện này trong Vân Dương Tông đều biết. Ngày mai đệ tử lại tiếp tục. Lục Lâm Thiên khẽ cười. Sau khi tu luyện trong Vũ Linh ảo cảnh hắn phải đi về dung hợp một chút. Về phần vượt qua ngũ trọng cho tới bây giờ hắn cũng không có hứng thú quá lớn. Đến Vũ Linh ảo cảnh này thuần túy là tôi luyện bản thân mà thôi. Khi Lục Lâm Thiên trở lại phòng mình thì nhìn thấy có một nữ đệ tử đang chờ hắn. Người này Lục Lâm Thiên cũng nhận ra, chính là người bên cạnh Vân Khiếu Thiên, chính là nữ đệ tử ngày trước tới khu vực Tân Sinh truyền tin cho hắn. Nếu hắn nhớ không lầm thì nàng tên là Lưu Tâm, tuổi chừng 25, 26, có thực lực vũ tướng nhị trọng, thiên phú không tồi. Lục Lâm Thiên, tông chủ triệu kiến ngươi. Lưu Tâm nhìn Lục Lâm Thiên nói, trong mắt nàng có chút kinh ngạc. Bây giờ sao? Lục Lâm Thiên hỏi, bây giờ là chiều tối rồi. Không biết Vân Khiếu Thiên triệu kiến hắn vào giờ này là có việc gì? Không sai. Lưu Tâm trả lời, sau đó nàng lập tức gọi một đầu yêu thú phi hành, ý bảo Lục Lâm Thiên cùng lên. Lục Lâm Thiên cũng không do dự mà nhảy lên lưng đầu yêu thú này. Sau đó hai người lập tức tiến về phía đại điện Vân Dương Tông. Một lát sau, một ngọn núi vô cùng khổng lồ xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Ngọn núi đột nhiên từ mặt đất mọc lên, cao tới tận trời. Giống như chòm sao thương long vậy, khí thế bất phàm. Lục Lâm Thiên đã từng tới đây, tới gần ngọn núi này hắn cũng cảm giác được một cỗ khí tức bất thường. Chỉ sợ ngọn núi này cũng không đơn giản như bề ngoài của nó, chung quanh nhất định có không ít bố trí. Nhảy xuống yêu thú phi hành, dọc theo bậc thang dài trườn quanh ngọn núi, có một tòa cung điện to lớn xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Cung điện này cũng không phải Lục Lâm Thiên lần đầu tiên tới. Đi qua một mảnh sân rộng rồi tiến vào trong cung điện. Triệu Vô Cực, ngươi đừng có dám thí như vậy, đệ tử của ngươi cũng không có chết, quy củ trên địa long đỉnh chẳng lẽ ngươi còn không biết. Lục Lâm Thiên còn đang đi trong hành lang thì nghe thấy tiếng hét lớn của sư phụ Vũ Ngọc Tiền. Lục Lâm Thiên hạ thủ độc ác, không nể tình đồng môn, loại đệ tử này Vân Dương Tông ta không thể lưu. Thanh âm nổi giận của Triệu Vô Cực cũng truyền tới. Đệ tử của ngươi không có bản lĩnh lại còn kiêu ngạo, đệ tử ta cũng không phải chỉ ăn chay. Vũ trưởng lão tiếp tục nói lớn. Lục Lâm Thiên nhíu mày đi vào đại điện, vừa nghe thanh âm trong đại điện hắn cũng biết là chuyện gì đang xảy ra. Trong mắt bắt ra một đạo hàn ý. Đệ tử bái kiến tông chủ, bái kiến sư phụ, chư vị trưởng lão. Lục Lâm Thiên tiến vào đại điện, lúc này trong đại điện có 10 trưởng lão, chỉ có trưởng lão họ Dương kia là không có ở đây. Những trưởng lão khác đều đang ngồi đó. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên không ít trưởng lão đều ngạc nhiên,
bọn họ cũng nghe qua chuyện xảy ra trên địa Long Đỉnh. Trực tiếp khiến cho Lý Đạt Giang bị thương nặng, tiến vào vị trí 20 trên Long Bảng, loại thực lực này đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Dù sao Lục Lâm Thiên cũng mới tới Vân Dương Tông có mấy tháng mà thôi. Coi như là tân đệ tử, thực lực tiến triển như vậy không khỏi quá nhanh đi. Lúc này chỉ có Triệu Vô Cực chăm chăm nhìn về phía Lục Lâm Thiên, ánh mắt bốc hỏa, liên tiếp phế đi hai ái đồ của hắn, đều là cường giả trên Long Bảng, hắn không tức giận mới là lạ. Lâm Thiên, qua chỗ vi sư, hôm nay ta muốn nhìn xem ai dám động vào một cọng lông của ngươi. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên, Vũ Ngọc Tiền tức thì nở nụ cười tươi rói. Lục Lâm Thiên cho hắn mặt mũi vô cùng lớn, tiến vào top 20 Long Bảng, đây không phải là chuyện dễ nha. Vâng, thưa sư phụ. Lục Lâm Thiên nói xong rồi nhanh chóng tới bên người Vũ Ngọc Tiền. Tông chủ, người phải là chủ cho ta. Lục Lâm Thiên này thủ đoạn độc ác nhất định phải trừng trị nghiêm khắc, cho dù đánh chết cũng đáng. Triệu Vô Cực tức thì nói. Triệu trưởng lão, những lời này của ngươi có chút nghiêm trọng. Vân Khiếu Thiên nói, sắc mặt không biến đổi, không ai biết hiện tại trong lòng hắn đang nghĩ gì, hắn quay về phía Lục Lâm Thiên rồi nói. Chỉ là chuyện này, Lục Lâm Thiên quả thực hạ thủ có chút nặng tay. Tông chủ sư đệ, ngươi có ý tứ gì? Lẽ nào đồ nhi ta làm sai sao? Nếu như ngươi xử phạt Lâm Thiên, chúng ta đi tìm sư phụ phân xử. Vũ Ngọc Tiền hét lớn, ngay cả mặt mũi của Vân Khiếu Thiên cũng không để ý. Nghe Vũ Ngọc Tiền nói, những trưởng lão có mặt và Vân Khiếu Thiên tức thì biến sắc. Tính tình của vị vũ trưởng lão này mọi người đều biết, quả thực dám đi tìm lão tông chủ lắm. Vũ trưởng lão, người bao che khuyết điểm, dung túng đồ đệ hành hung người khác. Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng nói. Ta chính là người bao che khuyết điểm đó, làm sao? Ngươi làm gì được ta? Vũ Ngọc Tiền nổi giận nói. Triệu trưởng lão, sư huynh, các ngươi bình tĩnh một chút. Sắc mặt Vân Khiếu Thiên biến đổi, lại nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên, ngày hôm qua trên địa Long Đỉnh tại sao ngươi lại hạ thủ nặng như vậy? Có người nói ngươi rõ ràng đã đánh bại Lý Đạt Giang, thế nhưng không ngờ lại còn hạ thủ nặng như vậy. Nếu như tông chủ nghĩ đệ tử có tội vậy thì đệ tử nguyện tiếp nhận xử phạt. Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt nhìn thẳng về phía Vân Khiếu Thiên, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Trong lòng ngươi không phục. Vân Khiếu Thiên nói, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Đệ tử tự nhận không vi phạm bất cứ một điều nào trong tông quy. Hôm qua cũng không vi phạm quy củ trên địa Long Đỉnh. Trong lúc luận võ đệ tử còn chưa thu phóng như ý được, nếu như vậy mà cũng có tội, đệ tử tuy rằng trong lòng không phục nhưng không dám không phục. Lục Lâm Thiên nói. Ánh mắt chúng trưởng lão nhìn về phía Lục Lâm Thiên, không nghĩ tới Lục Lâm Thiên này ngay cả tông chủ cũng dám mạnh miệng như vậy. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên, sắc mặt hơi có chút biến đổi rồi lạnh nhạt nói. Tốt, có can đảm, tuy rằng ngươi không sai thế nhưng quả thực hạ thủ có chút độc ác. Như vậy đi, Lý Đạt Giang bị ngươi đánh cho bị thương nặng, phạt ngươi 10 vạn kim tệ, mặt khác phạt ngươi diện bích trong tiên cảnh một tháng. Tông chủ, xử phạt như vậy quá nhẹ. Triệu Vô Cực lập tức nói, 10 vạn kim tệ, còn có diện bích trong tiên cảnh một tháng. Loại xử phạt này hoàn toàn chính là để cho hắn đi tu luyện rồi. Triệu trưởng lão, ta biết ngươi vì ái đồ mà nóng ruột. Thế nhưng quả thực Lục Lâm Thiên không sai, ta cũng đã xử phạt. Ngươi cũng không nên nhiều lời, ngoại trừ phạt Lục Lâm Thiên 10 vạn kim tệ ra, Vân Dương Tông ta còn xuất ra 100 vạn kim tệ cấp cho Lý Đạt Giang, rồi phái người đưa hắn trở về trong tộc. Vân Khiếu Thiên nói xong với Triệu Vô Cực lập tức quay sang Vũ Ngọc Tiền nói. Sư huynh, Lục Lâm Thiên là đệ tử của huynh, 10 vạn kim tệ này huynh nên xuất ra đi, sau này phải quản giáo đệ tử cho tốt. Không thành vấn đề, 10 vạn kim tệ thì 10 vạn kim tệ. Vũ trưởng lão lập tức cười hắc hắc, hắn cũng không ngốc, tuy rằng tông chủ biểu hiện ra bên ngoài là xử phạt Lục Lâm Thiên, thế nhưng trên thực tế lại là xử phạt hời hợt, đến tiên cảnh trong vũ linh ảo cảnh một tháng. Nói là xử phạt, trên thực tế chính là tôi luyện. Về phần 10 vạn kim tệ đối với hắn mà nói chính là chín châu mất một sợi lông. Coi như là 100 vạn kim tệ đối với hắn mà nói cũng không có vấn đề gì. Chúng trưởng lão mỉm cười, loại kết quả này cũng nằm trong dự đoán của bọn họ. Thứ nhất, Lục Lâm Thiên lần này tuy rằng hạ thủ có chút độc ác, thế nhưng tất cả mọi người cũng không phải là kẻ ngu si, cũng biết là môn hạ Triệu Vô Cực đi trêu chọc Lục Lâm Thiên. Hạ thủ cũng không lưu tình, cho nên Lục Lâm Thiên cũng không sai.
Thứ hai, coi như là Lục Lâm Thiên có sai, có Vũ trưởng lão ở đây cũng không có chuyện gì xảy ra. Ai chọc tới Vũ trưởng lão này tuyệt đối không chiếm được một chút tiện nghi nào. Ta nói Đầu Nhi à, chúng ta đi thôi, nếu như lần sau có kẻ nào mù mắt tới khiêu chiến ngươi, ngươi cần phải hạ thủ nhẹ một chút. Đánh bại là được rồi, không cần tạo ra một phế nhân đâu. Vũ trưởng lão mỉm cười, lôi kéo Lục Lâm Thiên nghênh ngang rời đi. Nghe Vũ Ngọc Tiền nói, sắc mặt Triệu Vô Cực càng thêm xấu xí. Một lát sau, sắc trời cũng đã tối. Cưỡi Lam Ngọc Lang Ưng của Vũ Ngọc Tiền về tới ngọn núi, vẻ mặt Lục Lâm Thiên có chút tâm sự. Triệu gia có một cường giả như Triệu Vô Cực tồn tại, chỉ sợ rằng sau này khi hắn rời khỏi Vân Dương Tông không ai có thể che chở cho hắn. Thực lực của hắn bây giờ còn quá yếu, căn bản không thể chống lại Triệu Vô Cực. Hắn nhất định phải mau chóng tăng cường thực lực, chờ sau khi có đủ thực lực hắn cũng không còn phải lo lắng một người như Triệu Vô Cực nữa. Sau khi nghĩ vậy Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười, vừa rồi ngồi trên Lam Ngọc Lang Ưng sư phụ lại cho hắn không ít đan dược tứ phẩm, vị sư phụ này đối với hắn có thể nói là vô cùng tốt. Trở lại phòng, Lục Lâm Thiên trầm tư một lát, ngày mai hắn còn phải đi tiên cảnh trong Vũ Linh ảo cảnh tiếp nhận xử phạt. Dù sao đi nữa hắn cũng dự định đi tiên cảnh kiến thức một chút, trước đó đi vũ cảnh mục đích cũng chỉ là tập luyện phù quang lược ảnh mà thôi. Một lát sau, Lục Lâm Thiên đi tới đỉnh núi, chân khí dưới chân chợt lóe, chân khí từ trong kinh mạch thoát ra ngoài tạo thành vòng xoáy, lập tức tiếp tục tu luyện thân pháp phù quang lược ảnh. Một ngày đêm luyện tập trong Vũ Linh ảo cảnh, lúc này Lục Lâm Thiên thi triển phù quang lược ảnh so với ngày hôm trước đã tiến bộ không ít. Một đạo thân ảnh quỷ mị không ngừng di chuyển trên đỉnh núi, khiến cho không khí sao động, cứ như vậy một đêm lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm hôm sau Lục Lâm Thiên trực tiếp đi tới Vũ Linh ảo cảnh, sau khi phân phó Thiên Sĩ Tuyết Sư một tháng sau tới đón, Lục Lâm Thiên lập tức đi vào trong Vũ Linh ảo cảnh. Nhị hộ pháp. Trong đại điện. Lục Lâm Thiên thi lễ với nhị hộ pháp rồi nói. Lục Lâm Thiên, hôm qua ta nhận được tin tức từ phía tông chủ nói hôm nay ngươi sẽ tới đây tiếp nhận xử phạt đúng không? Nhị hộ pháp nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói, trong lời nói của hắn có chút thâm ý. Ai cũng nhìn ra, tuy rằng nói là xử phạt thế nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi, loại xử phạt này cũng chỉ để cho Lục Lâm Thiên tu luyện bên trong tiên cảnh một tháng. Đệ tử đến vì việc tiếp nhận xử phạt. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Tiên cảnh và vũ cảnh có không ít sự khác biệt. Vũ cảnh thì tu luyện tu vi, tiên cảnh thì tu luyện tâm trí và linh hồn. Bên trong đều là ảo cảnh. Trong tiên cảnh tổng cộng có cửu trọng, vũ đồ và linh đồ thì tu luyện ở nhất trọng, vũ phách và linh phách có thể tu luyện ở tứ trọng. Trong tiên cảnh vũ giả so với linh giả thì yếu thế hơn một chút. Ta sắp xếp cho ngươi tiến vào tứ trọng, thế nhưng ngươi phải chú ý một điểm. Tông chủ bắt ngươi diện bích trong này một tháng chỉ là thuận miệng nói mà nói. Muốn ở trong tiên cảnh một tháng ngay cả linh phách tứ trọng cũng khó có thể làm được. Ngươi có thể ở bên trong bao lâu thì phải nhìn vào tu vi của ngươi, nếu thất bại thì lại vào tiếp cũng không sao cả. Nhị hộ pháp nói với Lục Lâm Thiên. Vừa nói xong, nhị hộ pháp đưa một chiếc ngọc giản cho Lục Lâm Thiên rồi nói. Nhỏ một giọt máu lên trên, đi về phía cánh cửa đá thứ 8 bên phải. Nhất định phải nhớ kỹ, những thứ bên trong ngươi nhìn thấy đều là giả. Nếu như tâm thần ngươi không ổn định sẽ thất bại, tuy rằng không có nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng cũng tiêu hao không ít linh hồn lực. Ngươi phải ở trong này một tháng, thất bại vài lần cũng là để cho ngươi nếm chút khổ sở. Nhị hộ pháp nở nụ cười mờ ám nói với Lục Lâm Thiên. Nhớ kỹ tất cả mọi thứ bên trong đều là giả, ngươi không nên rối loạn tâm thần. Có thể ở bên trong một ngày đêm đã là không tồi rồi. Nếu như ngươi thực sự có bản lĩnh có thể trực tiếp đi từ tứ trọng tiên cảnh đi lên, trừ khi ngươi là linh tướng nhất trọng, còn nếu như chỉ là vũ tướng tam trọng, tứ trọng vậy thì rất khó có thể vượt qua tứ trọng tiên cảnh. Lục Lâm Thiên có chút nghi hoặc, dường như trong lời nhị hộ pháp này có ẩn tình nào đó. Cầm lấy ngọc giản rồi trực tiếp vào bên trong thạch thất thứ 8 bên phải. Đóng cửa đá lại, trong thạch thất lúc này không có quang mang chói mắt xuất hiện mà chỉ có rung động rất nhỏ. Sau đó cánh cửa đá lần thứ 2 mở ra. Gì, có chút cổ quái. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói. Bên ngoài cánh cửa đánh lúc này có một bình nguyên mênh mông xanh tươi, phía xa xa có một ngọn núi. Ảo trận. Hầu như trong nháy mắt Lục Lâm Thiên đã hiểu rõ, lúc này ý thức của hắn không phải ở trong tiên cảnh mà là ở trong ảo trận. Tiên cảnh trong lời nói của mọi người thực chất là ảo trận hỗ trợ việc tu luyện tâm trí.
Một cỗ khí tức nồng nặc xuất hiện trong không khí, cỗ khí tức này khiến cho Lục Lâm Thiên có chút quen thuộc, sau khi cố nhớ lại Lục Lâm Thiên lập tức kinh ngạc, khí tức này giống hệt như linh hồn thần dịch của Vạn Thú Tông, nếu như ở bên trong này tu luyện quả thực có không ít chỗ tốt với linh hồn lực của hắn. Thảo nào mọi người đều nói nơi này có thể giúp linh hồn lực tăng trưởng. Hai hàng lông mày nhíu lại, Lục Lâm Thiên lại phát hiện ra một điểm, tuy rằng khí tức này có chút đậm đặc, thế nhưng còn xa mới đạt tới trình độ hắn có thể lập tức thôn phệ. Âm dương quyết hắn tu luyện vốn không chậm, nếu như ở bên trong này tu luyện cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Nếu là ảo trận, vậy thì tốt rồi. Lục Lâm Thiên cười, trận pháp này tuy rằng không tồi, thế nhưng có lẽ cũng không làm khó được hắn. Chỉ là, nếu như hắn muốn phá trận pháp thì có lẽ sẽ gặp chút phiền phức mà thôi. Siêu. Lục Lâm Thiên chậm rãi đi về phía trước, trước mặt hắn lúc này đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang màu vàng, khí tức cường hãn mang theo tiếng gió rít gào. Đạo quang mang màu vàng này nhanh chóng tiến tới, lúc này Lục Lâm Thiên mới phát hiện ra đạo quang mang này chính là một đầu yêu thú cao lớn, khí tức cường hãn, diện mục dữ tợn. Yêu thú. Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, đang muốn đánh ra thủ ấn thì đột nhiên nhớ ra, đây đều là ảo cảnh, nếu như tâm thần ý loạn thì hắn sẽ thất bại. Siêu. Lục Lâm Thiên bình tĩnh lại, ngay khi đầu yêu thú dữ tợn này tiến tới vị trí cách hắn một thước thì lập tức biến mất trong thiên địa. Quả nhiên có chỗ bất phàm. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, ảo trận này không có lực công kích, đối với đệ tử trẻ tuổi mà nói chính là một nơi rèn luyện tâm trí tốt nhất. Đồng thời cỗ khí tức đậm đặc nơi này đối với linh hồn cũng là vật đại bổ. Tiếp tục. Lục Lâm Thiên tiếp tục đi về phía trước, trong lòng đối với tiên cảnh này không khỏi tò mò nhiều hơn. Cho nên hắn có dự định chậm rãi nghiên cứu nó một phen. Chậm rãi đi trên bình nguyên rộng lớn, Lục Lâm Thiên từ đầu đến cuối vẫn vô cùng bình tĩnh. Chu vi không gian chung quanh khi thì xuất hiện yêu thú, thế nhưng tiến tới vị trí cách hắn một thước thì đều hóa thành năng lượng. Cũng không biết qua bao lâu, Lục Lâm Thiên mới phát hiện ra trong lúc bất chi bất giác hắn đã đi ra khỏi bình nguyên tới trước ngọn núi, một rừng cây xuất hiện trước mặt hắn. Hi hi. Sâu trong rừng cây xuất hiện một cái đầm, từng tiếng cười khanh khách truyền đến. Lục Lâm Thiên nhíu mày, chẳng lẽ cũng có đệ tử giống như hắn đang ở trong ảo cảnh này. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lên thì nhất thời sửng sốt. Lúc này trong đầm có một đám nữ nhân vô cùng xinh đẹp, quyến rũ, vóc người làm tất cả nam nhân phải sôi máu, không mặc quần áo đang nghịch nước trong đầm. Ngươi là ai? Tại sao lại tới đây? Nhìn thấy thân ảnh của Lục Lâm Thiên. Mấy nữ tử xinh đẹp này lập tức hỏi. Ta vừa mới tới, lẽ nào các ngươi đã ở đây lâu rồi? Lục Lâm Thiên cười nói. Hi hi, chúng ta đương nhiên ở trong này lâu rồi. Nếu đã tới thì mau tới đây chơi đùa cùng chúng ta. Mấy nữ tử này liên tục làm các động tác quyến rũ, mê hoặc về phía Lục Lâm Thiên. Là ảo giác. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, tâm thần bất động, trong lòng hắn biết đây chỉ là một trong những ảo giác trong ảo trận mà thôi. Nếu như tâm thần hắn không ổn định hẳn sẽ trực tiếp bị trục xuất khỏi ảo cảnh. Thế nhưng khi nhìn mấy nữ tử xinh đẹp kia trong lòng Lục Lâm Thiên cũng không khỏi xuất hiện một chút ba động, mấy nữ tử này đều là vưu vật tuyệt sắc. Nhìn qua lại vô cùng chân thực như vậy, người tâm tình yếu một chút chỉ sợ rất khó nhịn xuống. Lúc này Lục Lâm Thiên mới nhớ tới lời nói mờ ám của nhị hộ pháp, cố ý nhắc nhở hắn mọi thứ bên trong đều là giả, xem ra là thứ mờ ám trong lời nhị hộ pháp. Đến đây đi. Nhanh lên, chơi đùa cùng chúng ta. Mấy nữ tử xinh đẹp kia nhìn thấy Lục Lâm Thiên vẫn đứng tại chỗ lập tức nói, thanh âm quyến rũ như rót mật truyền vào tai Lục Lâm Thiên. Giống như là có một loại ma lực không ngừng kêu gọi hắn tới. Đến đây, mau lên. Mấy nữ tử xinh đẹp bắt đầu đi tới bên người Lục Lâm Thiên, nụ cười khuynh thành, cả đám bắt đầu từ từ cởi y phục trên người ra. Một thân thể tuyệt vời xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Kiều đồn nhỏ nhắn. Đôi chân thon dài, đôi thỏ ngọc trắng như tuyết trước ngực, da thịt láng mịn, mấy nữ tử xinh đẹp này không ngừng đi quanh người Lục Lâm Thiên, miệng phát ra âm thanh rên rỉ. Lục Lâm Thiên thiết chút nữa đã quên đây là ảo giác, cảnh tượng trước mắt hắn hiện giờ chân thực vô cùng. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, lập tức đi về phía trước, phía sau hắn truyền tới âm thanh của mấy nữ tử này. Lục Lâm Thiên bình tĩnh lại, tâm thần không chút dao động. Một lát sau truyền đến sự ba động của năng lượng. Hắn quay đầu lại nhìn thì thấy mấy nữ nhân xinh đẹp và đầm nước kia đều biến mất không thấy. Nguy hiểm thật. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ,
vừa rồi thiếu chút nữa hắn đã không nhịn được. Ảo trận này quả thực quá thiếu đạo đức, không ngờ lại có một màn này, chỉ sợ người bình thường khó có thể chống đỡ. Trên Vân Dương Tông, trong đại điện lúc này có mấy thân ảnh đứng trên đại sảnh. Triệu Vô Cực lúc này khuôn mặt đỏ lên vô cùng phẫn nộ, sắc mặt đám người Triệu Kình Thiên, Lục Thiếu Hổ, Sử Vân Sinh cũng vô cùng lạnh lẽo. Có Vũ Ngọc Tiền ở đây chúng ta muốn đối phó tên tiểu tử kia sẽ vô cùng khó khăn. Vũ Ngọc Tiền chết tiệt, sớm muộn gì cũng có một ngày ta cho hắn đẹp mặt. Triệu Vô Cực phẫn nộ quát lên một tiếng. Ra ra, không nghĩ tới thực lực của tên tiểu tử kia đã cường hãn tới tình trạng này. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Chung quy không thể buông tha cho tiểu tử đó được. Triệu Kình Thiên nói. Hừ, hắn cho rằng trong tông có Vũ Ngọc Tiền là có thể bảo vệ hắn cả đời được sao? 3 tháng sau chính là ngày mật địa mở ra, trong mật địa sinh tử khó đoán. Kình Thiên, bằng vào thực lực của con, đến lúc đó còn có đại ca con, đủ để đánh chết tiểu tử kia, cho hắn vĩnh viễn nằm lại trong mật địa đi. Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói. Không cần đại ca xuất thủ, một mình con cũng có thể đối khó với tiểu tử này. Triệu Kình Thiên nói. 3 ngày sau, trong tiên cảnh tại một vực sâu, Lục Lâm Thiên lúc này đang nhìn xuống phía dưới vực sâu. Hai hàng lông mày nhíu lại, khẽ lẩm bẩm. 1 tháng này ở trong ảo ảnh, quả thực có chút lãng phí thời gian. Trong 3 ngày này, đủ loại ảo giác, Lục Lâm Thiên cũng đã được gặp qua, thế nhưng còn chưa đủ để ảnh hưởng tới tâm trí của hắn. Về phần ảo giác phía trước có đủ sức làm ảnh hưởng tới mình không hắn cũng không biết. Thế nhưng lúc này hắn lại cảm thấy bản thân đang lãng phí thời gian. Thời gian 1 tháng không ngắn, hắn còn phải tu luyện nha. Không biết trong tiên cảnh thôn phệ linh đan thì sẽ thế nào. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, thời gian 1 tháng này hắn cũng không thể để lãng phí được. Vượt tiên cảnh lúc nào vượt cũng được, hiện tại tăng cường thực lực mới là điều quan trọng. Hai hàng lông mày nhíu lại, trong tay Lục Lâm Thiên xuất hiện mấy đạo lưu quang, đây chính là trận pháp mà quỷ tiên tử Bạch Oánh giao cho hắn khi hắn rời khỏi phi linh môn. Sau khi dò xét chung quanh một lát, chân khí trong người Lục Lâm Thiên run lên. Mấy trận giác trong tay hóa thành lưu quang, bắn về 4 phía theo một sự huyền ảo nào đó. Mấy trận bàn đáp xuống, cảnh tượng trước người Lục Thiếu Du đột nhiên biến hóa, không ngờ bản thân hắn đang ở trong một thông đạo. Trước thông đạo này có không ít ngã rẽ giống như mạng nhện được phân bố chung quanh. Trước cửa được bao phủ bởi một đám sương mù màu trắng dày đặc, không thể thấy rõ phía trước. Một cỗ khí tức đậm đặc tràn ngập trong thông đạo, chính là thứ có điểm tương đồng với linh hồn thần dịch kia. Lục Thiếu Du nhìn chung quanh một lát rồi mỉm cười, trận pháp này không làm khó được hắn. Nếu như hắn muốn đi ra ngoài thì không thành vấn đề, chỉ là hiện tại hắn muốn ở nơi này dùng linh đan bế quan. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Thiếu Du móc ra một hộp gấm. Mở hộp gấm ra, một cỗ lực lượng cuồng bạo tức thì khuếch tán, linh lực cuồng bạo tràn ngập chung quanh, khiến cho trái tim Lục Thiếu Du đập nhanh hơn, linh lực trong người dường như cũng bị dẫn dắt, không tự chủ được mà bắt đầu vận chuyển. Linh đan. Lục Thiếu Du nhíu mày, viên linh đan này hẳn linh đan trên người linh thú tứ giai sơ kỳ, chính là linh đan hắn đạt được trong bảo tàng của Bạch Lang Dòng binh đoàn. Nhìn viên linh đan này, trong đầu Lục Thiếu Du không khỏi hiện lên hình dáng nóng bỏng của Lam Linh kia. Không ngờ hắn lại bị nữ nhân này ám toán một lần. May mắn là hắn còn giữ lại được linh hồn thần dịch và vũ khí, còn có linh đan này, tất cả đều ném vào trong nhẫn chữ vật. Bằng không thì đúng là rơi vào trường hợp trộm gà không được còn mất nắm thóc. Cảm nhận năng lượng trên viên linh đan trong tay, Lục Lâm Thiên nhớ rõ khi hắn còn là linh sĩ, căn bản không dám dùng. Khi đó nếu như hắn dám thôn phệ viên linh đan này phỏng chừng sẽ bị linh lực cuồng bạo biến thành kẻ ngu ngốc. Bằng vào thực lực lúc đó, thôn phệ năng lượng khổng lồ như vậy hắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Một viên linh đan, hiện tại có tu vi linh phách cũng chỉ có thể giúp mình tăng một trọng linh lực a. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, hắn cầm lấy viên linh đan to bằng nắm tay trẻ con trong hộp gấm. Không có chút do dự, hắn lập tức nuốt vào. Thật là cuồng bạo. Đối với sự cuồng bạo này Lục Lâm Thiên không có cảm giác ngoài ý muốn nào. Linh đan biến thành năng lượng khổng lồ, cuồng bạo không di chuyển trong kinh mạch mà di chuyển thẳng tới không gian trong đầu hắn. Tức thì từng trận đau đớn truyền đến, hồn đan dưới sự bao vây của linh lực cũng bắt đầu chuyển động. Năng lượng do linh đan biến thành lúc này chỉ có thể dùng 2 chữ kinh khủng để hình dung. So với năng lượng do yêu đan biến thành còn kinh khủng nhiều hơn. Có lẽ là sự kinh khủng như nhau, thế nhưng năng lượng yêu đan biến thành chỉ chạy trong kinh mạch,
có thân thể cường hãn thì Lục Lâm Thiên cũng không ngại lắm. Còn hiện tại năng lượng trực tiếp chạy vào không gian trong đầu, nhất thời giống như vô số dã thú chạy trong đầu hắn, không ngừng đấu đá với nhau. Uy thế kinh khủng này khiến cho đầu hắn vô cùng đau đớn. Luyện hóa. Lục Lâm Thiên cắn răng thầm nghĩ, cắn răng chống lại năng lượng khổng lồ đang trùng kích trong đầu. Linh lực bàng bạc trong đầu hắn lúc này di chuyển thủ hộ hồn đan, đồng thời thủ ấn được ngưng tụ, bắt đầu vận dụng âm dương linh vũ quyết nhanh chóng luyện hóa cỗ năng lượng khổng lồ này. Luyện hóa. Lục Lâm Thiên bắt đầu vận chuyển âm dương linh vũ quyết bắt đầu luyện hóa cỗ năng lượng cuồng bạo này, một lát sau quanh thân hắn xuất hiện một tầng quang cháo. Bên ngoài, sau 6 ngày, nhị hộ pháp lúc này đang nhìn chăm chú vào khối ngọc thạch khẽ nhíu mày rồi lẩm bẩm. 6 ngày rồi, Lục Lâm Thiên này không ngờ lại có thể ở bên trong 6 ngày. Trong đám vũ giả, ngay cả vũ phách thất trọng cũng khó có thể làm được bước này. Nhị hộ pháp, người nói xem, Lục Lâm Thiên có thể ở bên trong bao lâu? Trong đại điện, lúc này có một hán tử mặc bạch y bên người nhị hộ pháp mở miệng hỏi, từ trang phục của hắn dường như có lẽ cũng là một vị hộ pháp. Ta cũng không biết, Lục Lâm Thiên này quả thực đúng là quái vật. Nhị hộ pháp nói, nhị hộ pháp, Lục Lâm Thiên làm sao? Lục Lâm Thiên ở trong này sao? Trong đại điện, lúc này có một cánh cửa đá mở ra, một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, trên dung nhan tuyệt mỹ mang theo một chút kiêu ngạo, bướng bỉnh, thế nhưng lại khiến cho tất cả nam nhân nổi lòng thương tiếc. Chúc mừng tiểu thư vượt qua cửu trọng tầng 4. Nhìn thấy nữ tử này, trong mắt nhị hộ pháp xuất hiện một chút kinh ngạc, tiểu thư không hổ là yêu nghiệt tu luyện của Vân Dương Tông, mỗi một lần tiến vào vũ cảnh đều có tiến bộ vô cùng lớn. Lúc này lại vượt qua cửu trọng tầng 4. Thực lực gần như có thể so sánh với vũ tướng nhất trọng, mà hiện tại, tiểu thư mới đột phá vũ phách ngũ trọng gần đây mà thôi. Các ngươi vừa nói Lục Lâm Thiên làm sao vậy? Vân Hồng Lăng chu miệng, nói với nhị hộ pháp. Lục Lâm Thiên trên địa long đỉnh đấu với Lý Đạt Giang, hạ thủ quá nặng khiến cho tông chủ phạt hắn đến tiên cảnh diện bích một tháng, bây giờ đã là ngày thứ 6 rồi. Nhị hộ pháp trả lời. Cái gì, cha ta xử phạt Lục Lâm Thiên sao? Vân Hồng Lăng tức thì cả giận nói. Nhị hộ pháp, nhanh gọi Lục Lâm Thiên ra cho ta, hừ. Tiểu thư, sau khi tiến vào tiên cảnh ta cũng không có biện pháp kêu hắn ra. Hơn nữa đây là mệnh lệnh của tông chủ. Nhị hộ pháp nói, ánh mắt chuyển động, trong tông có lời đồn rằng Lục Lâm Thiên và tiểu thư có chút mờ ám, xem ra quả thực không có lửa làm sao có khói nha. Ta đi tìm cha. Vân Hồng Lăng sụ mặt, nổi giận đùng đùng đi ra khỏi đại điện. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Lâm Thiên đã sớm tiến vào trong trạng thái tu luyện, chậm rãi luyện hóa năng lượng cuồng bạo bên trong linh đan, tốc độ luyện hóa cũng không chậm. Luyện hóa cỗ năng lượng này, Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng sự tăng trưởng linh lực của mình. Trong đầu, năng lượng do linh đan biến thành vô hình trung tâm bổ hồn đan của hắn. Hồn đan liên tục bị linh lực bao vây xoay tròn chung quanh. Toàn thân thoải mái không nói lên lời, năng lượng luyện hóa càng ngày càng nhiều. Sự cuồng bạo kia cũng đã sớm biến mất. Trong lúc bất chi bất giác, khí tức chung quanh Lục Lâm Thiên bắt đầu được kéo lên, quang mang quanh thân thể cũng bắt đầu trở nên chói mắt. Mấy canh giờ sau, Lục Lâm Thiên có cảm giác không gian trong đầu đã bành trướng tới cực hạn, một tiếng trầm muộn vang lên, một cỗ năng lượng tức thì khuếch tán. Trong linh lực gào thét, hồn đan nhanh chóng xoay tròn, mà lúc này quanh thân thể của hắn, từng tia linh lực tiết ra ngoài, hình thành một vòng xoáy trước người. Giống như một cơn lốc, đem xương trắng trong thông đạo hút vào. Trong xương trắng này có một cỗ khí tức giống như linh hồn thần dịch, vô hình chung trong lúc này nó đã bị thôn phệ vào bên trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Cỗ khí tức này giống như linh hồn thần dịch, có tác dụng tẩm bổ linh hồn. Linh lực trong cơ thể Lục Thiếu Du cũng không xa lạ gì với cỗ khí tức này, nhất thời mạnh mẽ hút nó vào cơ thể. Siêu! Một tia khí tức này sau khi bị hút vào cơ thể Lục Thiếu Du, tức thì có hàng ngàn tia khí tức giống như rút dây động rừng hội tụ tới. Một tia quá yếu, Lục Thiếu Du cũng không đặt trong mắt. Bởi vì nó còn xa mới đạt tới trình độ hắn có thể trực tiếp thôn phệ. Thế nhưng hiện tại có hàng ngàn tia hội tụ tới, cuối cùng tạo thành một dòng xoáy linh lực quanh thân thể Lục Thiếu Du, tạo thành một cỗ năng lượng bàng bạc sau đó bị Lục Thiếu Du hút vào trong cơ thể. Cỗ năng lượng giống như linh hồn thần dịch này nhất thời chạy ào ào vào trong đầu Lục Thiếu Du. Ngàn vạn tia khí tức này hội tụ lại đã khiến cho năng lượng chung quanh đạt tới mức độ đáng sợ, so với dùng một phần linh hồn thần dịch còn đáng sợ hơn. Đồng thời,
Cỗ năng lượng này trải qua dòng xoáy linh lực quanh thân Lục Thiếu Du đã trải qua một lần trao chuốt, cho nên hiện tại năng lượng của nó còn tinh thuần hơn linh hồn thần dịch. Lục Thiếu Du chỉ cần vận dụng âm dương linh vũ quyết luyện hóa qua loa một chút là có thể biến nó thành năng lượng của mình. Không nghĩ tới trong tiên cảnh còn có chỗ tốt bực này. Lục Thiếu Du mừng như điên, đây giống như là ở trong tam hệ ngũ hợp trận ở Quỷ Vũ Tông nha. Năng lượng có thể khiến cho hắn trực tiếp thôn phệ, đột phá. Thôn phệ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.